Có điều lần trước tại khách sạn Thiên Đường Mộng Ảo cô cũng đã giúp đỡ qua cho Dương Tiêu, đối với chuyện này hắn cũng vô cùng cảm kích. Cho nên cuộc điện thoại này nhất định phải nghe. Điện thoại vừa kết nối, từ phía bên kia điện thoại liền truyền đến giọng nói hoảng sợ của Đường Đường, anh chấm ANS dễ, cứu Imo. Nghe giọng nói gấp gáp của Đường Đường truyền đến từ phía bên kia đầu dây điện thoại, sắc mặt Dương Tiêu lập tức trầm xuống. Hắn liền biết được rằng Đường Đường nhất định đã gặp phải phiền phức, hơn nữa còn là phiền phức không nhỏ, nếu không với tính cách bướng bỉnh của con bé tuyệt đối sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho hắn. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, Đường Đường luôn là người độc lập tự cường, rất có phong phạm giống với Đường Mộc Tuyết, sau khi lên đại học, cũng chưa bao giờ đòi hỏi một phân tiền nào trong nhà. Nếu như không phải gặp phiền phức lớn, Đường Đường con bé này tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho mình. Đừng gấp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiêu Trần An nói. Trong điện thoại truyền đến giọng nghẹn ngào của Đường Đường, anh dễ, em bị người khác hãm hại, em có khả năng phải ngồi tù mắt thôi. Cái gì, phải ngồi tù sao? Lời nói này khiến cho sắc mặt Dương Tiêu lập tức thay đổi, hắn có thể dựa vào trực giác của mình mà cảm nhận được, phiền phức mà Đường Đường gặp phải chắc chắn không phải là việc nhỏ, nếu không làm sao có thể dính dáng đến họa ngồi tù chứ. Tiếp theo đó, một giọng nói khinh thường vang lên từ trong điện thoại, hãm hại. Tôi xem ra trong lòng cậu có ma quỷ đi, đã có hành vi trộm cắp lại còn dám ngụy biện, thật sự đáng ghét. Sau đó, điện thoại Đường Đường liền bị người khác cướp đi, một giọng nói của một người đàn ông trung niên liền vang lên. Anh đây chính là người nhà của Đường Đường đúng không? Đường Đường nhà các người trộm cắp đồ của tôi, chúng tôi hiện tại đang có mặt ở văn phòng làm việc tại trường học, nếu như chuyện này ngày hôm nay các người không có một lời giải thích rõ ràng, thì Đường Đường không những bị nhà trường đuổi học, tôi còn khiến cho cô ta phải ngồi tù, còn nhỏ tuổi như vậy lại không biết lo học hành chăm chỉ, làm người nhà như các người hay sao? Trộm đồ. Dương Tiêu nhíu mày, hắn rất rõ ràng cách làm người của Đường Đường, mặc dù có chút tùy tiện, nhưng tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện trộm cắp như vậy. Vui lòng chờ đợi một lát, tôi lập tức đến trường học. Dương Tiêu sau khi ngắt điện thoại liền lập tức xuất phát đến Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên. Giây phút này, trong phòng làm việc hiệu trưởng xuất hiện hơn 10 bóng người đang bước qua bước lại, trong đó đại đa số là các lãnh đạo của trường học, bóng dáng của Đường Đường cũng có bên trong. Khuôn mặt nhỏ tỉnh xảo của Đường Đường chỉ còn nét hoảng hốt không thôi, rõ ràng chuyện này khiến cô không biết phải giải quyết như thế nào. Chiều hôm qua cô nhận được lời mời của Lưu Hiểu Lâm, người bạn tốt trong ký túc xá, mời cô đến nhà cô ấy chơi. Nhưng không nghĩ đến, sáng sớm hôm nay, Lưu Hiểu Lâm cùng ba của cô ấy đã đến trường học, từng câu từng chữ sỉ nhục, vu khống cô đã ăn cắp chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng vài chục ngàn. Hơn nữa, thái độ người một nhà đối phương lại vô cùng ngang ngược. Trực tiếp kéo cô đến văn phòng hiệu trưởng, lớn tiếng tuyên bố phải đuổi học cô, chuyện này khiến cho Đường Đường sợ chết khiếp. Dù sao, trong nhà vừa xảy ra chuyện, vết thương trên đôi chân của Đường Kiến Quốc cũng vừa bình thường, hiện tại trong nhà cũng không có bao nhiêu tiền, chị gái còn phải đi làm, ba mẹ thì càng không phải nhắc đến, Đường Đường cảm thấy người có thể cứu mình hiện tại chỉ còn lại Dương Tiêu mà thôi. Cách đây vài ngày, anh dễ dù sao cũng đã bỏ ra khoản tiền lớn hơn 30 triệu bao cả bàn tiệc chưa tại khách sạn Thiên Đường Mộng Ảo. Đường Đường chỉ hy vọng thời điểm này Dương Tiêu có thể giải cứu được mình. Tội trạng trộm cắp tài sản đối với sinh viên đại học như Đường Đường mà nói, chính là tội nghiệp vô cùng to lớn. Nếu như tội trạng này bị ghi vào hồ sơ, nhưng vậy sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cô. Điều quan trọng nhất chính là, Đường Đường không hề trộm cắp, toàn bộ đều là lời vu khống của Lưu Hiểu Lâm. Ngoại trừ những chuyện này, Đường Đường hiện tại đối với Dương Tiêu đã xuất hiện một thứ tình cảm đặc biệt. Nam thần trong lòng cô chính là tiểu hoàng tử Thổi Tiêu, không ngờ rằng người anh rẻ mà trước đây bản thân luôn coi thường lại là nam thần trong lòng mình. Lần trước tại khách sạn Thiên Đường Mộng Ảo tận mắt chứng kiến Dương Tiêu vì chị gái của mình bố trí một màn lãng mạn như vậy, đừng nhắc đến nội tâm Đường Đường có tư vị như thế nào. Đường Đường từ nhỏ đến lớn chỉ thích một người, người này lại là anh rể của mình, trong lòng Đường Đường ngũ vị phức tạp, cả người đều muốn khép kín lại. Thời gian này, tâm trạng cô luôn buồn bực không vui. Cũng không liên lạc với người trong nhà. Nếu như không xảy ra loại chuyện như thế này, cô tuyệt đối cũng sẽ không gọi điện thoại cho Dương Tiêu. Khi Dương Tiêu lái chiếc xe Maserati đến Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên, cũng đã nghe không ít lời bàn tán của kẻ khác. Các cậu đã nghe chuyện gì chưa? Đường Đường đã lấy cắp một chiếc đồng hồ Rolex của ba một bạn học nữ trong ký túc xá, giá trị chiếc đồng hồ cũng phải lên đến vài chục ngàn. Đã sớm biết chuyện này rồi, còn cần cậu phải nói hay sao?
Hiện tại các trang web của nhà trường đều đang thảo luận chuyện này đến điên rồi, không nghĩ đến giáo hoa bình dân của trường chúng ta chính là loại người như vậy. Nghe nói gia cảnh nhà của Đường Đường không được tốt lắm, chị gái chính là đệ nhất mỹ nhân thành phố Trung Nguyên, nhưng lại gả cho một tên vô dụng, ba ruột thì lái xe đụng người, hại bản thân bị tàn phế, mẹ ruột lại là một kẻ mê cờ bạc, có lẽ áp lực quá lớn, cho nên Đường Đường này mới lầm đường lạc lối đi. Đủ rồi, trộm đồ chính là trộm đồ, sớm đã nhìn cô ta không vừa mắt, nhanh chóng bị bắt lại là tốt nhất, tiện nhân này thật sự đem thể diện của trường chúng ta vứt sạch sẽ. Nghe những lời nói này của các sinh viên, tâm tình Dương Tiêu càng lúc khó chịu, xem tình huống này đối phương đã đem chuyện làm đến ồn ào huyên náo, khiến cho toàn bộ Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên đều biết rõ chuyện này. Dương Tiêu quả thật đoán không sai, đối phương chính là muốn sỉ nhục Đường Đường, khiến các trang web của Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên đều thảo luận huyên náo vấn đề này. Lúc này, có vô số nam sinh không ngừng thổn thức. Đường Đường dù sao cũng là giáo hoa bình dân của Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên, bình thường cũng có vô số người theo đuổi. Hơn nữa cũng có không ít nữ sinh ghen tị với dung nhan xinh đẹp của cô, nên khi xảy ra loại chuyện như thế này, nhất định sẽ có không ít người hả hê cười trên nỗi đau của người khác, càng coi thường Đường Đường. Sau khi đến văn phòng hiệu trưởng, chỉ thấy dung nhan thất sắc của con bé Đường Đường. Có lẽ cảm thấy quá tủi nhục, nên khi Đường Đường đang bàng hoàng bất lực khi nhìn thấy Dương Tiêu liền nhanh như tên bắn lao vào vòng tay Dương Tiêu, khóc không thành tiếng nói, anh rể, em không hề trộm cắp, em thật sự không trộm cắp, anh phải tin em đã bị người khác hãm hại. Nhìn khuôn mặt hoảng hốt khiếp sợ của Đường Đường, trái tim thiếu nữ của Dương Tiêu cũng như muốn vụn vỡ. Mặc dù Đường Đường trong 5 năm này chưa từng coi trọng hắn, nhưng chưa từng động tay động chân với hắn, cô ấy chỉ hận Dương Tiêu đã mang lại sự nhục nhã cho cả nhà mình, hận hắn làm liên lụy kéo chân Đường Mộc Tuyết. Nếu thay đổi suy nghĩ, Dương Tiêu nghĩ rằng nếu bản thân hắn là Đường Đường, lấy tim so tim mà nói, e rằng nếu như chị gái của mình phải gả cho một tên vô dụng, trong tim nhất định cũng tức giận không thôi. Không có gì, không có gì, người khác không biết cách làm người của em, không lẽ anh rể của em còn không biết hay sao? Liếc mắt nhìn sang Dương Tiêu, lúc này sắc mặt Lưu Chánh Lâm ba ruột của Lưu Hiểu Lâm dần dần biến sắc không vui. Trước khi đến đây, ông đã từng điều tra qua tư liệu của từng người trong nhà Đường Đường, càng biết rõ Dương Tiêu chính là tên phế vật chuyên ăn cơm mềm đỉnh đỉnh đại danh của thành phố Trung Nguyên. Nghĩ đến việc Đường Mộc Tuyết rõ ràng chính là đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên, nhưng ngược lại phải gả cho một tên phế vật, Lưu Chánh Lâm cảm giác như cải trắng đã bị heo ăn mắt. Cậu chính là người nhà của Đường Đường sao? Tôi là hiệu trưởng Châu Quốc Khánh. Khi nhìn thấy Dương Tiêu đã xuất hiện thì Châu Quốc Khanh vị hiệu trưởng Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên mới từ từ đứng lên. Dương Tiêu liền vỗ nhẹ lên bờ vai Đường Đường, Đường Đường lúc này mới buông lỏng hai tay, trốn phía sau lưng hắn. Dương Tiêu nhìn sang Châu Quốc Khánh nói, hiệu trưởng Châu, không biết chuyện này đã điều tra đến đâu rồi. Hiệu trưởng Châu sắc mặt nghiêm trọng nói, chuyện này tôi đã điều tra được kha khá rồi, bạn học Đường Đường chiều hôm qua quả thực đã đến nhà của vị Lưu tiên sinh này làm khách. Sau đó đêm qua Lưu tiên sinh cũng đã phát hiện chiếc đồng hồ Rolex ông vừa mua đã bị lấy mất, hiện tại bạn học Đường Đường đây chính là nghi phạm lớn nhất. Em không có, Đường Đường hai mắt đỏ ửng kích động hét lớn. Cô căn bản không hề trộm cắp, tại sao lại phải vu khống cho cô chứ? Gia đình bọn họ quả thực nghèo khổ, nhưng cho dù nghèo cũng có cốt khí, nếu như không phải đồ đạc của mình, cô tuyệt đối sẽ không lấy. Đường Đường nhìn sang bạn tốt Lưu Hiểu Lâm nói, Hiểu Lâm, cậu biết rõ mình làm người như thế nào, mình làm sao có thể lấy cắp đồ đạc ở nhà cậu được chứ? Trong văn phòng hiệu trưởng lúc này, một nữ sinh ăn mặc thời thường nhìn Đường Đường khinh thường nói, lòng dạ con người cách một lớp ra, làm sao người khác biết được cậu làm người như thế nào? Tôi vốn dĩ cho rằng cậu là một người con gái có chí khí quang minh lỗi lạc, không nghĩ đến cậu vậy mà lại dở thói trộm cách ở nhà tôi, Đường Đường cậu thật sự khiến người khác cảm thấy thất vọng. Nói bậy, Lưu Hiểu Lâm cậu ăn nói bậy bạ. Bị bạn học sỉ nhục, cảm xúc của Đường Đường lúc này càng kích động hơn. Cô thật sự không thể tin tưởng, người bạn học chơi thân nhất của mình lại vu khống mình tội trộm cắp. Đường Đường, đừng kích động. Dương Tiêu an ủi cô vài câu, sau đó nhìn sang cô gái ăn mặc sành điệu Lưu Hiểu Lâm nói, cô có chắc chắn Đường Đường ở nhà cô trộm đồ sao? Có xác định được rằng đồng hồ Rolex của ba cô thật sự là do Đường Đường lấy cắp sao? Lưu Hiểu Lâm trừng mắt khinh thường nhìn Dương Tiêu. Cô kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, nhà các người nghèo như vậy, không phải tên tiện dân này ăn trộm thì còn ai vào đây nữa. Giống như trong mắt Lưu Hiểu Lâm, chỉ cần nghèo hơn so với cô, chính là thấp hơn người một bậc, chính là một kẻ tiện dân không hơn không kém.
nhìn thấy thái độ ngang ngược của Lưu Hiểu Lâm, sắc mặt Dương Tiêu càng lúc càng khó coi. Tiện dân, tại sao gọi là tiện dân? Dương Tiêu lạnh giọng nói. Lưu Hiểu Lâm biết rằng Dương Tiêu chính là tên phế vật nổi danh có tiếng tại thành phố Trung Nguyên, cô từ tận đáy lòng chính là coi thường Dương Tiêu, đối diện với câu chất vấn này của hắn, Lưu Hiểu Lâm lạnh giọng nói, tại sao gọi là tiện dân sao? Anh chính là tiện dân, Đường Đường cũng là tiện dân, cả nhà các người chính là tiện dân. Sắc mặt Dương Tiêu dâng lên từng trận tức giận, hắn triệt để bị thái độ của Lưu Hiểu Lâm kích động. Cho nên theo ý của cô chính là chỉ cần điều kiện không so được với gia đình của cô thì đều là tiện dân. Dương Tiêu lại lần nữa chất vấn. Sắc mặt Lưu Hiểu Lâm ngạo mạn khinh thường nói, không lẽ không phải hay sao? Tiện dân nhà anh, tên vô dụng chỉ biết ăn cơm mềm. Vậy sao? Dương Tiêu cười lạnh một tiếng, trên người đột nhiên xuất ra một cỗ nội lực khí thế to lớn. Cỗ nội lực to lớn này thổi lên cuốn sạch bốn phía, trong văn phòng không ít người đều hoảng hốt cực độ. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được trong cơ thể của Dương Tiêu có một năng lực mạnh mẽ, khiến người khác hoảng sợ. Đời này của ta tự do tự tại, kẻ nào dám cao cao tại thượng. Ánh mắt Dương Tiêu sáng rực lên nhìn chằm chằm về phía Lưu Hiểu Lâm. Tại hiện trường lúc này, Lưu Hiểu Lâm sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa té ngã trên nền đất. Một đám lãnh đạo trong văn phòng sắc mặt kích động, không sai, đời này của ta tự do tự tại, kẻ nào dám cao cao tại thượng. Lúc này ba của Lưu Hiểu Lâm, Lưu Chính Lâm nhanh như tên bắn lao đến che chắn trước mặt Lưu Hiểu Lâm, trừng mắt nhìn Dương Tiêu tức giận nói, được lắm. Tên vô dụng nhà người dám hù dọa con gái tôi, có tin tôi sẽ báo cảnh sát bắt luôn cả anh hay không? Đúng vậy đó ba, nhanh chóng báo cảnh sát bắt tên vô dụng này lại. Lưu Hiểu Lâm hồn hền tức giận nhìn Dương Tiêu. Lưu Chính Lâm tức giận khôn nguôi, tên phế vật này vậy mà lại dám hung hăng với con gái của mình, chuyện này quả thực không thể tha thứ được. C. Lưu Chính Lâm nhìn sang hiệu trưởng Châu Quốc Khánh, hiệu trưởng Châu, chân tướng chuyện này hiện tại đã rõ như ban ngày, ông vẫn còn chần chừ gì chứ? Còn không mau nhanh chóng công bố thông báo đuổi học con tiện dân nhỏ này. Đợi lát nữa tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt cô ta lại. Chuyện này, sắc mặt Đường Quốc Khánh đông cứng. Không thể không nói, người đàn ông Lưu Chính Lâm này chính là chủ quản cao cấp của tập đoàn dược phẩm chức năng Kim Thị, tiền lương một năm cũng lên đến vài triệu. Tài sản trong nhà cũng lên đến con số chục triệu, nhân mạch đông đảo, ông căn ba bản không thể đắc tội được. Hơn nữa, Châu Quốc Khánh có quen biết với Lưu Chính Lâm, mặc dù quan hệ không mấy thân thiết nhưng ít nhất cũng được xem là bạn bè. Mặc dù chuyện này đầy rẫy sơ hở, nhưng vì kết giao với Lưu Chính Lâm, Châu Quốc Khánh chỉ đành phản bội bản thân một lần. Ông khẽ ho nhẹ sau đó nhìn sang Dương Tiêu, Dương tiên sinh, sự việc này đã được điều tra rõ ràng, anh xem nên, hai. Dương Tiêu chế nhạo, hiệu trưởng Châu ông đang nói đùa với tôi hay sao? Đã điều tra rõ ràng, hiện tại các người nhiều nhất chỉ chứng minh được ngày hôm qua Đường Đường quả thật có đến nhà Lưu Hiểu Lâm, nhưng lại không hề chứng minh được chiếc đồng hồ Rolex đó có phải do Đường Đường lấy cắp hay không, cho dù báo cảnh sát, thì Đường Đường cũng chỉ được xem như nghỉ phạm mà thôi, không cách nào thành lập được hồ sơ tội phạm. Chuyện này, Châu Quốc Khánh không còn lời nào để nói. Lời này chọc cho Lưu Chính Lâm nổi trận lôi đình tức giận nói, thả dám. Hôm qua chỉ có tiện nhân này đến nhà chúng tôi, nếu không phải do tiện nhân này lấy cắp không lẽ còn có người khác hay sao? Không lẽ chiếc đồng hồ Rolex của tôi tự biết mọc cánh mà bay đi mất sao? Dương Tiêu trầm giọng nói, có một câu nói chính là phòng ngày phòng đêm khó phòng trộm nhà, lỡ đâu là do bản thân các người lấy cắp thì sao? Nói hưu nói vượn, ý của anh chính là đang vu khống tôi ăn cắp chiếc đồng hồ Rolex của ba mình hay sao? Hoang đường. Lưu Hiểu Lâm sắc mặt nghiêm trọng nói. Dương Tiêu cười lạnh một tiếng sau đó nhìn sang Lưu Hiểu Lâm nói, tôi cũng chưa từng nói rằng là do cô ăn cắp, nên cô cũng không cần phải kích động đến như vậy, có phải hay không đây chính là hành động không đánh mà khai, xóa bỏ mọi hiềm khích của bản thân hay không? Thả dám, con gái của tôi làm sao có thể ăn cắp đồ của tôi được? Lưu Chính Lâm tức giận không thôi. Lưu Hiểu Lâm tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, ba, tên vô dụng này cũng thật đáng kinh tởm. Hắn vậy mà lại dám sỉ nhục con, ba mau báo cảnh sát bắt tất cả bọn họ lại. Vậy sao, ánh mắt Dương Tiêu nhìn thẳng về phía Lưu Hiểu Lâm. Lưu Hiểu Lâm căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Tiêu, dưới ánh nhìn của hắn, Lưu Hiểu Lâm sớm đã chột dạ. Ai mà biết được, chiếc đồng hồ Rolex giá trị cao kia quả thật là do cô lấy cắp, cô chính là muốn tặng quà cho chủ blog mà mình ngưỡng mộ, mà không tiếc công trộm lấy chiếc đồng hồ của ba mình sau đó đem giao bán ngoài chợ đêm. Sự việc sau khi bại lộ,
Lưu Hiểu Lâm vì tìm cách đẩy trách nhiệm mà vu khống cho Đường Đường tội danh ăn cắp chiếc đồng hồ Rolex đó. Nhưng ai có thể nghĩ được rằng, ba của cô lại nổi trận lôi đình, kiên quyết kéo cô đến trường học gây phiền phức cho Đường Đường. Hiện tại, Lưu Hiểu Lâm chỉ đành sai càng thêm sai, đem mọi trách nhiệm đều đẩy hết lên người Đường Đường. Dù sao, cô bình thường nhìn có vẻ quan hệ rất tốt với Đường Đường, nhưng trên thực tế chính là đố kỵ nhan sắc xinh đẹp, sớm đã nhìn cô ấy không vừa mắt. Lưu Chính Lâm tức giận nhìn Dương Tiêu nói, thế nào? Cậu còn dám hù dọa con gái tôi sao? Hiệu trưởng Châu, tuyên bố đi. Châu Quốc Khánh hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, vừa rồi tôi đã cùng các vị lãnh đạo trong trường thảo luận qua, vì bản chất tồi tệ của hành vi trộm cắp, đồng thời bạn học Đường Đường đây lại có tình nghi lớn nhất, vì nguyên nhân chúng tôi quyết định tạm thời đình chỉ việc học tập của bạn học Đường Đường, bảo lưu học bạ, phối hợp điều tra. Nếu như sự việc được làm sáng tỏ, chúng tôi tất nhiên sẽ trả lại sự trong sạch cho bạn học Đường Đường. Tất nhiên nếu như bạn học Đường Đường thật sự có hành vi trộm cắp, vậy chúng tôi chỉ có thể nhìn việc không nhìn người, ra quyết định đuổi học đồng thời ghi lại trong hồ sơ. Cái gì? Nghe đến những lời này của hiệu trưởng Châu, dung nhan Đường Đường thất sắc. Cô vô cùng rõ ràng một việc rằng chỉ cần cô bị đình chỉ lên lớp, thì so với việc đuổi học cũng không có gì khác biệt. Đến lúc đó, toàn bộ học viện nghệ thuật Trung Nguyên sẽ đồn đại cô đã trộm cắp đồng hồ, ba người thành một cái chợ, bản thân không hề trộm cắp đến cuối cùng lại trở thành thật sự là kẻ cắp. Em không ăn cắp, dựa vào cái gì lại đình chỉ em? Đường Đường kích động nói. Châu Quốc Khánh nghiêm túc nói, bạn học Đường Đường à, xảy ra loại chuyện như thế này các thầy cũng rất khó xử, đây là ý kiến thống nhất của lãnh đạo trường, mong rằng em có thể thấu hiểu. Dương Tiêu ngược lại trong lòng không ngừng cười lạnh, hắn xem như đã nhìn ra được. Chuyện đến nước này, người đàn ông tên Châu Quốc Khánh kia rõ ràng đã đứng về phía Lưu Chính Lâm. Ông cũng vô cùng rõ ràng, một đám người công chức này kẻ này so với kẻ khác còn tỉnh quái, bọn họ nhất định sẽ không đắc tội với người có tiền có quyền. Trong mắt của những người như Châu Quốc Khánh, bản thân chính là một trái hồng mềm, vô cùng dễ nhào nặn. Lưu Hiểu Lâm châm chọc nói, có nghe rõ hay chưa? Vẫn là hiệu trưởng anh minh, rốt cuộc trong lòng ai có quỷ, thầy tất nhiên hiểu rõ. Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Đường Đường, cả khuôn mặt khinh thường, giống như chiếc đồng hồ Rolex quả thật do Đường Đường đã trộm lấy. Chỉ cần đình chỉ việc học của Đường Đường, đến lúc đó trong khuôn viên trường học sẽ không ngừng đồn thôi, cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được vết nhơ. Em không có, Đường Đường căm phẫn nói. Từ nhỏ đến lớn, đây cũng là lần đầu tiên cô bị người khác vu khống, hơn nữa người vu khống cô lại là bạn học của mình, đừng nhắc đến trong lòng Đường Đường lúc này có bao nhiêu khó chịu. Sắc mặt của những người tại hiện trường vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không màng đến những lời phản bác của Đường Đường. Dương Tiêu cuối cùng cũng xem như đã nhìn rõ khuôn mặt đáng ghê tởm của đám người này, hắn nhìn sang Lưu Chính Lâm cười châm chọc nói, nếu như các người đã cho rằng là do Đường Đường lấy cắp, vậy được, vậy ông nói cho tôi biết, ông tính giải quyết như thế nào. Anh dễ, em không có lấy cắp. Đường Đường bấu chặt vào cánh tay Dương Tiêu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn nói. Dương Tiêu gật đầu. Vỗ về khuôn mặt tỉnh xảo của Đường Đường dịu dàng nói, anh dễ tin tưởng Imo. Vâng vâng, đôi mắt Đường Đường tràn ngập khao khát cùng hy vọng, cô đã đặt cược toàn bộ hy vọng lên trên người Dương Tiêu. Lưu Chính Lâm nham hiểm nhìn Dương Tiêu nói, giải quyết như thế nào sao? Tất nhiên là bồi thường đúng giá trị của chiếc đồng hồ, giá trị của chiếc đồng hồ của tôi lên đến 880.000, cậu đền nổi không? Có đền nổi hay không? Dương Tiêu cười châm chọc một tiếng. Hắn chính là chủ nhân Long Môn, rất nhiều nhà tài phiệt trên thế giới đều được một tay Long Môn nâng đỡ, chỉ cần hắn gật nhẹ đầu, nguồn vốn lên đến hàng ngàn hàng vạn tỷ cũng lập tức được chuyển vào tài khoản ngân hàng. Hơn nữa, trong thẻ ngân hàng của Dương Tiêu vẫn còn 20 tỷ, chỉ có một chiếc đồng hồ trị giá 880.000 đã làm gì so với hắn. Có điều, nếu muốn từ hắn lấy đi 880.000 cũng không dễ dàng như vậy, Phật không chịu để người ta chỉ thắp một nén hương, người sống phải tranh nhau khẩu khí. Dương Tiêu lúc này triệt để bị hai cha con vô liêm sỉ kia chọc tức giận. Giây kế tiếp, toàn thân Dương Tiêu tỏa ra nguyên khí, hung hăng nhìn Lưu Chính Lâm lạnh giọng nói, tôi đưa cho 880.000, nhưng tiền này ông có tư cách nhận hay không? Giây phút này, Dương Tiêu thật sự phẫn nộ, hắn không muốn cùng hai cha con ngang ngược này tiếp tục dây dưa. Nếu như vẫn ở nơi này tốn nước miếng tranh cãi, cũng chỉ lãng phí thời gian của đôi bên mà thôi, căn bản không cách nào giải quyết được vấn đề này. Nếu đã như vậy, trước mắt cứ xử lý, những thứ còn lại sau này sẽ tính toán nợ nần một lần. 880.000,
anh đưa được sao? Lưu Chính Lâm cả khuôn mặt khinh thường nói. Trong mắt của ông, Dương Tiêu chính là một tên phế vật không sai, chỉ dám trước mặt ông phô trương thanh thế mà thôi. Đúng vậy, tên phế vật nhà anh có tiền hay sao? Lưu Hiểu Lâm khinh thường nói. Sắc mặt Dương Tiêu lạnh như băng nói, báo số tài khoản ngân hàng. Vừa nói liền cầm lên điện thoại, mở phần mềm ngân hàng. Lưu Chính Lâm cười châm chọc nói, được, tự chuốc lấy nhục, tôi cũng thành toàn cho cậu. Trong mắt của ông, toàn thân Dương Tiêu đều là đồ hàng chợ, điện thoại cũng là điện thoại thông minh sớm đã bị đào thải trên thị trường, ông không tin Dương Tiêu có thể chuyển khoản cho ông 880.000. Sau đó Lưu Chính Lâm một mặt trêu tức đem số tài khoản ngân hàng gửi cho Dương Tiêu. Không đến một phút đồng hồ, điện thoại Lưu Chính Lâm truyền đến âm báo tin nhắn, phía trên hiển thị nội dung hắn đã nhận được 880.000 vào tài khoản. Làm sao có thể được? Tên vô dụng như cậu làm sao có thể có đủ 880.000? Lưu Chính Lâm há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Dương Tiêu. Các lãnh đạo trường học có mặt tại hiện trường cũng kinh ngạc rớt cả mắt. Ôi mẹ tôi ơi, Dương Tiêu tên phế vật nổi danh khắp thành phố Trung Nguyên vậy mà lại có 880.000, chuyện này quả thật không cách nào tưởng tượng được. Nếu như Dương Tiêu thật sự có nhiều tiền như vậy, bọn họ không lẽ đã thật sự hiểu lầm Đường Đường rồi hay sao? Đường Đường cũng sửng sốt không thôi, cô quả thật không ngờ được Dương Tiêu vậy mà lại chuyển cho đối phương 880.000. Lưu Hiểu Lâm tất nhiên là người kinh ngạc nhất, trong ấn tượng của cô cả nhà Đường Đường đều là người nghèo hèn, hơn nữa Dương Tiêu còn là tên phế vật nổi danh thành phố Trung Nguyên. Suy tư một chút, Lưu Hiểu Lâm khinh thường nói, ba còn cần phải suy nghĩ hay sao? Rõ ràng Đường Đường chính là kẻ trộm cắp, tên phế vật này nhất định chính là kẻ trộm, cả nhà bọn họ đều là đồ trộm cắp. Đường Đường trong trường học của con nổi tiếng là nghèo khổ, tên phế vật này vậy mà lại có thể chuyển khoản được 880.000, nếu không phải là trộm cắp thì còn có thể là gì được nữa chứ? Cái gì, ăn cắp? Sắc mặt không ít người có mặt ở hiện trường đều lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn Dương Tiêu cũng tràn ngập khinh bỉ. Nghĩ đến danh tiếng nổi danh phế vật của Dương Tiêu, chỉ có khả năng là trộm cắp mới có thể giải thích được nguồn gốc của 880.000 này. Thì ra là do trộm cắp mà có à? Xem ra người một nhà các người cũng không phải thứ tốt lành gì. Lưu Chính Lâm cả khuôn mặt nghiêm trọng nói. Ăn nói bậy bạ, chúng tôi mặc dù nghèo nàn, nhưng nghèo mà trong sạch. Đường Đường phẫn nộ nói. Dương Tiêu nổi giận đùng đùng, hắn thật sự bị hai cha con nhà này chọc tức. Lưu Hiểu Lâm cười châm chọc nói. Nếu không phải là trộm về thì lấy đâu ra 880.000? Cô không phải tính nói rằng anh rể của cô trên thực tế là kẻ có tiền đi. Tên ăn cơm mềm nổi tiếng thành phố Trung Nguyên vậy mà lại có tiền. Thật sự là nực cười. Còn có, nếu như không phải do cô ăn cắp đồng hồ của ba tôi, vậy thì anh rể của cô tại sao lại chuyển khoản cho ba tôi? Đây rõ ràng chính là bằng chứng cho thấy chiếc đồng hồ Rolex đó là do các người ăn cắp, khẳng định chính là các người ăn cắp trột giạt. Một đám người trong văn phòng nhìn Dương Tiêu cùng Đường Đường tràn ngập khinh ghét. Anh rẻ, hiện tại chúng ta phải làm như thế nào đây? Đường Đường gấp gáo nói. Dương Tiêu cười dịu dàng nói, những việc còn lại đều giao hết cho anh dễ là được. Vâng, Đường Đường thật sự đã đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người Dương Tiêu. Sắc mặt Dương Tiêu thâm trầm, tôi vốn là người lương thiện, hà cớ gì cứ phải bức ép người lương thiện chứ? Đối phương đã hung hăng bức người, còn sỉ nhục cả nhà bọn họ. Chuyện này Dương Tiêu tuyệt đối không thể nhường nhịn. Rút điện thoại, Dương Tiêu liền nhấn nút gọi đến một số điện thoại. Lưu Chính Lâm cười lạnh nói, gọi điện thoại, gọi người sao? Một đám kê minh cẩu đạo, đợi lát nữa sẽ bắt hết tất cả các người. Alo, cảnh sát, tôi là Dương Tiêu, hiện tại chúng tôi đang ở phòng làm việc hiệu trưởng Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên, nơi này không những có người cưỡng ép nói xấu, hơn nữa còn tiến hành công kích thân thể. Sỉ nhục người nhà chúng tôi, hy vọng các anh có thể đến đây xử lý. Dương Tiêu nói vào trong điện thoại. Báo cảnh sát. Nghe những lời này của Dương Tiêu, hiện trường có không ít người được mở rộng tầm mắt. Không ai ngờ rằng Dương Tiêu vậy mà lại chủ động báo cảnh sát, chuyện này hoàn toàn vượt ngoài tầm dự tính của tất cả mọi người. Đặc biệt nhất chính là Lưu Hiểu Lâm càng kinh ngạc thất sắc, bản thân cô đã làm chuyện xấu, còn vu oan giá họa cho người khác, nếu như bị điều tra. Vậy thì cô tuyệt đối không cách nào chối cãi được. Ý thức được trên khuôn mặt con gái mình có một tia thất lạc thay đổi, Lưu Chính Lâm lúc này đang vênh váo tự đắc trong lòng đột nhiên có chút lảo đảo, ông không thể không đưa ra một suy nghĩ to gan, có phải hay không bản thân đã nhầm lẫn. Nếu như tìm nhầm người, vậy thì hiểu lầm này lớn rồi.
Điều quan trọng nhất chính là giá trị thật của chiếc đồng hồ Rolex kia cũng chỉ có 44.000 mà thôi, nhưng vì bản thân cố làm ra vẻ, nên ông trực tiếp báo giá 88.000. Hiện tại chỉ cần cảnh sát bắt tay vào điều tra, phát hiện được bản thân nhận hơn 44.000, dựa theo pháp luật mà nói, chuyện này chính là tội cố ý lừa gạt tài sản của người khác. Có điều, suy nghĩ đến gia cảnh của những người trong nhà Dương Tiêu toàn bộ đều là người nghèo khổ, số tiền 88.000 này tuyệt đối lai lịch bất minh. Chỉ cần nghĩ đến điều này, trái tim Lưu Chính Lâm liền yên tâm hơn rất nhiều. Hơn nữa, ông cũng quen biết không ít nhân vật có tiếng tắm, chút chuyện nhỏ này chỉ cần một cuộc điện thoại liền có thể giải quyết ổn thỏa. Giả thần giả quỷ, Lưu Hiểu Lâm lên tiếng. Cô căn bản không tin Dương Tiêu đã thật sự báo cảnh sát, cô chính là cho rằng Dương Tiêu vừa rồi chính là đang giả vờ để hù dọa bọn họ mà thôi. Khi bản thân lấy cắp chiếc đồng hồ Rolex đó camera căn bản không chụp được, dù muốn điều tra cũng không cách nào điều tra lên người cô được. Lưu Hiểu Lâm nhìn Đường Đường khuôn mặt cười nhạo, Đường Đường à Đường Đường, tội danh ngày hôm nay cô nhất định phải gánh lấy rồi. Sau khi kết thúc cuộc gọi với cảnh sát, Dương Tiêu lập tức gọi điện thoại cho Lý Thần Chiến, để hắn ta đi điều tra thân phận của Lưu Chính Lâm. Đồng thời, Dương Tiêu cũng gọi điện thoại cho Cổ Soái, nhân vật có mặt mũi ở khu chợ đen mà trước đây Đường Hạo đã giao bán thấp giá. Khi nhận được điện thoại của Dương Tiêu, Cổ Soái giật nảy mình. Tình huống gì đây, vị đại gia này như thế nào lại tìm mình rồi? Không lẽ bản thân có điểm nào đã đắc tội với vị đại gia này sao? Lần trước chỉ vì một kẻ tên Đường Hạo, suýt chút nữa đã hại chết bản thân. Khiến bản thân tổn thất hai người bảo vệ cấp quyền vương, còn khiến bản thân chịu không ít kinh hãi. Thân phận của Dương Tiêu, Cổ Soái tất nhiên rõ ràng hơn ai hết, lúc này ông ta lập tức nhận cuộc điện thoại gọi đến. Chuyện khiến cho Cổ Soái cảm thấy như chút được gánh nặng chính là lần này Dương Tiêu chủ động tìm ông làm việc. Chuyện này Cổ Soái đương nhiên vô cùng cam tâm tình nguyện mà cống hiến hết sức mình, dù sao thân phận của Dương Tiêu cũng không phải kẻ tầm thường. Lần này nếu ông ra tay giúp đỡ thì cũng xem như Dương Tiêu đã thiếu mình một món nợ ân tình của Dương Tiêu dù sao ông cũng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương tiên sinh, khi bước đến văn phòng hiệu trưởng, Cổ Soái cung kính mỉm cười chào hỏi một tiếng. Khi nhìn thấy Cổ Soái bước đến, Dương Tiêu cười nhạt nói, ông chủ Cổ, hôm nay phải làm phiền đến ông rồi. Ông chủ Cổ. Lưu Chính Lâm suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không nhớ ra khắp thành phố Trung Nguyên này có vị ông chủ nào họ Cố. Nghĩ rằng Dương Tiêu dù sao cũng là một tên phế vật vô dụng, lúc này trong lòng Lưu Chính Lâm càng xem thường hắn, có thể quen biết với Dương Tiêu, một nữa cũng chính là nhân vật nhỏ nhoi không có chút tiếng tăm nào. Dương tiên sinh ngài khách sáo rồi, nếu như Dương tiên sinh đã đến tìm tôi xin giúp đỡ vậy chứng tỏ ngài đây xem trọng tôi. Cổ Soái căn bản không dám ở trước mặt Dương Tiêu huênh hoang. Sau đó ông ta liền chỉ tay sang người đàn ông trung niên kia nói, người này là ông chủ hiệu cầm đồ Vân Hải Mã Bân, chuyện này ông chủ Mã vô cùng rõ ràng, những chuyện còn lại cứ để cho ông chủ Mã đây giải thích vậy. Dương Tiêu gật đầu đồng ý, ông chủ Mã này cũng vô cùng phối hợp. Ông vô cùng hiểu rõ Cố Soái ở thành phố Trung Nguyên này có năng lực như thế nào, cho dù có là ông đi chăng nữa cũng phải nhìn sắc mặt của Cố Soái mà làm việc. Người có thể khiến Cố Soái đích thân ra mặt giải quyết, thì vị Dương tiên sinh này tuyệt đối không phải nhân vật nhỏ tầm thường. Ông chủ Mã cả khuôn mặt cung kính nhìn về phía Dương Tiêu nói, Dương tiên sinh, ngài xem thử chiếc đồng hồ Rolex ngài làm mắt có phải chiếc này hay không? Vừa nói, ông chủ Mã liền từ trong túi áo rút ra một chiếc đồng hồ Rolex còn mới tinh đưa đến trước mặt Dương Tiêu. Nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ Rolex trước mặt, trong mắt của Lưu Chính Lâm trợn ngược gấp gáp nói, không sai, chính là chiếc đồng hồ Rolex này. Chính là chiếc đồng hồ nửa tháng trước tôi không tiếc tiền bạc mua về, chiếc đồng hồ Rolex này như thế nào lại xuất hiện trong tay các người, có phải do các người đã trộm về hay không? Đồng chí cảnh sát, mọi việc đã rõ ràng, mau bắt đám người này lại cho tôi. Cảnh sát có mặt tại hiện trường bất lực nhìn Lưu Chính Lâm. Không lẽ ông ta không nghe ra đây chính là ông chủ tiệm cầm đồ Vân Hải hay sao? Trong chuyện này nhất định có mờ ám. Có điều, thân là một người cảnh sát. Vị cảnh sát trưởng vẫn nhìn sang Mã Bân hỏi, ông chủ Mã, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ánh mắt Mã Bân dần dần khóa chặt lên người Lưu Hiểu Lâm, bị Mã Bân nhìn như vậy, trên khuôn mặt Lưu Hiểu Lâm không nhịn được mà xuất hiện một tia hoảng loạn. Những biểu cảm này đều bị Dương Tiêu quan sát thấy, hắn cười lạnh không ngừng, hiện tại cô không còn giả vờ nữa đúng không? Còn mắng hắn là tiện dân, loại con gái như vậy nên chịu trừng phạt và uốn nắn. Ánh mắt Mã Bân khóa chặt trên người Lưu Hiểu Lâm. Chậm rãi nói, đồng chí cảnh sát,
vào 3 ngày trước chính là do cô gái này đã mang chiếc đồng hồ Rolex đến tiệm cầm đồ của chúng tôi thế chấp, chuyện này không có liên quan đến vị Dương tiên sinh này. Cái gì? Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường để biến sắc. Sắc mặt tất cả mọi người giống như đều chết lặng, không thể tin tưởng được mà nhìn khuôn mặt đang khiếp sợ của Lưu Hiểu Lâm. Sắc mặt hiệu trưởng Châu Quốc Khánh lập tức thay đổi, sắc mặt của cả đám người lãnh đạo trường cũng không còn giống như trước, Lưu Chính Lâm vốn dĩ đang kiêu căng phách lối cũng không cách nào bình tĩnh được. Lưu Hiểu Lâm ăn cắp, chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ? Lưu Hiểu Lâm như thế nào lại có thể thừa nhận dễ dàng như vậy, cô ta tận lực gào thét, ông đừng có ở đây mà ngậm máu phun người. Lúc này, Lưu Hiểu Lâm triệt để khiếp sợ rồi. Nếu như quả thật kết luận chính là do cô lấy trộm, mặt mũi hôm nay triệt để mất sạch, còn phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi học, còn có khả năng sẽ bị cảnh sát áp giải đi. Cô từ trước đến nay luôn cao ngạo, chuyện này đối với cô mà nói, căn bản không cách nào tiếp nhận được. Lưu Chính Lâm hung hăng nhíu mày nhìn Mã Bân cười lạnh, đồng chí cảnh sát, người này nhất định chính là do bọn người này tìm đến, nhằm mục đích làm lẫn lộn trắng đen, mau chóng bắt bọn chúng lại. Ông chủ Mã cười châm chọc sau đó rút ra một chiếc USB, sau đó đem chiếc USB này giao cho vị cảnh sát trưởng nói, đồng chí cảnh sát, nhằm chứng minh tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, đây là băng ghi hình tôi đã copy vào, tôi cũng muốn các vị đây xem thử, để hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đúng rồi, quên mất một thứ. Ông chủ Mã lại lần nữa rút ra một tập văn kiện. Trên tập hồ sơ có ghi chi tiết lại các điều khoản trách nhiệm pháp luật tương đương, phía dưới còn có chữ ký cùng dấu vân tay của Lưu Hiểu Lâm. Sống bằng nghề cầm đồ này, kẻ nào cũng tinh danh cùng cực. Có rất nhiều món đồ có giá trị liên thành, bọn họ nhất định phải làm rõ lai lịch của chúng, đồng thời yêu cầu người bán phải ký tên, ấn dấu vân tay đầy đủ. Dù sao, lỡ đâu những vật này có lai lịch không trong sạch rõ ràng, đối với tiệm cầm đồ bọn họ mà nói cũng là một phiền phức lớn. Nhằm mục đích không xảy ra những phiền phức không nên đó, bọn họ nhất định phải phủi sạch tất cả trách nhiệm pháp luật có liên quan. Khi nhìn thấy phía trên hồ sơ có chữ ký của Lưu Hiểu Lâm, Lưu Chính Lâm vốn dĩ đang rất hồng hách giống như chịu phải hàng ngàn vạn cú đả kích, khiến cho khuôn mặt có tuổi của ông ta đông cứng. Hiểu Lâm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Chính Lâm khó tin nhìn sang Lưu Hiểu Lâm, ông ta như thế nào cũng không ngờ được, tất cả những chuyện này lại do chính tay con gái ruột của mình gây ra, hơn nữa con gái ruột của ông còn sỉ nhục Đường Đường, chuyện này quả thật quá đáng. Nghĩ đến dáng vẻ ngông cuồng tự đại vừa rồi của bản thân, lại nhìn những bằng chứng thiết thực trước mắt, giống như có một cái tát vô hình đánh lên khuôn mặt già nua của Lưu Chính Lâm. Mặc dù Lưu Chính Lâm rất không muốn thừa nhận tất cả những chuyện này, nhưng bút tích của con gái ruột của mình ông lại là người rõ ràng hơn ai hết. Lúc này vị cảnh sát trưởng nhìn sang hiệu trưởng Châu Quốc Khánh nói, hiệu trưởng Châu, có thể mượn máy tính của ngài sử dụng một chút hay không? Có thể, Châu Quốc Khánh vội vàng lấy máy tính xách tay của mình đưa đến trước mặt vị cảnh sát trưởng. Sau khi kết nối USB, mở video clip tương ứng, bên trong rõ ràng chính là hình ảnh Lưu Hiểu Lâm đang bán lại chiếc đồng hồ với giá thấp. Hợp đồng mua bán, video clip, chân tướng toàn bộ sự việc đều nổi lên trên mặt nước. Lúc này ánh mắt tất cả mọi người khi nhìn Lưu Hiểu Lâm đều thay đổi. Ăn cắp đồng hồ Rolex của ba ruột, mưu hại bạn học, những hành vi này cũng thật táng tận lương tâm. Đồng thời, ánh mắt mọi người khi nhìn Dương Tiêu cũng tràn ngập kinh ngạc. Bọn họ thật sự không ngờ đến rằng tên ăn cơm mềm nổi tiếng đại danh ở thành phố Trung Nguyên vậy mà có thể xoay chuyển cục diện như thế này. Sắc mặt của cổ soái cùng ông chủ Mã chính là một mặt hả hê, như đang xem trò vui. Vị cảnh sát trưởng nhì sang Lưu Chính Lâm lúc này sắc mặt khó coi cực điểm, Lưu tiên sinh, rất xin lỗi, chuyện này xem ra không liên quan đến bạn học Đường Đường, ngược lại chính là do con gái của ngài đang vu khống. Lưu Chính Lâm giống như ăn phải ruồi chết. Sắc mặt trầm trọng không gì so sánh bằng. Vốn dĩ cho rằng tất cả mọi chuyện đều do Đường Đường gây ra, nhưng không nghĩ rằng đến cuối cùng lại là do con gái của mình vu khống người khác, chuyện này quả thật vứt hết toàn bộ mặt mũi của hắn. Hiểu Lâm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Chính Lâm nhìn Lưu Hiểu Lâm lạnh giọng nói. Chân tướng đã được phơi bày, Lưu Hiểu Lâm nào dám, toàn thân đều run rẩy, trong mắt chỉ còn lại hoảng hốt, ba, con sai rồi, sau này con không dám nữa đâu. Con chỉ là do ma xui quỷ khiến muốn tặng quà cho một nam blogger nên mới bán đồng hồ Rolex của bai. Nghe đích thân Lưu Hiểu Lâm chính miệng thừa nhận, tâm lý muốn đánh chết Lưu Hiểu Lâm cũng đã xuất hiện. Đúng là hãm hại cha ruột mà, lần này con đúng là hãm hại cha ruột mình mà con nên xin lỗi với ba sao.
Lưu Chính Lâm khuôn mặt hầm hầm tức giận nói. Lưu Hiểu Lâm hoảng sợ nhìn Đường Đường, Đường Đường, thật xin lỗi, là lỗi của tôi, là tôi đã hãm hại cậu. Hù, tôi đã sớm nói qua rồi mà, chuyện này tuyệt đối không phải do tôi gây ra mà. Đường Đường cảm giác tức giận bất bình nói. Lần này, cô xem như đã nhìn rõ bộ mặt thật của Lưu Hiểu Lâm rồi. Đặc biệt nhất chính là khi Lưu Hiểu Lâm mắng chửi cô là tiện dân, sỉ nhục cả nhà cô đều là phường trộm cắp, chuyện này khiến cho Đường Đường không cách nào có thể tha thứ được cho Lưu Hiểu Lâm. Ủng hộ chính chủ vào ngay chùm chữ N.N.E. Dù cho chính là con gái của ông sỉ nhục người khác, nhưng Lưu Chính Lâm cũng không thể trơ mắt không lo đến đứa con gái bảo bồi này. Cắn răng bước đến trước mặt Dương Tiêu thấp giọng nói, thật ngại quá, chuyện này quả thật là do chúng tôi làm không đúng, hiện tại Hiểu Lâm cũng đã biết sai rồi, tôi cũng gửi lời xin lỗi đến trước hai người, đợi lát nữa sẽ chuyển thêm cho cậu 10.000, chuyện này xem như xí xóa, không biết ý cậu như thế nào. Chuyển khoản thêm 10.000. Dương Tiêu châm chọc nói, Lưu Chính Lâm, Lưu tiên sinh đúng không? Thật ngại quá, tôi không thiếu tiền. Cậu đây là có ý gì? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hay sao? Lưu Chính Lâm tức giận nói. Trong mắt của ông ta, bản thân đã nhượng bộ chuyển khoản thêm 10.000 cho Dương Tiêu chính là đã nể mặt hắn lắm rồi. Dương Tiêu trong mắt anh dù sao cũng chỉ là tiện dân, cũng chỉ là nhân vật nhỏ, căn bản không cách nào kề vai phải lứa với ông. Nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của Lưu Chính Lâm, Dương Tiêu lạnh giọng nói, có tiền thì rất lợi hại đúng không? Có tiền liền có thể hoành hành ngang ngược, tùy ý hô mưa gọi gió đúng không? Thật ngại quá, tôi không dễ bị lừa như vậy đâu, vừa rồi Đường Đường cũng đã nói rồi, chúng tôi mặc dù nghèo, nhưng chúng tôi nghèo nhưng có cốt khí. Dứt lời, Dương Tiêu liền nhìn sang ông chủ Mã, Mã Bân hỏi, ông chủ Mã, chiếc đồng hồ Rolex này trên thị trường rốt cuộc có giá bao nhiêu? Làm phiền ông giám định giúp tôi một chút. Câu nói này của Dương Tiêu triệt để khiến cho sắc mặt Lưu Chính Lâm hoảng sợ không thôi. Vừa rồi ông có báo gấp đôi giá thật, nếu hiện tại bị phát hiện, thì chuyện này được xem như hành vi lừa gạt tài sản của người khác. Mắt thấy thần sắc hoảng hốt của Lưu Chính Lâm, khuôn mặt Dương Tiêu nói không hết tức giận. Hôm nay, Dương Tiêu nhất định phải thể hiện chút sắc mặt cho hai cha con nhà họ Lưu này, khiến cho bọn họ biết được cái gì gọi là trời cao đất dày. Khiến cho bọn họ hiểu được rằng tôn nghiêm của nhân vật nhỏ cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể tùy tiện trà đạp được. Cũng vì người nhà của tôi nhất định sẽ do tôi bảo vệ. Cũng vì người nhà của tôi tuyệt đối không thể bị sỉ nhục. Người hiền lành thường bị kẻ khác ức hiếp, ngựa thuần phục rồi chỉ để kẻ khác cưỡi. Dương Tiêu hôm nay quả thật tức giận không nhẹ. Tục ngữ có câu thiên Nga không so đo với loài kiến, hổ báo không cùng chó mèo so tiếng thét. Nhưng chỉ cần chạm đến giới hạn của chúng. Bất kỳ kẻ nào cũng trở nên điên cuồng. Rồng có vảy ngược, đúng vào khắc nỗi giận. Cậu, tên tiểu tử này đừng quá đáng như vậy. Nhìn thấy Dương Tiêu không chừa cho mình chút mặt mũi nào, Lưu Chính Lâm bừng bừng phẫn nộ. Dương Tiêu cười châm biếm, thế nào? Trong lòng Lưu tiên sinh có quỷ hay sao? Sợ hãi cái gì chứ? Ông chủ Mã, vẫn là làm phiền ông đích thân kiểm tra một chút. Ông chủ Mã châm chọc nói, Dương tiên sinh, các vị đồng chí cảnh sát. Giá cả của kiểu đồng hồ Rolex này vẫn giữ nguyên giá thị trường như nửa năm trước, giá thị trường hiện nay chính là 440.000, hiện tại các tiệm đồng hồ Rolex chính hãng đều đã bắt đầu mở bán, 3 ngày trước, nhân viên tiệm cầm đồ chúng tôi đã đích thân kiểm định, sau đó mua vào với giá 150.000. Cái gì, chiếc đồng hồ Rolex này chỉ có giá 440.000 sao? Lời này vừa nói ra, hiệu trưởng Châu cùng tất cả các lãnh đạo trường đứng xung quanh lúc này không cách nào bình tĩnh được. Vừa rồi Lưu Chính Lâm còn rêu rao với mọi người chiếc đồng hồ trị giá đến 880.000, một lần hét giá lên gấp đôi như vậy, chuyện này rõ ràng chính là cố ý chiếm dụng tài sản của người khá. Xê bị câu nói này của ông chủ Mã bóc trần sự thật, Lưu Chính Lâm giống như chịu phải đả kích, sắc mặt lập tức trắng bệch đi vài phần. Dương Tiêu nhìn sang vị cảnh sát trưởng, đồng thời mở lên tài khoản ngân hàng của mình sau đó nói, vừa rồi vị Lưu tiên sinh này đã nói rằng chiếc đồng hồ này trị giá 880.000. Hơn nữa tôi cũng đã chuyển khoản số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của ông ấy, các vị lãnh đạo có mặt ở hiện trường đều có thể làm chứng, đây có thể được xem là tội cố ý lừa gạt tài sản của người khác hay không. Luật hình sự đã quy định rõ rằng, cố ý lừa gạt tài sản cá nhân của người khác, nếu như giá trị lớn sẽ bị phán xét phạt tù có thời hạn không quá 3 năm, tạm giam hoặc bị giám sát hình sự, nếu số lượng cực lớn hoặc có tình tiết nghiêm trọng khác, thì sẽ bị phạt tù có thời hạn 3 năm trở lên 10 năm trở xuống. Trong số đó ghi chép chi tiết hơn với các nội dung như,
cưỡng đoạt tài sản nhà nước và tư nhân trị giá từ 2.000 đến 5.000 nhân dân tệ trở lên, 30.000 đến 100.000 nhân dân tệ trở lên, 300.000 đến 500.000 nhân dân tệ trở lên được quy định theo điều khoản 74 về việc quy định về số tiền lớn, số tiền rất lớn, số tiền đặc biệt lớn. Cũng chính là nói, vừa rồi Lưu Chính Lâm vừa rồi nhận 440.000, số tiền này được liệt kê vào số tiền đặc biệt lớn, phải đối diện với hình phạt ngồi tù có thời hạn từ 3 năm trở lên 10 năm trở xuống. Vị cảnh sát trưởng lên tiếng, nếu như sự việc đã được điều tra rõ ràng, Lưu tiên sinh quả thực phải đối mặt với án phạt ngồi tù từ 3 năm trở lên. Bùm! Phải đối mặt với án phạt ngồi tù từ 3 năm trở lên sao? Đây chẳng kém gì với một đạo sấm sét đánh lên đỉnh đầu Lưu Chính Lâm, chặt ông ta thành từng mảnh ngoài khét nhưng bên trong chín mềm. Lưu Chính Lâm híp mắt không ngừng ngụy biện nói, ăn nói bậy bạ, ông chủ mã này căn bản không phải là người chuyên nghiệp gì cả, ông làm sao biết chiếc đồng hồ Rolex này giá trị 440.000. Tôi chính là dùng 880.000 mua nó đấy. Ông chủ mã cười châm chọc một tiếng. Lưu tiên sinh không cần kích động, nếu như thật sự có gì sai sót, Lưu tiên sinh có thể lấy ra hóa đơn mua bán để kiểm tra, tôi nghĩ rằng phía trên nhất định có ghi rõ ràng. Lưu Chính Lâm làm sao có thể lấy ra hóa đơn cho bọn họ xem, đây không phải chính là bày ra tiễn hắn vào chỗ chết hay sao? Đồng thời, Lưu Chính Lâm lúc này cũng cực kỳ hận Dương Tiêu. Nếu như Dương Tiêu vừa rồi lựa chọn nhận thêm 10.000, vậy thì bản thân ông cũng không phải vướng vào phiền phức lớn như vậy. Ăn nói bậy bạ, các người chính là đồng lõa với nhau, đồng chí cảnh sát tôi thật sự không có chiếm dụng tài sản người khác. Lưu Chính Lâm gấp gáp nói. Lưu tiên sinh, xin để tôi giới thiệu với ông, tôi họ Cố, tên Cố Soái, khắp thành phố Trung Nguyên này tôi nghĩ rằng không có mấy người không biết đến danh tiếng của tôi, ý của ông chính là chúng tôi hợp lại bịa đặt chuyện này sao? Cố Soái khuôn mặt đầy ý đùa cợt, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời này tuyệt đối không được nói bậy bạ. Con người tôi rất thích đi điều tra người khác, không biết Lưu tiên sinh có muốn bị điều tra hay không? Cái gì, ông chính là Cố Soái? Nghe đến những lời này, Lưu Chính Lâm cả người kích động, suýt chút té ngửa trên nền đất. Vẫn đừng nên nhắc đến, trong giới thượng lưu tại thành phố Trung Nguyên này, thật sự không có mấy người không biết đến danh tiếng của Cố Soái. Khắp thành phố Trung Nguyên này, trừ ba nhân vật đứng đầu ở vùng đất xám, thì chỉ còn lại Cố Soái là người có danh tiếng nhất rồi. Người đàn ông này làm việc với cả hai giới hắc bạch, chuyên kinh doanh những chuyện đen tối, có biết bao nhiêu đệ tử hào môn thế gia của thành phố Trung Nguyên này đều từ chỗ Cố Soái đào được không ít đồ tốt đâu. Trước mắt Cố Soái, Lưu Chính Lâm quả thật chính là một nhân vật nhỏ bé. Nếu như Cố Soái thật sự mang người đến kiểm tra, trong nhà phải đối diện với kết cục như thế nào, Lưu Chính Lâm thật sự không dám tưởng tượng chút nào. Cố Soái cợt nhã nói, không sai, tôi chính là Cố Soái. Hiệu trưởng Châu cùng các vị lãnh đạo có mặt ở hiện trường nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng đã nghe qua năng lực của nhân vật tên Cố Soái này. Lưu Chính Lâm hiện tại triệt để cảm thấy tuyệt vọng, ông ta như thế nào cũng không thể ngờ được Dương Tiêu lại có thể quen biết một đại nhân vật như vậy. Dương Tiêu lạnh nhạt nói, đồng chí cảnh sát, nếu như Lưu tiên sinh vẫn phủ nhận, vậy chúng ta liền bắt tay vào điều tra xem chiếc đồng hồ này giá trị thực là bao nhiêu tiền. Nếu như thật sự là 880.000, tôi cũng không có gì để nói, nếu như giống như những gì ông chủ mã nói chiếc đồng hồ này chỉ có giá 440.000, vậy tôi nghĩ rằng tội danh cố ý lừa gạt tài sản của người khác đã được thành lập rồi đi. Chuyện này quả thật vẫn cần phải điều tra một phen. Vị cảnh sát trưởng có chút chần chừ. Bọn họ biết rằng người tên Lưu Chính Lâm này có chút quan hệ nhân mạch, cho nên cũng không muốn có xung đột trực tiếp với ông ta. Bọn họ chấp hành pháp luật công chính công tâm. Nếu như quả thật giống như những gì Dương Tiêu đã nói, vậy thì Lưu Chính Lâm nhất định phải đối diện với họa ngồi tù. Nghe những lời này, trong lòng mặc dù hoảng hốt không thôi nhưng cũng không đến mức bị hù dọa. Hừ, tiểu tử này, cậu quen biết Cố Soái thì như thế nào? Tôi cũng có quen biết với đại nhân vật, tôi đây chính là không tin cậu còn có thể dồn tôi vào con đường chết. Bản thân ông chính là chủ quan cao cấp của tập đoàn dược phẩm chức năng Kim Thị, tiền lương một năm cũng phải lên đến con số vài trăm triệu. Cùng lãnh đạo công ty là Kim Đại Trung đối xử như anh em ruột thịt, chỉ cần Kim Đại Trung đích thân ra mặt vậy thì tình cảnh trước mặt này sẽ được giải quyết gọn gàng. Phải biết rằng, thân phận của Kim Đại Trung lợi hại bất phàm, thực lực có thể sánh ngang với 10 đại gia tộc lớn, quan hệ nhân mạch giữa người với người tại thành phố Trung Nguyên cũng không ai sánh bằng, muốn giải quyết chút chuyện nhỏ này căn bản không phải vấn đề gì quá to tát. Lạch cạch! Chính ngay lúc Lưu Chính Lâm đang âm thầm tưởng tượng,
cửa lớn văn phòng hiệu trưởng được đẩy ra, một người đàn ông mập mạp béo phệ bước vào. Nhìn thấy người vừa bước đến, sắc mặt Lưu Chính Lâm lập tức hiện lên nét vui mừng không thôi. Người đến chính là Kim Bàng Tử Kim Đại Trung. Bản thân buồn ngủ lại có người đến tặng gối, cảm giác này quả thật tuyệt vời. Ông vừa rồi đang suy nghĩ nên gọi điện thoại cho Kim Đại Trung, không nghĩ đến Kim Đại Trung nhanh như vậy đã đến đây. Lưu Chính Lâm dùng tốc độ như tên bắn lao đến phía trước mặt Kim Đại Trung, gấp gáp nói, anh Kim, người anh em tôi gặp phải chút rắc rối, hy vọng anh Kim có thể ra mặt giúp tôi giải quyết chuyện này. Lưu Chính Lâm âm thầm hạ quyết tâm, đợi lát nữa sau khi đã xử lý xong phiền phức này, ông nhất định phải tìm người hung hăng thu thập Dương Tiêu một trận. Tên phế vật vô dụng đáng chết này khiến cho mặt mũi của ông mất sạch, thật sự cực kỳ đáng ghét. Lưu Chính Lâm tưởng tượng rất phong phú, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Nhìn thấy Lưu Chính Lâm bước đến, Kim Đại Trung tức giận không thôi, trước khi ông đến đây Dương Tiêu đã đem toàn bộ sự việc nói rõ ràng với ông, tên hỗn đản Lưu Chính Lâm vậy mà lại dám vu khống em vợ của Dương Tiêu tội ăn cắp, thật sự là chán sống mà. Liên quan đến thân phận của Dương Tiêu, Kim Đại Trung cũng đã suy đoán được 7-8 phần, quan trọng nhất chính là Dương Tiêu đã giúp ông ta trị khỏi căn bệnh suy thận, chuyện này khiến cho Kim Đại Trung cảm kích không ngừng. Nghĩ đến đồ ngốc Lưu Chính Lưu đã đắc tội đến Dương Tiêu, Kim Đại Trung tức đến mức giơ tay hung hăng tát lên khuôn mặt già nua của Lưu Chính Lâm. Chát! Một cú tát vang dội, khiến cho Lưu Chính Lâm không kịp phòng bị, cú tát này của Kim Đại Trung khiến cho ông ta xây sẫm mặt mày. Ngay khi Lưu Chính Lâm vẫn đang ngây ngốc, Kim.ans Kim, anh.ans đây có phải đã đánh lầm người rồi hay không? Kim Đại Trung tức giận nhìn Lưu Chính Lâm phẫn nộ nói, đồ hỗn trướng, Lưu Chính Lâm mẹ mày hai mắt xem như đúng quần rồi hay sao? Đến cả Dương Tiểu Thần Y mà mày cũng dám đắc tội, chính là ngại mạng mình quá dài hay sao? Dương Tiểu Thần Y, Lưu Chính Lâm cả mặt ngây ngốc. Ông ta cẩn thận suy nghĩ một lát, thật sự không cách nào liên tưởng được người thanh niên được gọi là Dương Tiểu Thần Y này chính là kẻ có địa vị trong giới y thuật tại thành phố Trung Nguyên này. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, chỉ thấy Kim Đại Trung bước đến trước mặt Dương Tiêu cung kính nói, Kim Đại Trung của tập đoàn Kim Thị bái kiến Dương Tiểu Thần Y. Chậc, nhìn thấy Kim Đại Trung cung kích như vậy trước mặt Dương Tiêu, tất cả mọi người đều há hốc mồm cầm đều rơi vỡ xuống đất. Kim Đại Trung dù sao cũng là doanh nghiệp có tiếng tăm ở thành phố Trung Nguyên, kinh doanh thực phẩm chức năng, tiền kiếm được lợi nhuận đếm không hết. Không chút nghi ngờ, chỉ cần Kim Đại Trung lên tiếng, các nhân vật có tiếng nói ở thành phố Trung Nguyên này đều sẽ nể mặt mũi hắn. Nhưng không ai có thể dự đoán được. Kim Đại Trung người có thế lực tương đương với 10 đại gia tộc lớn vậy mà lại cung kính như vậy trước một tên ăn cơm mềm danh tiếng tệ hại như Dương Tiêu, chuyện này suýt chút nữa phá nát tam quan của tất cả mọi người có mặt ở hiện trường. Nghe những lời này, Lưu Chính Lưu suýt chút nữa đã chừng rót cả tròng mắt ra ngoài. Kim Đại Trung vậy mà lại cung kính như vậy trước một tên phế vật, chuyện này triệt để khiến ông chết đứng. Những năm gần đây, mèo đều trở thành phù dâu cho chuột rồi hay sao? Trong mắt Lưu Chính Lâm, tên phế vật Dương Tiêu cùng Kim Đại Trung dù cho bắt tám cây xào cũng không chút quan hệ nào. Dương Tiêu dở khóc dở cười nhìn Kim Bàng Tử, tôi nói này Kim Đại ca, anh cũng không cần khách sáo như vậy có được không? Nếu anh còn như vậy, sau này nếu có chuyện gì thì tôi cũng ngại lên tiếng nhờ vả lắm. Ha ha, tôi chính là biết Dương lão đệ chính là người có tính tình tốt mà. Kim Đại Trung sảng khoái đập lên vai Dương Tiêu nói. Vừa rồi Kim Đại Trung chính là muốn dành mặt mũi cho Dương Tiêu nên mới cố ý nói những lời này, còn khi chỉ có hai người bọn họ Kim Đại Trung nhất định sẽ gọi Dương Tiêu bằng Dương lão đệ. Dương Tiêu hỏi han, đơn thuốc trước đây dùng như thế nào? Nhắc đến chuyện này, Kim Đại Trung giống như được bơm máu gà hưng phấn nói, quả thật không đáng nhắc đến chuyện này Dương lão đệ, nếu như không nhờ có cậu em, Kim Bàng Tử tôi quả thật nhức đầu, hiện tại uống thuốc hết bệnh, tôi cũng đã khôi phục như rồng như hổ. Một đêm làm 7-8 lần cũng không có trở ngại gì, xem ra sau này Kim gia chúng tôi nhất định sẽ có người kế thừa rồi. Vậy thì em ở đây chúc mừng trước cho Kim đại ca vậy. Dương Tiêu gật đầu nói. Kim Bàng Tử là kẻ không thiếu tiền, trước đây cũng uống qua không ít thuốc bổ, chỉ là vẫn không hoàn toàn trị tận gốc căn bệnh này mà thôi. Bản thân Dương Tiêu đã kê cho ông ta một đơn thuốc tiêu hóa, căn bệnh thận hư này của Kim Bàng Tử cũng tự động được giải quyết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Chính Lâm sòn gai óc hỏi. Kim Đại Trung vậy mà lại xưng huynh gọi đệ với Dương Tiêu, còn gọi hắn là Dương lão đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước đường đường đứng một bên cũng kinh ngạc không thôi, bàn tay che lấy đôi môi đỏ gợi cảm,
cô tất nhiên đã nghe qua đại danh của người đàn ông tên Kim Đại Trung này. Thật không ngờ đến được, anh rể của mình vậy mà lại cùng Kim Đại Trung xưng huynh gọi đệ, chuyện này khiến cho Đường Đường kích động không ngừng. Cô hiện tại càng thêm tin tưởng, Dương Tiêu tuyệt đối không thể nào là phế vật, những biểu hiện trước đây nhất định là do Dương Tiêu hắn giả vờ ra mà thôi. Kim Bàng Tử hỏi han tình hình, Dương lão đệ này, sự việc đã giải quyết như thế nào rồi? Cũng được kha khá rồi, chỉ là Lưu tiên sinh vẫn không chịu thừa nhận giá trị thực sự của chiếc đồng hồ Rolex đó, có lẽ cần phải lãng phí thêm chút thời gian nữa. Dương Tiêu trực tiếp nói ra tình hình hiện tại. Vậy sao? Kim Đại Trung liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ Rolex sau đó mỉm cười chế nhạo nói, cái đồng hồ rách nát này cùng lắm chỉ khoảng 400 đến 500 ngàn mà thôi, Lưu Chính Lâm, thành thật khai báo chiếc đồng hồ này rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Nếu như ông thành thật khai báo có lẽ tôi còn có thể thay ông cầu tình, nếu như không hậu quả tự mình gánh lấy. Cảm nhận được hàn ý tức giận trên người Kim Đại Trung, Lưu Chính Lâm nào dám tiếp tục che giấu, nuốt một ngụm nước bọt, hoảng hốt nói, anh Kim. Giá chiếc đồng hồ này quả thực chỉ có 440 ngàn mà thôi, vừa rồi là đôi mắt chó không biết nhìn người của tôi nên mới cố ý nói như vậy, Dương huynh đệ cậu tốt nhất đừng để ý. Việc đã đến nước này, Kim Đại Trung hiện tại đã đứng về phía Dương Tiêu, Lưu Chính Lâm triệt để cảm thấy hoảng sợ rồi. 440 ngàn, lời này vừa nói ra đủ khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người có mặt trong văn phòng đều đột ngột thay đổi. Một đám nhân viên cảnh sát lập tức hiểu ra. Tất cả đều do lòng tham hư vinh của Lưu Chính Lâm gây ra, cố ý nâng giá để huênh hoang khoe khoang bản thân. Chỉ đáng tiếc, tên Lưu Chính Lâm này đụng phải tắm thép nóng, đụng phải người hắn không đối địch được. Lưu tiên sinh vừa rồi không phải nói chúng tôi hợp mưu lại tạo dựng tin đồn hay sao? Cổ soái nợ nụ cười tựa như không cười lên tiếng hỏi. Kim Bàng Tử lúc này mới chú ý đến trong đám người đang tụ tập còn có cổ soái, yo. Đây không phải là ông chủ Cố hay sao? Ông cũng được Dương lão đệ gọi đến đây hay sao? Trong lòng hai người bọn họ tự nhiên cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ đến đối phương vậy mà lại bị Dương Tiêu gọi đến đây. Bọn họ dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi ở thành phố Trung Nguyên này, tất nhiên có quen biết. Cổ soái châm chọc nói, mặt mũi của Dương tiên sinh đây nhất định phải cho rồi, chỉ là thủ hạ dưới trướng của ông tính cách cũng không nhỏ đâu. Không những sỉ nhục Dương tiên sinh, còn nói chúng tôi đang tung tin đồn thất thiệt. Cái gì? Còn có loại chuyện này xảy ra, sắc mặt Kim Đại Trung lúc này vô cùng khó coi. Dù cho là Dương Tiêu hay Cố Soái, trong lòng Kim Đại Trung đều là những đại nhân vật, không thể tùy tiện đắc tội. Nhưng không nghĩ đến tên ngu ngốc Lưu Chính Lâm này vậy mà lại không những đắc tội đến Dương Tiêu, đến cả Cố Soái cũng đắc tội một lượt. Chậc chậc, khuôn mặt Cố Soái châm chọc quan sát tình hình. Lưu Chính Lâm hoảng sợ không yên nhìn Kim Đại Trung, anh chấm ans Kim, huynh đệ tôi đã đi theo anh lăn lộn bao nhiêu năm nay. Cầu xin anh mở lời tha cho tôi một con đường sống. Lưu Chính Lâm hiểu rõ hiện tại người có thể cứu ông chỉ có thể là Kim Đại Trung. Nhưng Kim Đại Trung lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, Lưu Chính Lâm quả thật đã theo hắn nhiều năm, lập được không ít công lao hãn mã. Nhưng tên Lưu Chính Lâm này vậy mà lại đắc tội với những người không nên đắc tội, vậy mà cùng một lúc đắc tội cả hai người, chuyện này quả thật khiến cho Kim Đại Trung to đầu. Điều quan trọng nhất chính là những năm gần đây Lưu Chính Lâm có chút bành trướng. Không những lôi bè kết phái trong nội bộ công ty, còn không để bất cứ ai khác vào mắt, chuyện này khiến cho Kim Đại Trung vô cùng phản cảm. Nếu như không phải nể tình Lưu Chính Lâm là nguyên lão của công ty, Kim Đại Trung sớm đã khai trừ ông ta. Kim Đại Trung ông dù sao cũng là một người biết nói tình nghĩa, ông chỉ còn nước căng ra đầu nhìn sang Dương Tiêu cùng cổ soái thương lược, Dương lão đệ, ông chủ cổ, chuyện là như thế này, tên Lưu Chính Lâm này đã cùng tôi vào Nam ra Bắc hơn 10 năm nay. Không biết Dương lão đệ cùng ông chủ cổ tính xử lý ông ta như thế nào. Cổ soái tất nhiên sẽ nể mặt mũi của Kim Đại Trung liền lên tiếng trước. Kim Bàng Tử, ông cũng quá khách sáo rồi đấy, đều là người một nhà cả, về phía tôi thì không có vấn đề gì. Chỉ cần sau này ông quản người cho tốt là được, đắc tội người của mình còn dễ ăn nói. Lỡ như đắc tội lên những hào môn gia tộc có danh tiếng, vậy thì sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Cảm ơn ông chủ cổ, Kim Đại Trung có chút cảm kích nói. Cảm ơn ông chủ cổ, cảm ơn ông chủ cổ, Lưu Chính Lâm gấp gáp nói. Kim Đại Trung lúc này nhìn sang Dương Tiêu hỏi ý kiến, Dương lão đệ, ý của cậu như thế nào? Dương Tiêu cười nhạt một tiếng sau đó trả lời, Kim Đại ca, chuyện này đối với tôi mà nói cũng không có vấn đề gì to tát, chỉ là hai cha con bọn họ đã gây tổn thương cho người nhà của tôi, cho nên về việc này người nhà của tôi nói xử lý như thế nào thì làm như thế đấy.
Kim Đại Trung cũng không còn lời nào để phản bác, những lời này của Dương Thiêu cũng không phải vô lý, ông không có cách nào phản bác được. Đường Đường, em muốn giải quyết bọn họ như thế nào? Dương Thiêu nhìn sang Đường Đường hỏi ý kiến. Đường Đường mặc dù tức giận, nhưng dù sao cũng là người có trái tim lương thiện, cô nhất thời không biết nên làm như thế nào. Đường Đường, tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa đâu, chúng ta là chị em tốt, cậu tha cho tôi lần này có được không? Sắc mặt Lưu Hiểu Lâm trắng bệch như một tờ giấy không ngừng cầu xin. Đường Đường thở dài một tiếng, nhìn sang Dương Thiêu nói, anh dễ, nếu như bọn họ đã xin lỗi rồi, vậy thì cứ bỏ qua đi. Nghe câu nói này, Lưu Chính Lâm như được đại xá, ông chính là sợ Đường Đường cắn hoài không buông. Dương Thiêu gật đầu nói, nếu như Đường Đường cũng không có ý tính toán với các người, vậy thì tôi cũng không còn lời nào để nói, nhưng ở tại nơi này tôi muốn nói cho Lưu Hiểu Lâm cô biết một câu. Câu gì? Lưu Hiểu Lâm sắc mặt trắng bệnh nhìn Dương Thiêu. Dương Thiêu trầm giọng nói, có tiền thì làm tốt việc của mình. Không tiền nên làm người tốt, bản thân rắn không biết mình có độc, người cũng không biết bản thân mình gây ra sai lầm. Điểm tốt của cô đối với người khác mà nói giếng như một viên đường, ăn vào là hết. Còn điểm không tốt của cô, thì giống như một vết sẹo, vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Hôm nay, Đường Đường không tính toán với cô. Không có nghĩa tôi sẽ không tính toán với cô, chuyện này ảnh hưởng ác liệt, cô nhất định phải đứng trước toàn thể giáo viên trong trường gửi lời xin lỗi đến Đường Đường. Dương Thiêu từ nhỏ đã hiểu được rằng, đời người không hề có thập toàn thập mỹ, tính cách con người ít nhiều gì cũng có khiếm khuyết, nhưng tuyệt đối không thể vì bản thân gia đình có chút quyền lực liền có thể tùy tiện dùng đôi mắt chó mà nhìn người khác. Có lẽ sống trên lầu cao, có người lại sống dưới đáy vực, có người hào quang vạn trường lại có người một thân đồng xanh, thế nhân ngàn vạn loại. Chuyện mây trôi nước chảy cũng đừng quá cưỡng cầu, thân chính là cầu vồng, người gặp được liền biết. Lưu Hiểu Lâm ăn cắp đồng hồ Rolex của ba ruột còn vu khống cho Đường Đường, điểm này Dương Thiêu tuyệt đối không thể tha thứ. Điều quá đáng nhất chính là đối phương còn đem chuyện này đăng lên các trang mạng nội bộ của Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên, khiến cho toàn thể sinh viên trong trường bàn tán xôn xao, nếu như Lưu Hiểu Lâm không đứng trước toàn trường nói rõ chuyện này, đây tuyệt đối sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đối với Đường Đường. Đường Đường là em ruột của Đường Mộc Tuyết, cũng là người nhà của Dương Thiêu, hắn nhất định phải vì cô mà đòi lại công đạo. Nghe thấy câu nói này của Dương Thiêu, Lưu Hiểu Lâm như sét đánh ngang tai, sắc mặt trắng bệch lập lại, cái gì? Đứng trước mặt toàn thể giáo viên cùng sinh viên toàn trường xin lỗi, dù cho trong lòng Lưu Hiểu Lâm có ngàn vạn không nguyện ý, nhưng cô lại không có cách nào từ chối. Nếu như cô thật sự không đứng trước toàn thể mọi người xin lỗi Đường Đường, Dương Thiêu tuyệt đối sẽ không buông tha chuyện này dễ dàng như vậy. Nếu như Dương Thiêu tiếp tục làm khó, hậu quả nhất định không cách nào tưởng tượng được. Dưới áp lực của tất cả mọi người, Hiệu trưởng Châu Quốc Khánh không thể không tiến hành triệu tập tất cả sinh viên đến sân thể dục trong khuôn viên trường. Hơn 10.000 sinh viên bên dưới nhìn lên hai người Lưu Hiểu Lâm cùng Đường Đường đứng trên đài, cảm giác vô cùng kinh ngạc. Sắc mặt Lưu Hiểu Lâm tràn ngập hoảng hốt, đôi mắt sợ hãi nước mắt lưng tròng lắp bắp nói, tôi có chuyện này muốn thanh minh làm rõ, thật ra, tên trộm đồng hồ chính là tôi. Chuyện này với Đường Đường không dính chút quan hệ nào cả, Đường Đường thật xin lỗi, tôi gửi lời xin lỗi đến cậu. Hả? Lưu Hiểu Lâm vừa dứt lời, hơn 10.000 sinh viên bên dưới như muốn nổ tung. Phải biết rằng hiện tại trên khắp các diễn đàn trên mạng của Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên đều đang ồn ào thảo luận chuyện này, không biết có bao nhiêu người đang chờ xem kịch vui của Đường Đường. Điều khiến cho tất cả mọi người không ngờ đến nhất chính là chuyện này thật sự do một tay Lưu Hiểu Lâm tự biên tự diễn gây ra. Tôi đã sớm nói rồi, Đường Đường sống rất có cốt khí, cô ấy làm sao có thể đi ăn cắp một chiếc đồng hồ Rolex được chứ? Một người sinh viên nam tức giận nói. Đúng vậy, Đường Đường căn bản không phải loại người như vậy, trường học chúng ta không thiếu phú nhị đại theo đuổi Đường Đường còn ít hay sao? Nếu như Đường Đường gật đầu đồng ý, đừng nói là một chiếc đồng hồ Rolex, tôi nghĩ là dù cho một căn nhà trong tiểu khu sang trọng cũng không phải vấn đề gì quá khó khăn đâu. Lưu Hiểu Lâm này cũng quá ác độc rồi, vậy mà lại vu khống cho Đường Đường, còn khắp nơi rêu rao, loại người bại hoại như vậy quả thật là sự sỉ nhục của Học viện Nghệ thuật chúng ta. Thừa hưởng gen di truyền tốt đẹp, Đường Đường mặc dù vừa tròn 18 tuổi, nhưng từ khuôn mặt thanh thuần ấy cũng không khó có thể nhận ra đây chính là một hạt giống mỹ nhân có nhan sắc hại nước hại dân. Cũng vì vậy, vừa đến tuổi trưởng thành, Đường Đường đã trở thành nữ thần của không biết nam sinh tại Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên. Một đám nữ sinh âm thầm châm chọc Đường Đường lúc này chỉ đành ngậm miệng, khuôn mặt bọn họ nóng bừng,
vì những lời nói chế giễu Đường Đường vừa rồi mà cảm thấy xấu hổ. Giáo viên hướng dẫn cùng giáo viên bộ môn của Đường Đường đều như chút được gánh nặng, tất cả bọn họ đều biết rằng Đường Đường là một học sinh vô cùng có ý chí cầu tiến trong việc học, cho nên loại chuyện trộm cắp này tuyệt đối không thể nào xảy ra trên người cô. Sau khi nghe thấy lời xin lỗi của Lưu Hiểu Lâm, cũng như nhìn thấy từng trận ồn ào dưới sân thể thao của hơn 10.000 sinh viên, nước mắt Đường Đường không cách nào khống chế được mà tuôn rơi. Cô biết rằng, nếu như không phải nhờ vào anh dễ Dương Tiêu của mình, có lẽ bản thân hiện tại đã thật sự bị nhà trường đuổi học, còn phải đến đồn cảnh sát lãnh cơm hộp. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện này đều do một tay Dương Tiêu lo liệu, Đường Đường cảm động không thôi. Con bé này, mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, còn khóc cái gì chứ? Có nhiều người đang đứng xem kìa, đừng khóc nữa. Dương Tiêu an ủi nói. Vâng, vâng, Đường Đường lập tức lau khô nước mắt. Cảm giác bị người khác vu khống vô cùng không tốt đẹp gì, điều này Dương Tiêu đã từng trải nghiệm qua, nên giờ phút này hắn có thể thấy hiểu được tâm tình lúc này của Đường Đường. Sau khi Lưu Hiểu Lâm kết thúc phần xin lỗi của mình, hiệu trưởng Châu Quốc Khánh liền bước lên trên bục cầm lấy micro tiếp tục phát biểu, đối với hành vi ác độc vu oan cho bạn học Đường Đường của bạn học Lưu Hiểu Lâm. Bạn học Đường Đường đây đã rộng lượng không tiếp tục so đo tính toán, các lãnh đạo trường học sau khi mở cuộc họp bàn bạc liền quyết định sẽ tiến hành trừ điểm nghiêm khắc bạn học Lưu Hiểu Lâm, đồng thời ghi sự việc này vào hồ sơ, ngoài ra các bài đăng thảo luận trên diễn đàn sẽ được xóa bỏ. Dù cho sự việc này đã được giải quyết viên mãn, nhưng nhìn thấy Đường Đường nước mắt như mưa đứng trên bục phát biểu, trong lòng Kim Đại Trung cảm thấy vô cùng không thoải mái. Sắc mặt khó chịu nhìn sang Lưu Chính Lâm. Lát nữa ông quay về công ty thu dọn sạch sẽ đồ đạc trong văn phòng của mình, bắt đầu từ ngày mai cũng không cần đến công ty làm việc nữa đâu. Cái gì, không cần đến làm việc nữa? Vậy thì công việc lương mỗi năm lên đến con số vài trăm triệu cứ như vậy liền mất rồi. Lưu Chính Lâm giống như chịu phải hàng ngàn vạn đả kích, cả người đều chết sững. Nghĩ đến tất cả những chuyện này đều do một tay con gái mình gây ra, Lưu Chính Lâm thật sự có ý định đánh chết Lưu Hiểu Lâm. Sau buổi xin lỗi trước toàn thể giáo viên cùng sinh viên toàn trường, Dương Tiêu lên tiếng chào hỏi với Kim Đại Trung cùng Cổ Soái sau đó liền nhanh chóng rời khỏi. Anh dễ, cảm ơn anh. Đường Đường một lần nữa lại nhào vào vòng tay của Dương Tiêu. Từ nhỏ đến lớn đây cũng là lần đầu tiên cô bị người khác phụ oan, trái tim yếu ớt của Đường Đường bị đả kích mạnh mẽ, cho đến hiện tại trong lòng cô vẫn hoảng sợ không ngừng. Dương Tiêu không hề từ chối, giọng nói như người lớn trong nhà dặn dò, Đường Đường. Người con gái tên Lưu Hiểu Lâm ấy mặc dù lớn lên xinh đẹp, nhưng làm việc lại quá xấu xa. Em phải nhớ rằng xấu đẹp đều có hai mặt, xấu đẹp cấp thấp chỉ nhìn vẻ về ngoài, còn dáng vẻ cao cấp thì lại chú ý đến mê lực tính cách con người. Dung nhan theo năm tháng mài mòn cũng sẽ già đi, nhưng mê lực từ tính cách của con người có thể vượt qua hàng trăm năm mà phát sáng. Hôm nay em đã không cùng cô ta so đo tính toán, em làm rất tốt. Vâng, vâng, em nhất định sẽ ghi nhớ. Đường Đường nhìn Dương Tiêu trịnh trọng gật đầu. Dương Tiêu an ủi Đường Đường một lát, sau đó thấp giọng nói, trở về nghỉ ngơi cho tốt, nếu như không muốn ở lại trường học, có thể xin phép nghỉ hai ngày để chị em ở cùng Imo. Đường Đường do dự một lát, sau đó lắc đầu từ chối, bỏ đi. Chị em rất bận, em không muốn về nhà làm phiền đến chị ấy đâu. Đúng rồi anh dễ có chuyện này, tối nay chúng em có một buổi họp mặt bạn học, anh có thời gian rảnh hay không? Hay là anh đi cùng em vậy? Họp mặt bạn bè, Dương Tiêu có chút chần chừ, cười khổ một tiếng, chuyện này không được tốt lắm đâu. Đường Đường cả khuôn mặt mong chờ nói, anh dễ, anh đi cùng em đi. Đây là bu ỏi tiệc giữa các trường đại học với nhau, có rất nhiều người đều mang theo người thân, em chỉ có một mình rất cô đơn. Dương Tiêu sờ mũi, nghĩ đến con bé Đường Đường này vừa chịu uất ức, hắn cũng không tiện từ chối liền nói. Được rồi, được rồi. Anh hứa với im Dương Tiêu bắt lực cười trả lời. Nghe câu nói này của Dương Tiêu, Đường Đường hưng phấn đến mức suýt nhảy bật lên, em biết anh dễ anh chính là tốt nhất mà. Nhìn điệu bộ hoan hô nhảy nhót của Đường Đường, Dương Tiêu dở khóc dở cười suy nghĩ. Con bé này vừa mới bị người ta ức hiếp, bản thân hắn cũng chỉ hứa cùng tham gia buổi họp mặt bạn học, có cần phải vui mừng đến như vậy hay không? Dương Tiêu căn bản không hề hay biết rằng, người nhà trong lời nói của Đường Đường chính là chỉ bạn trai hoặc bạn gái. Sau khi lên tiếng chào tạm biệt, Dương Tiêu liền xuất phát đến chợ rau, hắn còn phải đi mua vài quả thận tươi cho Đường Kiến Quốc bồi bổ nữa. Nhìn theo bóng lưng của Dương Tiêu, đôi mắt xinh đẹp của Đường Đường có chút gợn sóng. Chỉ cần nghĩ đến Dương Tiêu vì chị gái Đường Mộc Tuyết đã bố trí một khung cảnh lãng mạn ở khách sạn Thiên Đường Mộng Ảo,
nghĩ đến việc anh rể của mình chính là nam thần tiểu hoàng tử Thôi Tiêu, nghĩ đến tất cả những việc Dương Tiêu đã làm vì mình, nội tâm Đường Đường không cách nào bình tĩnh như thường được. Nghe nói, có một có số người, chỉ cần gặp gỡ, chính là một ánh mắt mắt vạn năm. Nghe nói, có những rung động, chỉ cần bắt đầu, liền giống như nước lũ không cách nào thu hồi. Dương Tiêu làm sao có thể hiểu hết những suy nghĩ thiếu nữ này của Đường Đường, nếu như hắn biết rằng người mà em vợ thích chính là bản thân hắn, e rằng Dương Tiêu chỉ cảm thấy một trận nhức đầu mà thôi. Đến Đường Mộc Tuyết mà hắn vẫn chưa dàn xếp được, đừng nhắc đến Đường Đường. Hơn nữa, Dương Tiêu vẫn luôn chung thủy trong chuyện tình cảm, hắn cũng không cách nào tiếp nhận được tình yêu của Đường Đường. Đời người nếu muốn không hối hận, nhất định phải làm tốt ba chuyện sau, đầu tiên, phải biết lựa chọn như thế nào, thứ hai phải hiểu rõ nên lựa chọn ra sao, cuối cùng chính là phải hiểu được nên trân trọng như thế nào. Đường Mộc Tuyết đối với Dương Tiêu mà nói có một vị trí vô cùng quan trọng, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ việc gì có lỗi với cô ấy. Dương Tiêu lái xe rất nhanh đã đến chợ rau, dự định sau khi đã lựa được vài trái thận tươi ngon, liền quay về chỗ Tài làm món thận xào cho Đường Kiến Quốc. Không ngờ rằng khi vừa lựa được vài trái thận tươi ngon thì một giọng nói kinh ngạc vang lên, không, không phải chứ. Anh chấm ANS vậy mà lại thận hư. Nghe lời này, Dương Tiêu liền nhíu mày, khi xoay người lại liền thấy Cung Linh Nhi cả khuôn mặt chấn động nhìn mình. Khi nhìn thấy Cung Linh Nhi, Dương Tiêu cảm thấy bức bối không ngừng, cô tại sao lại đến đây? Thận tôi có hư hay không có liên quan gì đến cô hay sao? Lời này vừa vang lên, ánh mắt một đám người tại chợ rau đều khóa chặt trên người Dương Tiêu lúc này cũng ý thức được bản thân đã nói lời không nên nói, lúc này người đến chợ rau vô cùng đông đúc, nếu như bị những người này cho rằng bản thân thận hư như vậy thì cũng ngượng ngùng rồi. Anh vậy mà lại tự thừa nhận thận hư, ôi trời ơi, anh còn trẻ như vậy như thế nào lại hư rồi? Cung Linh Nhi há hốc miệng nói. Dương Tiêu tức giận đến nói không nên lời, van xin cô đấy, cô có thể nghĩ tốt cho tôi được hay không? Tôi hiện tại tuổi trẻ tráng kiện, thân thể mạnh mẽ, như thế nào lại thận hư được? Xỉu hiện trường có không ít người nhìn trong tay Dương Tiêu xách một túi thận, liền bật ra tiếng thì thầm khó tin. Cung Linh Nhi giống như phát hiện ra được bí mật to lớn gì đó liền châm chọc nói, nếu như những thiếu nữ si mê anh trên mạng biết rằng tiểu hoàng tử Thổi Tiêu thật ra chính là tiểu hoàng tử thận hư, không biết có biết bao nhiêu người âm thầm thương tâm đâu. Ha 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 ha. Dương Tiêu một trận trầm mặc, những lời này giống như bản thân thật sự bị thận hư vậy. Nhìn thấy Cung Linh Nhi vui vẻ đến mức không khép được miệng, Dương Tiêu thật sự muốn dạy cho cô một bài học, khiến cho cô biết được rằng bản thân hắn mạnh mẽ lợi hại như thế nào. Nhàm chán, Dương Tiêu lắc đầu sau đó nhanh chóng bước ra khỏi chợ rau. Cung Linh Nhi lần này chính là đặc biệt đến tìm Dương Tiêu, cô làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn được chứ? Này này này, tiểu hoàng tử thận hư, mau đến đây giúp tôi một tay. Cung Linh Nhi tức giận ồn áo hét lên. Dương Tiêu căn bản không để ý đến Cung Linh Nhi, hắn trước đây đã được lĩnh giáo qua người con gái tên Cung Linh Nhi này có bao nhiêu ngang ngược điêu ngoa. Nếu như Cung Linh Nhi trong chợ rau lại lôi lôi kéo kéo mình nhắc đến việc Thổi Tiêu, thì một đám ông già bà già không đó sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào nữa chứ? Nhìn theo bóng lưng Dương Tiêu thật sự muốn rời khỏi, căn bản không có ý định để ý đến bản thân, Cung Linh Nhi tức đến muốn xỉ khói. Bản thân là Thiên Kim Cung gia, dù cho đi đến bất kỳ nơi nào, cũng không có ai dám làm trái ý cô, không nghĩ rằng Dương Tiêu vậy mà lại không cho cô chút mặt mũi nào. Hơn nữa, xe của Cung Linh Nhi thật sự đã bị lọt vào một hồ nước bên ngoài, căn bản không thoát ra được. Dương Tiêu, nếu như anh thật sự không bị thận hư thì bước đến đây giúp tôi một tay, còn nếu anh thấy chết không cứu, vậy anh có tin rằng tôi hiện tại lập tức gọi điện thoại cho ông nội để ông nội giáo huấn anh một trận? Cung Linh Nhi lại một lần nữa tức giận nói. Dương Tiêu cũng bức bối không thôi, vị cô nãi nãi này không ở nhà chơi bơi đi, không có chuyện gì làm tìm phiền phức đến cho hắn làm gì chứ. Mặc dù không muốn để ý đến Cung Linh Nhi, nhưng dù sao cũng phải nể mặt Cung Thiên Tề Cung lão gia, Dương Tiêu thật sự cũng không cách nào trơ mắt nhìn Cung Linh Nhi đứng ngây ngốc giữa chợ rau được. Sau khi xoay người, Dương Tiêu lúc này mới phát hiện bánh xe phía sau của chiếc xe Lamborghini màu tím của Cung Linh Nhi thật sự đang bị lún vào hố bùn. Khóe môi Dương Tiêu không ngừng co giật, vị cô nãi nãi này cũng thật lợi hại, vậy mà lại lái siêu xe đến chợ rau, không biết cô ta đã suy nghĩ như thế nào nữa. Tất cả mọi người đều biết, chợ rau thường có rất nhiều xe tải trọng tải lớn dùng để vận chuyển rau củ bình thường hay ra vào thường xuyên, nên dẫn đến trên nền đường rất dễ xuất hiện những hố trũng. Gầm xe của chiếc xe thể thao Lamborghini này lại rất thấp, khi gặp đoạn đường này,
khung xe va vào sau đó mắc kẹt trong bùn cũng là chuyện bình thường. Cô đúng là thiên tài mà, không biết đường đi trong chợ rau không dễ di chuyển hay sao? Dương Tiêu bất lực nói. Cung Linh Như hừ giọng nói, tôi làm sao biết được, vừa rồi khi nhìn thấy xe của anh tôi liền theo sát, ai biết được lại mắc kẹt trong hố bùn này chứ? Thật là thao tác khiến người khác hít thở không thông. Dương Tiêu càng cảm thấy bất lực, không còn lời nào để nói về Cung Linh Nhi. Bản thân Dương Tiêu lái chiếc Maserati, gầm xe cao, căn bản không xảy ra chuyện gì to tát, còn Cung Linh Nhi này lái siêu xe vậy mà cũng dám tùy tiện chạy vào chợ rau, người con gái này tính cách lơ mơ cũng không phải dạng vừa đâu. Cung Linh Nhi cũng cảm thấy vô cùng ủy khuất, cô bình thường cũng chưa từng đến chợ rau bao giờ, thật sự không biết con đường trong chợ chính là cái dạng này. Rốt cuộc anh có giúp một tay hay không? Cung Linh Nhi tức đến mức dậm chân. Dương Tiêu thở dài sau đó nói, chờ một lát. Dương Tiêu liền đem túi thận để phía sau, sau đó xắn ống quần lên cao một chút, lúc này Dương Tiêu mới bước đến phía sau chiếc xe Lamborghini màu tím của Cung Linh Nhi xem xét tình hình. Sau khi tỉ mỉ quan sát, liền phát hiện được hai bánh phía sau đều đã lún vào hố xìn, gầm xe còn ma sát với bên trong, nếu muốn lái xe chạy đi là chuyện căn bản không thể thực hiện được. Hơn nữa chợ rau lúc này nườm nượp người qua lại, chỉ có thể dùng sức đẩy lên. Xắn ống tay áo, Dương Tiêu lộ ra cơ bắp chắc khỏe của mình. Ôi ông trời tôi ơi! Nhìn thấy cơ thể ốm yếu của Dương Tiêu, nhưng không ngờ rằng lại có cơ bắp lực lưỡng như vậy, điều này hoàn toàn vượt ngoài tầm dự đoán của Cung Linh Nhi. Nhằm xác minh có phải là cơ bắp thật hay không, Cung Linh Nhi còn đặc biệt bước lên sờ mó một phen, thật không ngờ lại là cơ bắp thật này. Vừa nói, Cung Linh Nhi liền tiếp tục sờ lên thân thể của Dương Tiêu, OMG, anh vậy mà lại có cả cơ bụng. Cô đang đụng vào đâu đó, có thể chú ý chút đến hình tượng thiên kim tiểu thư cung gia của mình hay không? Dương Tiêu đen mặt nhắc nhở. Tỷ lệ cơ thể của Dương Tiêu vừa đạt chuẩn, thân cao 1m78, cân nặng 70kg, cũng vì luyện tập thường xuyên trong thời gian dài, nên trên cơ thể căn bản không có chút thịt mỡ dư thừa. Cho nên sẽ tạo cho người khác một cảm giác chính là Dương Tiêu thật ra rất ốm. Cũng không có chút sức lực nào. Cung Linh Nhi kiêu ngạo nói, hừ, hung dữ cái gì chứ? Không phải chỉ sờ mó anh một chút hay sao? Sờ một chút không lẽ mắt miếng thịt nào sao? Sau đó, Cung Linh Nhi cảm thán nói, anh nói xem, một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng như vậy như thế nào lại thận hư rồi? Lời này, suýt chút nữa khiến Dương Tiêu phun ra một ngụm máu tươi. Đại tiểu thư, cô từ đâu mà nhìn ra được tôi thận hư chứ? Dương Tiêu vô cùng hoảng loạn, năn nỉ cô đó cùng đại tiểu thư, nơi này dù sao cũng là chợ rau, có không ít người đều quen biết với tôi đó. Hành động của cô như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm, nếu như để Đường Mộc Tuyết biết được, không biết sẽ thu thập tôi như thế nào đâu. Có còn muốn đẩy xe hay không? Dương Tiêu chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề rắc rối trước mắt này. Cung Linh Nhi thành thật gật đầu nói, đẩy chứ, nhất định phải đẩy xe rồi, nhanh lên. Nhìn dáng vẻ không hề có ý giúp đỡ của Cung Linh Nhi, Dương Tiêu thật sự hoảng loạn không gì so sánh được, giống như chiếc xe này là xe của hắn vậy. Tôi vất vả lao động còn phải chịu sự châm chọc của cô, đây rốt cuộc là dạng người như thế nào chứ? Dù cho trọng lượng của chiếc xe Lamborghini màu tím này rất nặng, nhưng đối với người vừa hồi phục chút thực lực mà nói vấn đề cũng không quá lớn. Đô đô! Dương Tiêu vừa ra sức, điện thoại liền vang lên. Trên màn hình hiển thị người gọi đến là Đường Mộc Tuyết. Khi nhìn thấy Đường Mộc Tuyết gọi điện thoại cho mình, Dương Tiêu lập tức đặt điện thoại bên tai, dùng một bên vai kẹp chặt không cho điện thoại rơi xuống, sau đó hai tay dùng lực. Mộc Tuyết, có chuyện gì vậy? Dương Tiêu lên tiếng hỏi. Không thể không thừa nhận, Dương Tiêu sức lực lớn, vừa dùng sức chiếc xe liền có dấu hiệu nhúc nhích. Nhìn thấy chiếc xe động đậy, Cung Linh Nhi căn bản không suy nghĩ quá nhiều, liền gấp gáp nói, đến rồi. Đến rồi, dùng sức, dùng sức. Đường Mộc Tuyết bên kia điện thoại lập tức ngây người. Dùng sức, cái gì gọi là dùng sức? Đến rồi, cái gì gọi là đến rồi? Dương Tiêu há hốc trừng mắt ngay tại hiện trường, nghẹn họng nhìn chân chối Cung Linh Nhi. Đây rõ ràng chính là có ý gây chuyện sao? Nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của Dương Tiêu, Cung Linh Nhi cũng tức giận đến mức trợn mắt khinh thường nói. Đại ca, đây là lúc nào rồi, anh vậy mà còn có tâm trí gọi điện thoại, dùng sức đi. Nhanh dùng sức đi, sắp đến nơi rồi, tôi gấp đến mức không chịu được đây này. Đường Mộc Tuyết bên kia đầu dây điện thoại càng kinh ngạc không thôi. Gấp đến mức không chịu được, sắp đến nơi rồi. Chuyện này rốt cuộc là đang làm gì?
Có khi nào, trong đầu Đường Mộc Tuyết lúc này không nhịn được xuất hiện một suy nghĩ to gan. Ngôn Tình Hài. Cô cầm miệng lại cho tôi. Trên trán Dương Tiêu không ngừng tuôn từng hàng mồ hôi, mà nữ nhỏ này chính là có ý đến gây chuyện đúng không? Sau đó hắn gấp gáp giải thích với Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, em nghe anh giải thích, sự việc thật sự không phải như em đang nghĩ đâu, anh đang đẩy xe, thật đó, anh thật sự không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em, anh thật sự đang đẩy xe. Trong lòng Đường Mộc Tuyết không ngừng gợn sóng, cô thật sự không ngờ được Dương Tiêu vậy mà lại ở phía sau lưng cô cùng người phụ nữ khác đẩy xe. Đặc biệt chính là dáng vẻ gấp gáp của hắn, Đường Mộc Tuyết càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng mình, cô tức giận nói, được. Đẩy xe có phải không? Có phải chính là kiểu đẩy xe lão hán hay không? Dương Tiêu ơi Dương Tiêu à, em thật sự đã nhìn lầm anh rồi. Dứt lời, Đường Mộc Tuyết ủy khuất lập tức ngắt điện thoại. Cùng Dương Tiêu kết hôn 5 năm nay, bản thân chưa từng làm qua bất kỳ chuyện gì có lỗi với Dương Tiêu, vậy mà người đàn ông này lại lén lút sau lưng mình cũng người phụ nữ khác đẩy xe ở bên ngoài. Vốn cho rằng Dương Tiêu chính là một người đàng hoàng, nhưng không nghĩ rằng Dương Tiêu ở bên ngoài lại chính là kiểu người đàn đúm như vậy. Nghĩ đến việc đêm qua bản thân đã chủ động quyến rũ Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Tuyết lập tức dâng lên từng trận chua xót. Người đàn ông này khẳng định bản thân cô già nua xấu xí, đã nhìn nhiều năm như vậy nhất định đã không còn cảm giác rồi, lúc này mới ở bên ngoài tìm niềm vui mới. Sau khi bị Đường Mộc Tuyết cúp điện thoại, trong đầu Dương Tiêu lập tức rơi vào một khoảng trắng không. Hắn có thể cảm nhận được, Đường Mộc Tuyết nhất định đã hiểu lầm rồi, hơn nữa còn đang nổi cơn ghen. Nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng đang xảy ra, Dương Tiêu thật sự muốn khóc nhưng lại khóc không ra tiếng. Điều quan trọng nhất chính là câu nói cuối cùng của Đường Mộc Tuyết, đẩy xe có phải không? Có phải chính là kiểu đẩy xe lão hán hay không? Chuyện này tuyệt đối đã nghĩ lệch đi đâu rồi. Dương Tiêu mồ hôi không ngừng tuôn rơi, gấp gấp liên tục gọi điện thoại lại cho Đường Mộc Tuyết. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị, đôi mắt Đường Mộc Tuyết ửng đỏ nước mắt, trái tim cô như bị dao cắt thành ngàn mảnh. Căn bản không muốn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ Dương Tiêu. Đối với người phụ nữ mà nói, tuyệt đối không thể chấp nhận được hai việc người đàn ông sẽ làm chính là phản bội và lừa gạt. Dù cho người đàn ông này có tiền quỹ riêng, cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng chỉ cần xuất hiện phản bội và lừa gạt, thì cũng là đoạn tình cảm này xuất hiện giãn nút. Nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị không người bắt máy, Dương Tiêu gấp gáp đến mức tiếp tục gọi điện thoại cho cô. Lúc này, Đường Mộc Tuyết trong lòng rối bời, liền vươn tay tắt điện thoại, sau đó nằm bò trên bàn làm việc nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nghĩ đến việc Dương Tiêu đang cùng người phụ nữ khác trên giường đẩy xe, trong lòng Đường Mộc Tuyết phức tạp không gì bằng. Xin anh đấy đại ca, việc đã đến lúc nào rồi mà anh vẫn còn ở đây gọi điện thoại, nhanh chóng đẩy xe đi chứ. Cung Linh Nhi hoàn toàn không biết được những lời vừa rồi của mình đã gây ra tai họa. Dương Tiêu đen mặt bước đến trước mặt cô ta. Cung Linh Nhi bị Dương Tiêu hù dọa một trận, cô liền run rẩy lùi ra phía sau, anh chấm ANS muốn làm gì? Nhìn thấy Cung Linh Nhi hoàn toàn không phát hiện ra bản thân đã gây ra tai họa, Dương Tiêu tức giận hồn hển nói, xin cô đấy Cung đại tiểu thư, cô có thể đừng gây phiền phức cho người khác hay không? Cái gì mà dùng sức, cái gì mà sắp đến rồi, cô cho rằng cô đang làm gì? Cô cho rằng sắp đạt được đỉnh cao của đời người rồi hay sao? Bị Dương Tiêu hét khản cả giọng. Cung Linh Nhi càng thêm tức giận. Anh chấm ANS lưu manh, anh chấm ANS đê tiện bỉ ổi, anh chấm ANS mới sắp đạt được đỉnh cao của đời người. Cung Linh Nhi đỏ mặt tía tai nói. Cô dù sao cũng là một cô gái nhỏ, tuổi tác cũng không kém Đường Đường là bao, làm sao có thể nghe lọt tai những lời nói đáng xấu hổ này được chứ? Dương Tiêu rút ra lịch sử cuộc gọi, hung hăng trừng mắt nhìn Cung Linh Nhi tức giận nói, nhìn chuyện tốt mà cô đã gây ra đây này. Hả? Nhìn lên màn hình hiển thị cuộc gọi đến vừa rồi chính là Đường Mộc Tuyết, lại nhớ lại những gì mình nói quả thật có chút xấu hổ, cả người Cung Linh Nhi đều chết lặng. Giây phút này, Cung Linh Nhi mới ý thức được bản thân mình đã gây ra tai họa lớn. Nếu như phá vỡ tình cảm của người khác, vậy thì bản thân chính là tội nhân đó. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu, không bằng tôi gọi điện thoại cho chị dâu để giải thích. Cung Linh Nhi hoảng hốt lo sợ nói. Nhìn thấy Cung Linh Nhi lúc này đã ý thức được bản thân đã gây ra tai họa, lúc này trong lòng Dương Tiêu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, còn gọi điện thoại làm gì? Đã khóa máy rồi. Vậy chuyện này nên làm như thế nào đây? Cung Linh Nhi gấp đến muốn khóc hỏi. Cô thật sự không nghĩ đến chỉ vì vài câu nói đơn giản của mình đã làm hỏng tình cảm vợ chồng nhà người ta, chuyện này vốn dĩ không phải ý muốn của cô.
Bỏ đi, bỏ đi. Cô phối hợp với tôi một chút là được, nếu không đợi lát nữa quay về cũng không cách nào giải thích rõ ràng được. Dương Tiêu một trận nhức đầu. Dương Tiêu cầm lấy điện thoại, quay một video clip sau đó gửi cho Đường Mộc Tuyết. Quay lại chiếc xe cùng Cung Linh Nhi, còn có vị trí chợ rau lúc này, tất cả hình ảnh này đều được quay lại. Trong lòng Dương Tiêu chỉ nghĩ, nếu Đường Mộc Tuyết có thể nhìn thấy video này nhất định sẽ hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng điều khiến Dương Tiêu không ngờ đến nhất đã xảy ra. Mặc dù điện thoại đã khóa máy, nhưng máy tính Đường Mộc Tuyết vẫn đang mở. Khi nhận được video, Đường Mộc Tuyết liền vươn tay mở ra xem. Khi nhìn thấy Dương Tiêu quả thật đang giúp đỡ người khác đẩy xe, lúc này trong lòng Đường Mộc Tuyết mới cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Nhưng khi nhìn thấy người con gái trong video, Đường Mộc Tuyết cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Như thế nào lại là cô ta? Dương Tiêu ơi Dương Tiêu à, người con gái này rốt cuộc có quan hệ gì với anh chứ? Cảm xúc lúc này của Đường Mộc Tuyết càng thêm phức tạp. Lần trước Đường Hạo cho Đường Mộc Tuyết xem những tấm hình kia, người con gái được chụp chung với Dương Tiêu chính là cô gái này, hiện tại Dương Tiêu ở chợ rau giúp người khác đẩy xe cũng là người con gái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hơn nữa, người con gái này trẻ trung xinh đẹp, lại lái siêu xe, khẳng định là vị thiên kim tiểu thư của gia tộc nào đó. Suy đi nghĩ lại Dương Tiêu có nhiều tiền như vậy, không lẽ hắn ở bên ngoài bị người khác bao nuôi? Những năm gần đây, con gái luôn trưởng thành sớm, còn trẻ tuổi như vậy nhưng cũng không biết đã chơi đùa qua biết bao nhiêu đàn ông. Cùng Dương Tiêu ở bên nhau 5 năm nay, người khác có thể không hiểu rõ nhưng không lẽ Đường Mộc Tuyết lại không biết hay sao, Dương Tiêu mặc dù nhìn không rắn giỏi, nhưng trên người nơi nào cần có cơ bắp đều có. Lại nói, Dương Tiêu nhan sắc nổi trội, nếu như chăm chút một phen, cũng không kém là bao so với những tiểu thịt tươi trong giới giải trí. Lớn lên có nhan sắc, thân thể lại tốt, còn trẻ tuổi, tất nhiên sẽ trở thành món đồ chơi được ngưỡng mộ trong lòng ở bên ngoài của nhiều tiểu phú bà rồi. Phụ nữ chính là một loài động vật vô cùng mẫn cảm, Đường Mộc Tuyết cũng không ngoại lệ, cộng thêm việc liên tục nhìn thấy Cung Linh Nhi, Đường Mộc Tuyết không muốn suy nghĩ nhiều cũng khó. Sau khi hoàn tất việc gửi video, Dương Tiêu lúc này hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục đẩy xe. Tiểu Dương à, có cần chúng tôi giúp đỡ hay không? Một đám ông chủ xung quanh bước đến quan tâm hỏi. Dương Tiêu bình thường hay đến khu chợ này mua thức ăn, nên những ông chủ trong khu chợ này đều quen biết hắn. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng sau đó nói, không cần đâu, một mình cháu là được. Vận công sau đó mạnh mẽ dùng sức, chiếc xe Lamborghini sau vài ba lượt đẩy liền được đẩy lên trên mặt đường. Một đám người âm thầm cảm thấy thần kỳ, bị năng lực Dương Tiêu làm cho kinh ngạc. Nếu đổi thành người bình thường khác, nếu như không có 3 năm người hợp sức lại, e rằng rất khó có thể đẩy lên được. Thật tốt quá, sau khi chiếc xe được đẩy khỏi hố bùn, Cung Linh Nhi vui mừng khôn xiết. Sau khi làm xong những chuyện này, Dương Tiêu đen mặt nhìn sang Cung Linh Nhi nói, men theo con đường phía trước, đừng quay đầu lại, nếu không cô sẽ lại bị lún vào lần nữa. Được rồi, tôi vẫn còn có việc, đi trước đây. Khi nhìn thấy Dương Tiêu lần này thật sự muốn rời khỏi, Cung Linh Nhi gấp gáp ngăn cản, cô vẫn còn muốn cùng Dương Tiêu so tài cao thấp. Không được, anh không được đi, tôi phải cùng anh học thổi tiêu. Cung Linh Nhi lập tức bước lên ngăn cản hắn. Không thổi, Dương Tiêu sầm mặt, vòng qua Cung Linh Nhi mà rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng của Dương Tiêu, Cung Linh Nhi tức đến mức dẫm chân lên nền đường, cô hét lớn, Dương Tiêu, anh là quỷ nhát gan, không lẽ anh không muốn nghe thử âm điệu của tôi lợi hại như thế nào sao? Bùm! Lời này vừa nói ra, không khác gì một trận xá ám sét hung hăng đánh lên đỉnh đầu Dương Tiêu. Lúc này trong khu chợ, tất cả những ông chủ bà chủ có mặt ở đó đều ngây người, ánh mắt nhìn Dương Tiêu cùng Cung Linh Nhi cũng thay đổi. Hiện tại, chúng tôi nghi ngờ các người đang nói chuyện nhạy cảm, hơn nữa còn có chứng cứ rõ ràng. Cung Linh Nhi, hiện tại tôi không muốn nhiều lời với cô, sau này nếu còn gặp mặt xin cô chú ý đến lời nói của mình. Dương Tiêu buồn bực đến mức muốn ngay lập tức phun một ngụm máu tươi. Mặc dù Dương Tiêu hiểu rõ giọng điệu trong lời nói của Cung Linh Nhi chính là chỉ âm điệu trong âm nhạc, nhưng hiện trường các ông chủ bà chủ bán rau cá này bọn họ đều không hiểu được. C3 người thành một cái chợ, cứ như vậy mà truyền đi, nói không chừng hiểu lầm sẽ càng ngày càng lớn. Nhìn thấy Dương Tiêu còn có gan cảnh cáo mình, Cung Linh Nhi tức giận không thôi, này này này, không lẽ anh đối với âm điệu của tôi không có chút hứng thú nào sao? Nghe câu nói này của Cung Linh Nhi, ánh mắt của tất cả mọi người khi nhìn Dương Tiêu kỳ quái không gì sánh được, giống như việc hai người bọn họ đang nói chuyện nhạy cảm,
còn bọn họ đã nắm chặt bằng chứng trong tay. Dương Tiêu tức đến to đầu, hắn hiện tại chỉ đành nhanh chân bước lên xe trốn thoát khỏi hiện trường. Nếu như còn để cho Cung Linh Nhi tùy ý huyên náo, danh tiếng của hắn ở khu chợ này chắc chắn sẽ vô cùng thối. Nhìn thấy Dương Tiêu quả thật đem cô vút lại ở nơi này, Cung Linh Nhi tức giận nói, đàn ông đều là kẻ tệ bạc, tất cả đều là kẻ tệ bạc, không lẽ âm điệu của tôi không lợi hại hay sao? Tôi xinh đẹp như vậy, không lẽ anh không cảm thấy hứng thú hay sao? Thật sự không có chút phong độ thân sĩ gì cả. Em gái này, anh đây có hứng thú với em, có lợi hại hay không chỉ cần thử là biết rồi. Ngay lúc này, một người đàn ông hung tợn khuôn mặt cười nham nhở, xoa xoa hai bàn tay bước về phía cô. Cung Linh Nhi liếc mắt nhìn người đàn ông hung hăng đó, vứt một chữ, cút. Cung gia thiên kim Cung Linh Nhi. Khi nhìn thấy rõ dung mạo của Cung Linh Nhi, người đàn ông hung hăng đó run rẩy toàn thân, vội vàng thoái lui ra phía sau. Phải biết rằng Cung gia chính là thế gia lớn mạnh nhất của thành phố Trung Nguyên, nếu như để người Cung gia biết được rằng hắn châm chọc tiểu công chúa của Cung gia, cho dù hắn có cả trăm cái đầu cũng không đủ cho người Cung gia chặt xuống đâu. Hừ, muốn vứt bỏ tôi lại sao, không có cửa đâu. Cung Linh Nhi như tên bắn phóng lên xe. Tốc độ của Lamborghini, xe Maserati căn bản không thể so sánh được, cộng thêm Cung Linh Nhi liên tục nhấn còi xe, những chiếc xe phía trước căn bản đều nhanh chóng nhường đường cho Cung Linh Nhi. Dù sao, người có thể lái được xe Lamborghini trị giá vài chục triệu nhất định xuất thân hào môn, không phải là người bọn họ có thể đắc tội được. Sau khi đuổi kịp Dương Tiêu, Cung Linh Nhi liền hạ cửa sổ xe sau đó ồn ào một trận, tiểu hoàng tử Thận Hư, không lẽ anh không có hứng thú với âm điệu của tôi hay sao? Trên trán Dương Tiêu xuất hiện đầy vạch đen, hắn thật sự không nghĩ đến Cung Linh Nhi vậy mà cắn chặt không buông. Khi nhìn thấy Dương Tiêu không để ý đến mình, Cung Linh Nhi một lần nữa hét lên. Dương Tiêu, không lẽ anh đối với âm điệu của tôi không chút hứng thú nào hay sao? Cái gì đạo, có hứng thú hay không? Nghe thấy những lời này, chủ của những chiếc xe phía sau đều dương mắt đờ đẫn. Ôi mẹ tôi ơi! Tiểu mỹ nữ lái xe Lamborghini vậy mà lại hỏi người thanh niên đang lái chiếc xe Maserati Quattroport có hứng thú với bộ phận nào đó của cô ta hay không? Chuyện này, tình tiết này cũng quá cầu huyết đi. Trong mắt của tất cả tài xế phía sau, chuyện này diễn biến cũng thật rung động lòng người. Bọn họ căn bản không biết rằng những lời này của Cung Linh Nhi chính là chỉ âm điệu trong âm nhạc, gọi tắt là âm điệu, cho nên tất cả mọi người đều đã nghĩ lệch lạc. Dương Tiêu liếc mắt nhìn Cung Linh Nhi, nếu không liếc nhìn thì không biết được, chỉ cần nhìn lướt qua liền sợ nhảy dựng lên. Khi nhìn kỹ lại thì thấy xe của cô ta đang tràn dầu ra ngoài. Dừng xe, nhanh chóng dừng xe bên đường, mi mắt Dương Tiêu điên cuồng nháy loạn. Xe tràn dầu. Đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nếu như chiếc xe đang lái thì đột nhiên bốc cháy thì như thế nào, kết cục của Cung Linh Nhi không cần suy nghĩ cũng biết rõ. Nghe thấy Dương Tiêu yêu cầu mình dừng xe, Cung Linh Nhi liền lộ ra hai chiếc răng khểnh tự nói thầm, hừ. Tôi chính là biết anh có hứng thú đối với âm điệu của tôi mà. Hai người kẻ trước người sau đều dừng xe bên đường, Dương Tiêu tỉ mỉ quan sát, liền lập tức phát hiện ra gầm xe của chiếc Lamborghini hư hại nghiêm trọng, quả thực đã bị tràn dầu. Cung Linh Nhi một trận hoảng hốt, cô thật sự không nghĩ rằng gầm xe của mình lại xảy ra vấn đề. Nhìn khu vực đang bị tràn dầu, Cung Linh Nhi cũng bực bội nói, không phải nói chỉ có Mercedes-Benz 66.000 mới bị tràn dầu hay sao? Xe của tôi như thế nào lại bị tràn dầu chứ? Nhìn khuôn mặt hoang mang của Cung Linh Nhi, Dương Tiêu cũng bất lực, không còn gì để nói. Chiếc xe dù cho có tốt đến đâu đi chăng nữa, nếu như gầm xe bị đụng nhiều lần, thì ít nhiều gì cũng xảy ra vấn đề. Đừng phí lời nữa, mau gọi liên hệ với người phụ trách đến kéo xe cô đi. Tôi còn phải quay về nhà, tạm biệt, Dương Tiêu trực tiếp nói. Nhìn thấy Dương Tiêu muốn rời khỏi, Cung Linh Nhi tức giận nói, này này này, anh thật sự muốn rời đi sao? Có thể thân sĩ một chút được không? Xe của tôi đã hư như vậy rồi, đợi lát nữa làm sao tôi có thể về nhà được đây? Tự mình gọi taxi về nhà, Dương Tiêu thật sự muốn nhanh chóng thoát khỏi tiểu ma nữ này. Lỡ đâu mang theo con bé này bên mình, bất chợt nói một câu âm điệu, bản thân còn làm người như thế nào nữa đây? Cung Linh Nhi chu môi nói, không được, anh không được đi, tôi không có tiền. Dương Tiêu cười lạnh một tiếng, Cung đại tiểu thư như thế nào lại không có tiền được chứ? Cô cho rằng tôi vẫn là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Cô cho rằng tôi sẽ tin những lời ma quỷ này của cô hay sao? Vừa nói xong, Dương Tiêu cũng không tiếp tục chần chừ. Bước về chiếc xe Maserati của mình.
nhận thấy lần này Dương Tiêu thật sự nghiêm túc, Cung Linh Nhi thật sự gấp gáp không thôi, cô chính là muốn cùng Dương Tiêu so tài âm điệu một phen. Trong nhất thời, linh quang bừng sáng, trong đầu Cung Linh Nhi lúc này xuất hiện lên một suy nghĩ vô cùng tuyệt diệu, cô cười gian xảo nói, Dương đại ca, anh thật sự không thể rời đi được, ông nội của em đã nói, lát nữa sẽ có một buổi hòa tấu âm nhạc, anh nhất định phải có mặt, ông nội em hiện tại đã có mặt ở hiện trường chờ anh rồi. Buổi hòa tấu âm nhạc, Cung lão thái gia nói sao? Dương Tiêu nhíu mày hỏi lại. Nếu thật sự là do Cung Thiên Tề Cung lão thái gia đích thân mời mình tham dự, vậy thì Dương Tiêu cũng không tiện từ chối. Cung Linh Nhi thành thật gật đầu, vào lúc 10 giờ có một buổi hòa tấu âm nhạc, là buổi hòa tấu của nhạc sư Lãng Lãng, ông nội em đã đích thân gọi tên anh đến đó, nếu không tin thì hiện tại e có thể gọi điện thoại cho ông nội xác minh lại. Dương Tiêu nhìn thời gian sau đó hỏi, 10 giờ bắt đầu. Vậy khi nào thì kết thúc? Cung Linh Nhi lập tức nói, có lẽ kéo dài hơn 90 phút, 11 giờ rưỡi kết thúc. Nhìn lại thời gian, hiện tại đã là 9 giờ 42 phút. Hôm nay chưa đến 8 giờ hắn đã đưa Đường Mộc Tuyết đến công ty, 9 giờ liền giải quyết êm thắm chuyện của Đường Đường nếu như hiện tại phải tham gia một buổi hòa nhạc, 11 giờ 30 phút kết thúc, trước 12 giờ phải về đến nhà, nửa tiếng đồng hồ chuẩn bị xong bữa trưa, mặc dù thời gian có chút gấp gáp. Nhưng may mắn tất cả mọi việc cũng đều có thể sắp xếp được. Dù sao mặt mũi của Cung Thiên Tề, hắn nhất định phải cho, nếu muốn Đường gia đứng vững tại thành phố Trung Nguyên, thì việc kết giao với Cung gia thế gia đứng đầu cũng là một chuyện nên làm. Do dự một lát, Dương Tiêu liền lên tiếng đồng ý, được thôi. Thật tốt quá, Cung Linh Nhi vui mừng phần khỏi. Chỉ cần Dương Tiêu đồng ý đến buổi nhạc hội, bản thân chắc chắn có đủ thời gian sắp xếp người chuẩn bị một thanh ngọc tiêu. Thanh ngọc tiêu của cô đã mang theo, chỉ cần chuẩn bị cho Dương Tiêu một thanh ngọc tiêu không tệ, so sánh một chút, liền biết âm điệu của ai lợi hại hơn rồi. Dương Tiêu đen mặt nói, đừng vui mừng quá sớm, ai biết được cô có lừa gạt tôi hay không, hiện tại gọi điện thoại cho ông nội cô. Hỏi Cung Linh Nhi vô cùng ủ rũ, cô như thế nào cũng không nghĩ rằng Dương Tiêu vậy mà lại hoài nghi mình. Gọi điện thoại thì gọi điện thoại thôi, cũng không có chuyện gì to tát. Ông nội thương cô như vậy, nhất định sẽ giúp cô. Sau khi nhận được điện thoại của Cung Linh Nhị, biết rõ mọi chuyện, Cung Thiên Tề liền khẽ ho một tiếng, trầm giọng nói, Tiêu Dương à, Linh Nhi nói không sai, chính là lão đây muốn cậu đến tham dự, cậu cùng Linh Nhi hiện tại cùng đến đây đi. Cung lão gia vô cùng thưởng thức Dương Tiêu, hận không thể Cung Linh Nhi cùng Dương Tiêu có thể tu thành chính quả. Trước đây, Cung Thiên Tề còn lo lắng Cung Linh Nhi sẽ kháng cự, nhưng không nghĩ đến con bé này vậy mà lại chủ động xuất kích. Làm ông nội của người ta làm sao không giúp đỡ một tay được. Có nghe thấy không, Cung Linh Nhi đắc ý nhìn sang phía Dương Tiêu. Sau khi đã xác nhận mọi chuyện rõ ràng, Dương Tiêu gật đầu nói, được, Cung lão gia, chúng cháu lập tức đến đó. Ông nội, cảm ơn ông, Cung Linh Nhi vô cùng vui vẻ. Cung Thiên Tề vô cùng vui mừng, ông thấp giọng nói với Cung Linh Nhi à, nếu yêu anh ta thì diệt gọn, nếu thích thì phải mạnh mẽ tấn công, tỏ tình không có tác dụng đâu. Sớm muộn gì sẽ bị từ chối, nếu không theo đuổi được thì trực tiếp dùng hành động, nếu không được thì cứ dùng thuốc, nếu như trở mặt thì cứ chụp hình làm bằng chứng, cùng lắm thì ngồi tù thôi. Chuyện tình cảm này ông nội ủng hộ cháu, trên dưới Cung gia đều ủng hộ cháu cứ mạnh dạn đi theo đuổi tình yêu thuộc về mình đi. Ông nội, anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Cung Linh Nhi nghe xong, xấu hổ đến mức hận không thể tìm một khe hở chui vào bên trong. Ông nội của mình vậy mà lại muốn mình cùng Dương Tiên làm việc kia, cũng thật sâu hổ quá mức rồi. Hơn nữa bản thân chỉ muốn cùng Dương Tiêu so tài âm điệu mà thôi, căn bản không hề có bất kỳ ý nào khác, ông nội của mình vậy mà lại nghĩ lệch lạc như vậy. Cung Thiên Tề nghiêm túc nói, Tiểu Dương là một đứa trẻ tốt, hơn nữa theo những gì ông nội biết được, Tiểu Dương vẫn chưa cùng Đường Mộc Tuyết thực hiện cá nước thân mật, người đàn ông ưu tú như vậy hiện tại đã không còn nhiều nữa rồi, cháu nên nắm chặt cơ hội này. Cố gắng gạo nấu thành cơm. Hoảng loạn, Cung Linh Nhi giờ phút này thật sự vô cùng hoảng loạn. Cô thật sự muốn hỏi một câu đây có phải là ông nội ruột thịt của mình hay không? Ông nội vậy mà lại muốn cô cùng Dương Tiêu gạo nấu thành cơm, ông nội à, cháu gái của người chỉ vừa mới thành niên mà thôi. Nhưng ai ngờ được, trong mắt Cung Thiên Tề lúc này, việc Cung Linh Nhi chủ động mời Dương Tiêu đến tham dự buổi hòa nhạc chính là điển hình có ý với người ta. Trước đây, ông vẫn còn đang đau đầu không biết làm cách nào để cho Cung Linh Nhi nảy sinh tình cảm với Dương Tiêu, cú điện thoại này trùng hợp giải quyết được vấn đề nhức đầu này cho Cung Thiên Tề. Sống cả một đời,
Cung Thiên Tề có thể nhìn ra được Dương Tiêu chính là một con rồng đang ẩn mình. Trong tim chứa mãnh hổ, nhưng cũng dịu dàng như đóa tường vi. Điều quan trọng nhất chính là, dòng chính thất nhà Cung gia chỉ có một mình Cung Linh Nhi, hơn nữa lại là một người con gái, chuyện này khiến cho Cung Thiên Tề ưu sầu khôn nguôi. Nếu như sau này Cung Linh Nhi phải gả cho người khác, vậy thì sản nghiệp mười mấy năm nay của Cung gia phải như thế nào? Ngay khi Cung Thiên Tề cảm thấy bất lực, Dương Tiêu liền xuất hiện. Dựa theo quan sát trên nhiều phương diện, Cung Thiên Tề nhận thấy rằng Dương Tiêu vô cùng phù hợp ở Dễ Cung gia, tài hoa của Dương Tiêu, Cung Thiên Tề đều nhìn thấy. Tục ngữ có câu, ngàn quân dễ tìm, tướng tài khó cầu. Đối với Cung Thiên Tề mà nói, Dương Tiêu chính là tướng tài, có thể trở thành phụ tá đắc lực cho Cung Linh Nhi. Nếu như Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết ly hôn sau đó ở Dễ Cung gia, vậy thì không có gì hoàn hảo hơn nữa. Ông nội, ông thật là già mà không nên nét, nghe ngóng những chuyện này làm gì chứ? Cháu vẫn còn trẻ, hơn nữa người ta cũng đã kết hôn rồi, ông muốn làm gì chứ? Cung Linh Nhi phát điên nói. Cung Thiên Tề nghiêm túc nói, tình yêu nam nữ còn có thể chia tay, kết hôn còn có thể ly hôn, chỉ cần chưa bước chân vào quan tài, tất cả đều có khả năng, nha đầu, ông nội xem trọng con, cố lên. Vừa dứt lời, Cung Thiên Tề liền cúp ngang điện thoại, bên trong biệt thự còn làm ra một dấu tay âu yê. Mắt thường cũng có thể thấy được, Cung Thiên Tề thật sự vô cùng hưng phấn. Đến mức, tên của đứa cháu ngoại cũng đã nghĩ xong xuôi. Nếu như Cung Linh Nhi biết được suy nghĩ lúc này của Cung Thiên Tề, e rằng buồn bực đến mức phun một ngụm máu ngay tại chỗ. Thu lại điện thoại, Cung Linh Nhi vô cùng buồn bực, nhưng cô không thể không tham dự buổi hòa nhạc, dù sao cô phải cùng Dương Tiêu so tài cao thấp. Dương Tiêu nói, hiện tại đã là 9 giờ 44 phút, đến kịp hay không? Như thế nào lại không kịp chứ? Địa điểm tổ chức cũng ở gần đây thôi, không xa lắm đâu, 10 phút là có thể đến nơi, chiếc xe của tôi cứ tạm để ở nơi này, lát nữa sẽ có người đến xử lý, mau lái xe đi. Cung Linh Nhi cũng không chút khách sáo nào, lập tức bước vào ghế lái phụ. Dương Tiêu nhìn Cung Linh Nhi cũng không còn lời nào để nói, chỉ đành vuốt sống mũi, con bé này cũng thật không chút khách sáo nào. Địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc quả thật rất gần, chỉ cần đi qua hai con đường quẹo trái liền đến nơi. Cách thời gian diễn ra buổi hòa nhạc càng gần, Cung Linh Nhi liền trực tiếp báo tên mình, một đường đèn xanh chiếu sáng, trực tiếp được sắp xếp vào hai vị trí tốt nhất phía trước. Cung gia dù sao cũng là thế gia lớn mạnh nhất thành phố Trung Nguyên, hiện tại tiểu công chúa Cung gia giá lâm, bọn họ cũng không thể tiếp đón chậm trễ được. Khi nhắc đến ba chữ buổi hòa nhạc chính là tạo cho người khác một cảm giác vô cùng cao nhã. Trước đây khi Dương Tiêu vẫn còn tung hoành ở nước ngoài, khi ở châu Âu cũng đã không ít lần nghe các đại sư đàn piano diễn tấu, quả thực nghe vào thư sướng hai tai. Hơn nữa, Dương Tiêu trong phương diện âm nhạc, ngộ tính cũng cực kỳ cao, hắn trước đây cũng cùng một người con gái trong ban nhạc không ngừng học hỏi, năng lực đàn piano hiện tại cũng đã đạt đến trình độ dày công tôi luyện. Lãng Lãng, nghệ sĩ biểu diễn piano trẻ tuổi và xuất sắc nhất trong nước hiện nay, tiếng tăm lừng lẫy. Cho dù tại khu vực Âu Mỹ cũng chiếm một vị trí trong giới nghệ thuật. Lãng Lãng ngoại trừ tài năng đàn piano xuất chúng, còn có khuôn mặt tuấn tú bất phàm, đủ sức giết chết bao nhiêu tiểu thịt tươi bên ngoài, cộng thêm khả năng đánh đàn piano xuất sắc, không biết đã có bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp ngày nhớ đêm mong, yêu thích cũng như săn đón. Buổi hòa nhạc vẫn chưa bắt đầu, nhưng hiện trường đã không có ít người bắt đầu thì thầm bàn tán. Nghe nói, buổi nhạc hội lần này đến cả Lưu Sướng Lưu Đại Sư cũng đã đích thân đến đây. Thật hay giả vậy, Lưu Sương Đại Sư đã nhiều năm không biểu diễn, đây có phải là tin hành lang hay không? Này, chuyện này là do đích thân Lãng Lãng thừa nhận, Lưu Sướng Lưu Đại Sư dù sao cũng là cây cổ thụ trong giới nghệ thuật piano trong nước, hơn nữa cũng chính là giáo viên hướng dẫn của Lãng Lãng, tham gia buổi nhạc hội này cũng không có gì kỳ quái, nói không chừng lát nữa đây Lưu Sướng Lưu Đại Sư sẽ đích thân diễn tấu, hai nhân vật cấp thế giới không biết thể ma sát ra hoa lửa như thế nào, thật sự khiến người ta vô cùng mong chờ. Lưu Sướng, Dương Tiêu lên tiếng, có chút kinh ngạc. Ông lão này hắn vài năm trước ở châu Âu đã từng gặp mặt qua, cũng được xem là đại sư đánh đàn piano số 1 số 2 trong nước. Cung Linh Nhi ngồi một bên kinh ngạc nói, thế nào? Anh quen Lưu Đại Sư sao? Không quen biết, Dương Tiêu liền tìm cách tránh né vấn đề này. Cung Linh Nhi chu môi nói, nếu đã không quen biết thì còn nói cái gì nữa chứ? Vừa nhìn liền biết anh không biết chút gì về đàn piano. Dương Tiêu tiếp tục giữ im lặng không lên tiếng. Không đến một phút sau, đàn trong khán phòng lập tức phụt tắt,
mọi ánh sáng chiều rọi lên cây đàn piano trên sân khấu. Dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, một thanh niên dáng người thon dài, khuôn mặt nho nhỏ khoác âu phục bước ra. Lãng lãng, lãng lãng. Người thanh niên vừa bước ra, khắp khán phòng như nổ tung. Khắp khán phòng đa số là phái nữ, dù sao cũng có rất nhiều thiếu nữ đều vì vẻ đẹp của Lãng Lãng mà đến đây. Trời ơi, Lãng Lãng thật đẹp trai, so với trên truyền hình còn đẹp trai hơn. Từng tiếng kinh ngạc hoan hô vang lên, không ít thiếu nữ bắt đầu gào lên muốn sinh con cho Lãng Lãng. Đến nửa phút sau, Lãng Lãng lúc này mới cầm micro gửi lời cảm ơn đến các vị khán giả có mặt hôm nay, sau đó vô cùng thân sĩ bước đến ngồi xuống trước cây đàn piano trên sân khấu. Đỉnh đang đang đỉnh đỉnh đinh. Khi những ngón tay thon dài trắng nõn của Lãng Lãng vuốt ve lên từng phím đàn piano, từng điệu nhạc đẹp đẽ vang lên, và tiếng la hét trong hội trường dần biến mất. Hàng ngàn người bắt đầu say mê chìm đắm thưởng thức bữa tiệc âm nhạc. Lãng Lãng là nghệ sĩ biểu diễn đàn piano trẻ tuổi nhất, là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ trẻ trong nước hiện nay, quả thật tài năng vô cùng xuất sắc. Tiết tấu hoàn hảo, chuyển động gọn gàng dứt khoát, và các nốt nhạc bật lên rõ ràng và ngọt ngào, mang lại cảm giác tươi mới khiến mọi người cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nhiều phút trôi qua, một bản hòa tấu liền kết thúc. Phái nữ có mặt tại hiện trường lại một lần nữa gào thét vang trời. Oa, nghe thật là hay, lỗ tai tôi muốn mang thai luôn rồi, Lãng Lãng anh thật quá lợi hại. Tôi hiếm khi được nghe thứ âm nhạc thuần túy như vậy. Không ngờ Lãng Lãng lại chơi hay đến như vậy, mang đến cho mọi người cảm giác đắm chìm. Cảm giác đó tuyệt vời đến không còn lời nào diễn tả được. Hàng ngàn phụ nữ vô cùng hâm mộ khi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Lãng Lãng, thậm chí một số phụ nữ còn bí mật gửi nụ hôn gió đến Lãng Lãng. Thật quá tuyệt vời, mặc dù kỹ năng đàn piano của tôi không tệ, nhưng không thể không nói, nếu như thi tài với Lãng Lãng, tôi không hề có bất kỳ khả năng chiến thắng nào. Cung Linh Nhi nói ra từ tận đáy lòng. Dương Tiêu có chút kinh ngạc nói, bản hòa tấu song off hết đinh ship. Lời này của Dương Tiêu không sai, đây chính là bản hòa tấu đàn piano của ca khúc song off hết đinh ship, khi đàn lên vô cùng hàm xúc. Ồ, anh biết bản hòa tấu đàn piano của ca khúc song off hết đinh ship sao? Anh cảm thấy Lãng Lãng đàn như thế nào? Cung Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Ngay giây phút này, trong đầu Dương Tiêu không ngừng hiện lên vô số hình ảnh, khiến cho khuôn mặt của hắn ta trở nên vô cùng phức tạp, giống như đang trầm mặc nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Trong lúc Cung Linh Nhi đang vô cùng mong chờ, sắc mặt Dương Tiêu lạnh nhạt nói, thật ngại quá, đối với tôi mà nói, bản hòa tấu này không đủ tư cách biểu diễn trên sân khấu. Cái gì, lời này vừa nói ra, hiện trường ồn ào náo nhiệt lập tức im hơi lặng tiếng. Xoạt xoạt trong giây phút, có mấy ngàn cặp mắt lập tức tập trung hướng về phía Dương Tiêu. Tất cả các khán giả có mặt đều kinh ngạc, người đàn ông này vậy mà lại nói bản hòa tấu này của Lãng Lãng không có tư cách biểu diễn trên sân khấu. Sau khi nghe những lời này của Dương Tiêu, đến sắc mặt của Lãng Lãng cũng lập tức trở nên khó coi. Người đàn ông này khẩu khí thật lớn, vậy mà lại nói rằng bản hòa tấu này của mình không có tư cách biểu diễn trên sân khấu. Dưới ánh nhìn quan sát của tất cả mọi người, sắc mặt Dương Tiêu vô cùng phức tạp, trong mắt hiện lên một tia không nỡ, chuyện xưa tích cũ dần dần hiện lên trong tâm trí hắn. Chính vào lúc khi chủ nhân Long Môn trước đây tiến hành khảo nghiệm hắn, Dương Tiêu năm đó đã gia nhập quân ngũ. Hắn đảm nhiệm chức phụ đội trưởng đội đặc nhiệm thần ưng Đông Phương, trong đội của hắn có một thiếu nữ đến từ vùng Tây Bắc gọi là Lăng Ảnh Huyên, chính là phó đội trưởng của đội trưởng đội đặc nhiệm thần ưng Đông Phương. Những lúc nhàm chán trong quá trình thi hành nhiệm vụ, Dương Tiêu đều dành thời gian học hỏi Lăng Ảnh Huyên. Lăng Ảnh Huyên từ nhỏ đã yêu thích âm nhạc, tinh thông các loại nhạc cụ khác nhau, tài năng âm nhạc không hề thua kém so với các đại sư âm nhạc trên thế giới khác. Lâu ngày sinh tình, Lăng Ảnh Huyên dần dần nảy sinh cảm giác với Dương Tiêu. Nhưng Dương Tiêu những năm đó trong lòng chỉ nghĩ đến việc làm như thế nào để trở nên mạnh mẽ, làm cách nào để đoạt lại những thứ thuộc về mình tại Dương gia đế đô, nên đã chảnh mảng tình cảm mà Lăng Ảnh Huyên dành cho mình. Lăng Ảnh Huyên vô cùng thống khổ, cô chỉ muốn tránh né tất cả mọi chuyện, nhưng trên đôi vai của cô lại phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ quốc gia. Cô đem bản thân đặt ở một nơi vô cùng hèn mọn, tất cả đều lấy Dương Tiêu làm đầu. Lăng Ảnh Huyên luôn luôn ghi nhớ lời căn dặn của mẹ mình, con gái, nếu như sau này con yêu một người, nhất định phải làm một người con gái giống như đại dương, con chỉ cần im lặng đem bản thân đặt ở nơi thấp nhất, như vậy có thể khiến cho các dòng sông đều có thể chảy vào trong lòng mình, giống như biển lớn vậy, nhìn không thấy bến bờ, khiến cho người đứng trên bãi biển có thể si mê mà dõi theo con.
nhưng đáng tiếc, đem bản thân đặt ở vị trí thấp nhất quả thật quá khó khăn. Lăng Hiểu Ảnh từ đầu đến cuối luôn tin tưởng một câu nói, trong tình yêu, lưỡng tình tương duyệt của nhất kiến trung tình chính là lãng mạn nhát, trong hôn nhân không bỏ không rời của việc lâu ngày sinh tình chính là cảm động nhạt. Cô đã làm rất nhiều điều nhưng chỉ có thể đổi lại sự lạnh nhạt của Dương Tiêu. Cho đến trận huyết chiến 5 năm trước, khi đội thần ưng Đông Phương hoàn thành nhiệm vụ trên đường quay trở về, giữa đường gặp sát thủ truy kích. Trận chiến đó, gần như hội tụ các sát thủ cấp cao, Dương Tiêu cùng những người khác đều phải đối mặt với nguy hiểm chưa từng có. Đến mức Dương Tiêu chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, lúc này một tên sát thủ liền lập tức có ý định ám sát hắn. Chính ngay giây phút chỉ mảnh treo chuông này, Lăng Ảnh Huyên liền xông đến chắn phía trước bảo vệ hắn, vì Dương Tiêu mà chắn lại một kích. Máu tươi nhuộm đỏ tươi lên chiếc áo sơ mi của Lăng Ảnh Huyên. Sau khi ngã trong vòng tay của Dương Tiêu, Lăng Ảnh Huyên cũng chưa từng cảm thấy hối hận qua. Đến với thế gian này, cuộc đời này ít nhất tôi đã từng yêu qua. Bị thương nặng như vậy, Lăng Ảnh Huyên tự biết bản thân không cách nào sống tiếp, cô liền chủ động chặn lại phía sau, vì Dương Tiêu cùng những người khác đổi lấy một cơ hội sống còn. Tình huống nguy cấp, Dương Tiêu thân là đội trưởng, căn bản không cách nào trơ mắt nhìn nhiều đồng đội của mình toàn bộ đều đổ máu nơi xa trường. Cũng vì vậy, Dương Tiêu nhịn không được hạ lệnh toàn quân rút lui, chỉ lưu lại một mình Lăng Ảnh Huyên. Cũng vì trận chiến này, Dương Tiêu thương tích trầm trọng, không cách nào gượng dậy được, không sót lại chút sức lực nào. Sau việc này, Dương Tiêu lại một lần nữa dẫn người tiến vào chiến trường, chỉ thấy chiến trường nơi nơi đều là thi thể chất đống, nhưng lại không tìm thấy hình bóng của Lăng Ảnh Huyên. Dương Tiêu đau khổ cùng cực, giây phút đó hắn mới nhận ra được Lăng Hiểu Ảnh quan trọng với mình như thế nào. Dù cho hắn đau đớn như đứt từng khúc ruột, nhưng cũng không có cách nào níu kéo lại mọi chuyện. Nước mắt trong ngừng tuôn rơi, là màu đỏ, Dương Tiêu khóc ra máu, trong tim đau khổ không gì sánh bằng. Hơn 2/3 thành viên của chiến đội đều đã chết trận, tâm tàn ý lạnh Dương Tiêu liền quyết định đến thành phố Trung Nguyên, sau đó tình cờ cứu được Đường lão gia bát tỉnh, cuối cùng trở thành con rể Đường gia. Trải qua nỗi đau mắt Lăng Ảnh Huyên, Dương Tiêu mới nhận ra được rằng tình cảm đối với hắn mà nói quan trọng biết bao nhiêu. Cho nên, Dương Tiêu đối với Đường Mộc Tuyết yêu thương có thừa, hắn tuyệt đối không cho phép bi kịch có cơ hội tái diễn. Lăng Ảnh Huyên đến từ vùng thảo nguyên Tây Bắc rộng lớn, khi còn sống cô ấy thích nhất chính là bản hòa tấu song óp hớt đinh ship này. Không có gì phải nghi ngờ tài năng âm nhạc của Lãng Lãng vô cùng xuất sắc, nhưng nếu so với Lăng Ảnh Huyên mà nói căn bản chính là một người trên trời, một kẻ dưới đất. Điều quan trọng nhất chính là, người sáng tác bản hòa tấu song óp hớt đinh ship này chính là Lăng Ảnh Huyên, là do đích thân cô cải biên. Cho nên vừa rồi khi nghe thấy bản hòa tấu song óp hớt đinh ship này, Dương Tiêu không tự chủ được nhớ lại trận chiến 5 năm trước đây, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra giữa mình cùng Lăng Ảnh Huyên. Cũng vì vậy, khi đánh giá Lãng Lãng không có tư cách bước lên sân khấu biểu diễn bản hòa tấu này, Dương Tiêu đã trở lại chút mặt mũi cho anh ta rồi. Dù sao, vị trí của Lăng Ảnh Huyên trong lòng Dương Tiêu cũng vô cùng quan trọng, hắn tuyệt đối không cho phép bản hòa tấu piano do cô tự sáng tác bị kẻ khác khinh nhờn. Lãng Lãng căn bản không lĩnh ngộ được nét tinh túy trong bản hòa tấu song óp hớt đinh ship này, chỉ đơn giản đang biểu diễn một tiết mục thương nghiệp mà thôi, cho nên Dương Tiêu vô cùng không ưa thích chuyện này. Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở hàng đầu tức giận hung hăng nhìn Dương Tiêu, không biểu diễn được trên sân khấu. Cậu là ai? Cậu có tư cách gì mà ở đây chỉ trỏ phê bình? Đúng vậy, anh thì có tư cách gì? Tự cho mình là nhân vật gì chứ? Bu ỏi hòa nhạc có hơn ngàn người đều đứng lên. Ánh mắt khi nhìn Dương Tiêu tràn ngập địch ý, giống như chỉ cần ác ý bình luận Lãng Lãng chính là có ý muốn gây sự với bọn họ. Nghĩ đến đây là tác phẩm sáng tác trước khi qua đời của Lăng Ảnh Huyên vậy mà bây giờ lại biến thành tác phẩm thương mại dùng để biểu diễn, Dương Tiêu lại một lần nữa lên tiếng, nếu như là một bản hòa tấu hay thì sẽ không bị thương mại hóa, anh ta căn bản không lĩnh ngộ được tinh túy của bản hòa tấu song óp hớt đinh ship này, cho nên những lời tôi nói anh ta không có tư cách lên sân khấu biểu diễn cũng có lý do của nó. Không lĩnh ngộ được tinh túy của bản hòa tấu. Những người có mặt tại hiện trường đều bừng bừng phẫn nộ, giống như Dương Tiêu chính là đang công khai khiêu khích, sỉ nhục nam thần trong lòng của bọn họ. Một người phụ nữ cười lạnh nói, không lĩnh ngộ được tinh túy của bản hòa tấu. Nếu như đến Lãng Lãng đại sư cũng không lĩnh ngộ được tinh túy, không lẽ cậu lĩnh ngộ được tinh túy của bản hòa tấu song óp hớt đinh ship này? Tôi xem cậu chính là đang ở nơi này lòe thiên hạ mà thôi, còn không mau xin lỗi Lãng Lãng đại sư. Đúng vậy, anh còn chần chừ cái gì chứ, nhất định phải xin lỗi. Nhất định phải xin lỗi.
có ít nhất hơn ngàn người đang tức giận, căm tức nhìn Dương Tiêu, giống như chỉ cần Dương Tiêu không xin lỗi thì bọn họ nhất định sẽ dùng vũ lực với hắn vậy. Cung Linh Nhi lúc này đứng một bên cũng giật mình, cô như thế nào cũng ngờ được rằng Dương Tiêu vậy mà lại đánh giá kỹ năng đàn piano của Lãng Lãng theo cách này. Anh còn lề mè cái gì vậy? Nếu như không xin lỗi có tin hôm nay anh không thể bước ra khỏi cửa của buổi hòa nhạc này không? Một giọng nói hoảng sợ vang lên. Không ít phái nữ bước đến trước mặt Dương Tiêu, sắc mặt không chút lương thiện. Tất cả bảo vệ đảm bảo trật tự tại hiện trường đều ngây người, bọn họ chỉ biết há hốc mồm nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Bọn họ như thế nào cũng không dự đoán được rằng người thanh niên mà thiên kim của cung gia dẫn theo lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy, công khai sỉ nhục Lãng Lãng đại sư. Hơn nữa, thành phần bạo động chủ yếu tại hiện trường lúc này đều là phái nữ, bọn họ dù muốn ngăn cản cũng không dễ dàng gì. Sắc mặt Lãng Lãng trên khán đài trầm mặc không lời nào diễn tả được, đây là lần đầu tiên hắn ta mở buổi hòa nhạc tại thành phố Trung Nguyên, lời đánh giá này của Dương Tiêu không phải chính là đang có ý gây rối hay sao? Đối với một nghệ sĩ đàn piano mà nói, bị người khác đánh giá như vậy chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Lãng Lãng như thế nào cũng không ngờ rằng mình đã đụng chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tận trái tim Dương Tiêu. Nam nhân không dễ dàng rơi lệ, cũng chỉ vì chưa đến mức thương tâm. Cũng vì Lăng Ảnh Huyên đã từng vì hắn cản một đao, Dương Tiêu không biết trong bao đêm dài đằng đẵng âm thầm rơi nước mắt. Cậu trai này, cậu có xin lỗi hay không? Nếu như vẫn không xin lỗi có tin tôi sẽ đánh cậu răng rơi đầy đất, ai kêu cậu chỉ biết ăn nói bậy bại. Chính ngay lúc này, một người đàn ông là người hâm mộ cuồng nhiệt của Lãng Lãng hung hãn bước đến phía trước mặt Dương Tiêu. Nhanh chóng xin lỗi, hơn 1000 nữ sinh khuôn mặt tức giận, đồng loạt lên tiếng. Giống như nếu như Dương Tiêu không xin lỗi Lãng Lãng, thì Dương Tiêu cũng đừng nghĩ đến việc an toàn có thể bước ra khỏi buổi hòa nhạc này. Dương Tiêu hít sâu một hơi, giọng nói kiên quyết nói, thật ngại quá, anh ta thật sự vẫn chưa lĩnh ngộ được hết tinh túy của bản hòa tấu song óp hớt đinh ship này, chỉ đơn giản là đang biểu diễn thương mại mà thôi, cho nên xin lỗi là chuyện không thể nào. Tôi cả đời này tuyệt đối sẽ không xin lỗi anh ta. Trong lòng Dương Tiêu tất nhiên có sự kiên định của mình. Bản hòa tấu song óp hớt đinh ship do đích thân Lăng Ảnh Huyên sáng tác bị biểu diễn thương mại hóa, chuyện này Dương Tiêu căn bản không cách nào chấp nhận được. Cũng vì vậy, đối diện với tiếng kêu gào của mọi người xung quanh, Dương Tiêu căn bản không hề để ý đến. Trong mắt Dương Tiêu, điều này không những khinh nhờn Lăng Ảnh Huyên, còn có không tôn trọng bản hòa tấu song óp hớt đinh ship. Bản hòa tấu song óp hớt đinh ship phong phú hàm ý, nếu muốn hoàn toàn lĩnh ngộ được tinh túy bên trong không phải là chuyện dễ dàng gì. Dù cho là Dương Tiêu cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói rằng đã tham ngộ toàn bộ mà thôi. Chỉ có thể nói rằng, Lãng Lãng mặc dù đã diễn tấu bản hòa tấu này, nhưng lại làm mát đi linh hồn của bản hòa tấu. Chỉ đơn giản là biểu diễn thương mại không hơn không kém căn bản không cách nào khiến cho khán giả cảm nhận được như cây cối gặp gió xuân. Nhìn thấy thái độ cứng rắn của Dương Tiêu, khán giả có mặt ở hiện trường càng thêm phẫn nộ. Cậu nói cái gì, cả đời này cũng không xin lỗi. Chàng trai này. Tôi em cậu chính là chưa từng bị người khác đánh đúng không? Không sai, chàng trai này, không bằng chị em chúng tôi hôm nay sẽ dạy cho cậu một bài học. Thật quá đáng, cậu thì được tính là thứ gì? Vậy mà lại ngang nhiên chỉ trỏ phê bình Lãng Lãng đại sư. Trong mắt của tất cả mọi người, Dương Tiêu cũng chỉ là một kẻ lâu la không lên được sân khấu, chỉ có thể đứng dưới này huyên hoang lừa bịp người khác mà thôi. Nếu so sánh với Lãng Lãng, Dương Tiêu căn bản không đáng nhắc đến. Trong mắt của những khán giả có mặt ở đây, Lãng Lãng chính là nam thần hoàn mỹ không tì vết trong mắt bọn họ, cho nên bọn họ tuyệt đối không cho phép nam thần của mình bị Dương Tiêu sỉ nhục. Đám người càng điên cuồng phẫn nộ, Cung Linh Nhi cũng hoảng sợ, cô gấp gáp nói, Dương Tiêu anh không có việc gì chứ. Không bằng anh nhún nhường một chút. Dù cho cô là thiên kim đại tiểu thư cung gia, nhưng hiện giờ đối mặt với hiện trường đang mắt khống chế như hiện tại cũng cảm thấy có chút ngây ngốc. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng. Tại sao phải nhún nhường? Những lời tôi nói có gì sai hay sao? Nhìn thấy Dương Tiêu đến hiện tại cũng không có ý xin lỗi, những người ở hàng ghế đầu có chút mắt khống chế. Cậu trai này, xem ra cậu thật sự quá phách lối rồi, xem ra anh em chúng tôi cần phải dạy cho cậu một bài học. Một người đàn ông râu quai nón hung dữ nói. Đợi lát nữa nhất định phải đánh cho tên tiểu tử này răng rơi đầy đất, để miễn cho hắn sau này ra ngoài ăn nói bậy bại. Không ít phái nữ lúc này nhìn Dương Tiêu cảm thấy kinh tởm khôn cùng, giống như Dương Tiêu chính là loại ruồi nhặng khiến người ta chán ghét, hôi thối không chấp nhận được.
đây rõ ràng chính là buổi hòa nhạc của Lãng Lãng, nếu như hiện trường xuất hiện sự việc ẩu đả đánh nhau, như vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của hắn. Bình tĩnh, xin mọi người nhất định phải giữ bình tĩnh. Lãng Lãng lên tiếng. Bản thân dù sao cũng là nhân vật chính của buổi hòa nhạc hôm nay, hắn ta mặc dù cũng không ưa thích Dương Tiêu, nhưng dù sao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn người hâm mộ của mình đánh nhau với người khác. Lãng Lãng lúc này đang đứng trên khán đài nhìn sang Dương Tiêu thắc mắc hỏi, Lãng Lãng tôi mặc dù chưa lĩnh ngộ được hết tinh túy của bản hòa tấu song Off Hurt Đinh Ship, nhưng dù sao thực lực cũng xếp thứ nhất thứ hai trong nước, trong giới nghệ thuật đàn piano, tất cả mọi người đều biết bản hòa tấu song Off Hurt Đinh Ship vô cùng êm tai. Nhưng lại khó lòng biểu đạt được thứ sâu nhất trong tận tâm hồn, không lẽ vị tiên sinh này không thừa nhận chuyện này hay sao? Cung Linh Nhi cũng chơi đàn piano, cô đương nhiên biết rằng bản hòa tấu song Off Hurt Đinh Ship có bao nhiêu khó chơi, đúng vậy. Dương Tiêu à, tiết mục biểu diễn vừa rồi của Lãng Lãng quả thật vô cùng xuất sắc. Cung Linh Nhi phải thừa nhận nói. Dưới ánh nhìn quan sát của tất cả mọi người, Dương Tiêu cười nhạt, hắn nhìn sang Lãng Lãng nói, tôi hỏi anh. Nếu như anh đã biết bản hòa tấu này khó có thể đàn ra được điều cốt lõi linh hồn bên trong, vậy tại sao lại lựa chọn biểu diễn tiết mục này tại buổi hòa nhạc? Đây không là tiết mục thương mại hóa thì là gì? Tôi lại hỏi anh có biết tác giả của bản hòa tấu song Off Hurt Đinh Ship này rốt cuộc là ai không? Anh biểu diễn thương mại hóa bản hòa tấu này có nhận được ủy quyền của tác giả hay chưa? Sau khi bị Dương Tiêu liên tục đưa ra câu hỏi chất vấn, sắc mặt Lãng Lãng dần dần trở nên ngây ngốc. Hắn ta vậy mà thật sự bị Dương Tiêu bắt bài rồi, bản hòa tấu song Off Hurt Đinh Ship này hắn chỉ tình cờ nghe được bản thu âm trên mạng, căn bản không biết người sáng tác là nhân vật nào. Cho dù có hỏi thăm tất cả mọi người trên trái đất này, e rằng cũng không có ai biết được tác giả của bản hòa tấu song Off Hurt Đinh Ship này rốt cuộc là ai. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường cũng ngây người, không ít người yêu nhạc Dương Cầm cũng tỉ mỉ suy nghĩ lại. Nhất thời đờ đẫn không cách nào nghĩ ra được người sáng tác bản hòa tấu song Off Hurt Đinh Ship này là ai. Cung Linh Nhi kỳ quái nhìn sang Dương Tiêu hỏi, bản hòa tấu song Off Hurt Đinh Ship này không phải là bản thu âm được lưu truyền trên mạng hay sao? Tác giả sáng tác hình như chưa bao giờ xuất hiện qua. Lãng Lãng cũng nghiêm túc nói, tôi mặc dù không nhận được sự đồng ý của tác giả bản hòa tấu này, nhưng cũng vì tôi không biết đây rốt cuộc là tác phẩm của vị tiền bối nào trên thế giới. Dương Tiêu cười lắc đầu. Bản hòa tấu song Off Hurt Đinh Ship do đích thân Lăng Ảnh Huyên sáng tác chuyện này hắn vô cùng rõ ràng, hơn nữa trong suốt quá trình sáng tác Dương Tiêu cũng góp phần tham dự, đoạn thu âm được lan truyền trên mạng thật sự là do hắn bát cần lưu truyền phiên bản sớm nhất của bản hòa tấu này. Chậc, nhìn thấy Dương Tiêu không chịu nhường bước, Cung Linh Nhi tức đến mức dẫm chân. Dù sao thì tên Dương Tiêu này cũng đã cứu mạng ông nội của mình, Cung Linh Nhi như thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô chủ động nhìn Lãng Lãng nói. Thật sự vô cùng xin lỗi, Dương Tiêu là bạn của tôi, có thể nể mặt tôi mà bỏ qua chuyện này không? Cô lại là kẻ nào? Dựa vào cái gì mà phải nể mặt mũi của cô? Không ít người khít mũi khinh thường nhìn Cung Linh Nhi. Nhưng ngược lại có không ít người nhận ra đây chính là Cung Linh Nhi, liền ngăn cản nói, không được ăn nói tùy tiện, cô ấy chính là Cung Linh Nhi, thiên kim tiểu thư của đệ nhất thế gia cung gia tại thành phố Trung Nguyên này, cũng là thiên tài âm nhạc được trong nước công nhận. Chỉ có điều do Cung Linh Nhi không tham gia biểu diễn thương mại, nếu không danh tiếng cũng không kém so với Lãng Lãng đâu. Cái gì, cô ta chính là Cung Linh Nhi? Hiện trường có mặt ít người sắc mặt hoảng hốt biến sắc. Cung Linh Nhi được giới âm nhạc trong nước xưng tụng là thiếu nữ thiên tài, hơn nữa tinh thông các loại nhạc cụ, đến các lão tiền bối trong nước đều tự nhận không bằng. Cũng vì vậy, hiện trường có không ít người đã ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lại nói. Cung Linh Nhi xuất thân tại Trung Nguyên đệ nhất thế gia, những người có mặt ở hiện trường đa số đều là người bản xứ nơi này, nếu như bị Cung Linh Nhi ghi hận vậy thì tự mình tìm lấy phiền phức rồi. Tiểu Linh Nhi, đến đây cũng không chào hỏi ra ra một tiếng. Tiếp theo đó, một âm thanh hiền hòa vang lên, chỉ thấy một ông lão tiên phong đạo cốt từ hậu trường chậm rãi bước ra. Khi nhìn thấy ông lão này xuất hiện, Cung Linh Nhi chu môi nói, Lưu ra ra, ông còn nói được sao, ông đã đến Trung Nguyên rồi. Vậy mà cũng không ghé qua nhà thăm cháu. Ông lão này chính là giáo viên hướng dẫn của Lãng Lãng, Lưu Sướng Lưu đại sư tiếng tăm lừng lẫy trong giới đàn piano trong nước. Chúng tôi xin được tham kiến Lưu đại sư. Nhìn thấy Lưu Sướng bước đến, không ít người cung kính bước lên chào hỏi. Hiện trường ngoại trừ người hâm mộ của Lãng Lãng, còn những người còn lại đa số đều vì danh tiếng của Lưu Sướng Lưu đại sư mà đến đây. Lưu Sướng hiền từ cười nói, Tiểu Linh Nhi,
Lưu gia ra đây cũng vừa mới đến thành phố Trung Nguyên mà thôi, ta dự tính đợi sau khi buổi hòa nhạc của Lãng Lãng kết thúc liền mua chút quà đến cung gia thăm cháu. Cung Linh Nhi đùa nghịch làm ra biểu cảm mặt quỷ, hừ giọng nói, cháu mới không tin những gì ông nói đâu, Lưu gia gia chính là một kẻ lừa gạt, lần nào cũng nói sẽ mang quà đến, nhưng thực tế lần nào cũng tay trắng đến thăm cháu. Bị vạch trần trước mặt nhiều người như vậy, cả khuôn mặt Lưu Sướng có chút ngượng ngùng, ông thật sự không có cách nào với Cung Linh Nhi cổ linh tinh quái. Cung Linh Nhi vội vàng nói, Lưu gia gia, đây là bạn cháu Dương Tiêu, khả năng thổi ngọc tiêu vô cùng lợi hại. Lưu gia gia ông đừng để cho Lãng Lãng làm khó đến Dương Tiêu nhé. Lưu Sướng kỳ quái liếc mắt nhìn sang Dương Tiêu. Những năm gần đây, người chơi ngọc tiêu trong nước càng ngày càng ít, còn ở nước ngoài thì lại ít đến đáng thương. Nhưng có điều Lãng Lãng dù sao cũng là đệ tử đắc ý của ông, Lưu Sướng cả khuôn mặt không vui nói, Tiểu Linh Nhi, đây là hai chuyện khác nhau, cậu ta có khả năng thổi ngọc tiêu cũng không thể tùy tiện đánh giá người khác. Không lẽ cậu ta có thể đàn ra tinh túy của bản hòa tấu song óp hớt đinh ship hay sao? Không siêu tôi có thể đàn ra linh hồn của bản hòa tấu đó. Chính vào lúc những lời của Lưu Sướng vừa chấm dứt, thì giọng nói của Dương Tiêu liền vang lên. Cái gì? Có thể đàn ra linh hồn của bản hòa tấu song óp hớt đinh ship, biểu cảm của Lưu Sướng có chút kinh ngạc. Ông vốn dĩ chuẩn bị giáo huấn Dương Tiêu đôi lời thì chuyện này xem như bỏ qua, nhưng không nghĩ rằng Dương Tiêu lại ăn nói ngông cuồng như vậy. Chuyện này khiến cho Lưu Sướng tức giận nói, người trẻ tuổi trẻ ngông cuồng không phải chuyện xấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải là chuyện gì quá tốt đẹp. Nếu như cậu thật sự có thể đàn ra linh hồn của bản hòa tấu song óp hớt đinh ship, vậy thì cậu tự khắc có tư cách đánh giá Lãng Lãng, những lời này cũng phải xem thực lực, lão phu chính là không tin được cậu có thể đàn ra được tỉnh túy linh hồn của bản hòa tấu song óp hớt đinh ship. Lưu Sướng dù sao cũng là tượng đài trong giới nghệ thuật chơi đàn piano trong nước. Đến cả ông cũng không nắm chắc 10 phần bản thân có thể đàn ra được linh hồn của bản hòa tấu này hay không, chứ đừng nhắc đến một Dương Tiêu không có chút tiếng tăm nào. Hiện trường một đám khán giả cũng cười châm chọc, ánh mắt bọn họ khi nhìn Dương Tiêu giống như nhìn thấy một tên hề đang làm trò mua vui dưới phố. Đúng vậy, chúng tôi cũng không tin, bốc phét cái gì chứ? Anh lợi hại như vậy thì cứ lên sân khấu. Đúng vậy, tiểu tử, đừng làm kẻ vô dụng khiến chúng tôi coi thường cậu. Đôi mắt xinh đẹp của Cung Linh Nhi có chút thất lạc, cô như thế nào cũng không ngờ được Dương Tiêu vậy mà lại nói rằng bản thân hắn có thể đàn ra được linh hồn cùng tinh túy của bản hòa tấu song óp hớt đinh ship. Giờ phút này, Cung Linh Nhi thật sự cảm thấy tuyệt vọng rồi, Dương Tiêu người đàn ông này chính là cố ý muốn chống đối với cô đúng không? Không lẽ anh ta không nhận thấy Lưu Sướng chính là chuẩn bị giáo huấn hắn vài câu sau đó bỏ qua chuyện này hay sao? Cung Linh Nhi cố nhịn nội thương nói, van xin anh đó vị đại ca này. Anh có thể đừng bốc phét được không? Mau nhanh chóng xin lỗi Lưu gia gia đi. Những lời tôi nói đều vô cùng nghiêm túc. Dương Tiêu nhìn sang Cung Linh Nhi nói. Khi nhìn thấy dáng vẻ kiên định chắc chắn của Dương Tiêu, cả người Cung Linh Nhi gần như sụp đổ. Vị đại ca này, anh có thể đừng chém gió bốc phét được không? Trong mắt Cung Linh Nhi, những lời vừa rồi của Dương Tiêu chính là đang cố ý bốc phét huênh hoang. Dù sao, đến Lưu Sướng cũng không cách nào đàn ra được linh hồn của bản hòa tấu song óp hớt đinh ship, đến cả bản thân cô cũng không đàn ra được ba phần ý nghĩa trong đó, vậy thì cũng đừng nhắc đến Dương Tiêu. Trong ấn tượng của Cung Linh Nhi, Dương Tiêu chính là chỉ biết chơi ngọc tiêu, còn đối với đàn piano thì một chút cũng không nắm rõ. Nhìn thấy Dương Tiêu đến hiện tại vẫn chưa nhận ra được bản thân đã làm sai, dâu của Lưu Sướng tức đến mức muốn lật ngược lên, được. Người trẻ tuổi, lão phu phải xem thử cậu có thật sự có đủ khả năng để đàn ra linh hồn của bản hòa tấu song óp hớt đinh ship hay không. Lão phu nói cho cậu biết, nếu như hôm nay cậu thật sự có thể diễn tấu ra tinh túy của bản hòa tấu này, thì lão phu sẽ quỳ xuống bái cậu làm thầy. Bản hòa tấu song óp hớt đinh ship chỉ được lưu truyền một đoạn trên mạng, các nghệ sĩ chơi đàn cầm trên thế giới đã từng thử diễn tấu qua nhưng gần như chỉ có thể đàn ra được 7-8 phần tinh túy. Hơn nữa độ khó của bản hòa tấu song óp hớt đinh ship này không hề thua kém bản hòa tấu Frédéric Chopin, điều quan trọng nhất chính là bọn họ không hề có nhạc phổ hoàn chỉnh, bên trong có các điệu cung bậc không dễ dàng diễn tấu. Trừng mắt nhìn Dương Tiêu, đã không có ít người chơi Dương cầm lửa giận phừng phừng. Hắn ta có thể đàn ra linh hồn của bản hòa tấu song óp hớt đinh ship hay sao? Bốc phét cái gì chứ? Tôi xem tên tiểu tử này vẫn chưa tỉnh ngủ đâu. Nhường đường một chút. Tôi có bệnh nhiễm trùng nước tiểu, để tôi tưới cho hắn tỉnh ran tôi cũng có, thêm tôi vào. Một đám người xung quanh không cách nào tiếp tục nhường nhịn Dương Tiêu, bọn họ đều là những người chơi đàn piano, có
có ai mà không biết được rằng bản hòa tấu song óp hớt đinh, ship sốt của có bao nhiêu khó biểu diễn chứ? Tiêu rồi, tiêu rồi. Lưu Gia Gia thật sự tức giận rồi. Cung Linh Nhi hoang mang không biết nên làm như thế nào. Cô chính là biết Lưu Sướng chính là một ông lão cố chấp, nếu như Dương Tiêu thật sự không lấy ra được chút bản lĩnh nào, e rằng hôm nay sẽ không đơn giản mà kết thúc được đâu. Dương Tiêu nhìn Lưu Sướng gật đầu, đơn giản mà trả lời ông một chữ, được. Nghe câu trả lời này một đám người ở hiện trường đều khịt mũi khinh thường. Có một người nói rằng, nhường đường cho tên tiểu tử này, nếu như tên tiểu tử này thật sự bốc phét, đợi lát nữa tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn, dám ở trước mặt Lưu Đại Sư giả thần giả quỷ, chuyện này quả thật không thể tha thứ được. Tất cả khán giả có mặt nhanh chóng nhường một con đường cho Dương Tiêu, để hắn có thể thuận tiện bước lên sân khấu. Dương Tiêu khuôn mặt không chút cảm xúc, chậm rãi bước lên sân khấu, đến trước mặt cây đàn piano liền từ từ ngồi xuống. Hừ, nhìn Dương Tiêu lúc này ngồi trước đàn piano, ánh mắt lãng lãng xẹt qua một tia nham hiểm. Hắn dù sao cũng là nghệ sĩ đánh đàn piano nổi bật nhất trong lớp nghệ sĩ trẻ trong nước, hắn chính là không tin kỹ năng đánh đàn của Dương Tiêu có thể lợi hại hơn với hắn. Lão Phu hôm nay nhất định phải xem thử tên nhóc nhà cậu có thể mang đến cho tôi kinh hỉ hay không. Lưu Sướng cả khuôn mặt lạnh lùng ngước nhìn Dương Tiêu lúc này đang đứng trên sân khấu. 5 năm nay chưa từng một lần chơi piano, Dương Tiêu có chút xa lạ bỡ ngỡ, hắn đơn giản chạm nhẹ lên từng phím đàn piano. Giả thần giả quỷ, nhìn Dương Tiêu lúc này, không ít người khinh thường nói. Trong mắt tất cả những khán giả lúc này, hôm nay Dương Tiêu chính là đang lừa thần giả quỷ, hắn ta căn bản không có chút bản lĩnh nào. Thở dài một hơi, Dương Tiêu tự lầm bẩm, ảnh huyên. Em hiện tại đang ở nơi nào? Tại sao năm đó bọn anh dù quay lại trận chiến cũng không tìm thấy tung tích của Imo? Nhìn chiếc đàn piano trước mặt, trong tâm trí Dương Tiêu không ngừng hiện lên từng ký ức trước đây. Hắn từ đầu đến cuối đều không tin rằng Lăng Ảnh Huyên thật sự đã chết, dù sao vào 5 năm trước khi bọn họ lần nữa truy tìm trên chiến trường lâu như vậy nhưng cũng không phát hiện ra được một chút dấu vết nào của cô. Tiểu Từ, cậu còn đang dè dà gì đó? Có được hay không? Nếu không được thì nhanh chóng cút xuống đây, đừng ở trên đó làm chuyện mất mặt. Một người khinh thường hét lên. Cung Linh Nhi gấp gáp nắm chặt góc áo, nếu như khả năng của Dương Tiêu không thể làm chấn động bốn phương, vậy thì lát nữa chính là làm khó cho cô rồi, cô chính là vô cùng rõ ràng tính cách cứng đầu của Lưu Sướng Lưu lão đầu. Tỉnh tinh tinh tang tang. Dương Tiêu khép hờ đôi mắt, hai bàn tay không ngừng bay lượn trên phím đàn. Trong mắt của hàng ngàn khán giả đang có mặt ở hiện trường buổi hòa nhạc, một âm thanh tuyệt diệu từ từ vang lên. Cái gì? Khi nghe thấy khúc nhạc dạo đầu, không ít người dung nhan thất sắc. Đặc biệt là Lưu Sướng Đại Sư, ông thân là nghệ sĩ đánh đàn dương cầm hàng đầu trong nước, nhưng chỉ cần nghe khúc dạo đầu liền không nhịn được cảm thấy rùng mình, toàn thân sởn gai óc. Cao thủ một khi đã ra tay, chính là biết có thật hay không. Với tư cách là nghệ sĩ đàn dương cầm hàng đầu, Lưu Sướng lập tức có thể nhận định Dương Tiêu tuyệt đối không phải đang giả thần giả quỷ đơn giản như vậy. Ngay sau đó, những nốt nhạc tuyệt vời tiếp tục được vang lên, giống như linh hồn đang khiêu vũ, tất cả khán giả có mặt chỉ cảm thấy trước mặt mọi người hiện ra khung cảnh thảo nguyên rộng lớn, tựa như có rất nhiều chú cừu trên thảo nguyên gặm cỏ, uống rượu, chạy nhảy, chơi đùa trên thảo nguyên rộng lớn bao la. Giây phút đó, có không ít người ngước nhìn Dương Tiêu lúc này đang đánh đàn trên sân khấu giống như nhìn thấy quỷ sống. Chuyện này làm sao có thể xảy ra, cằm lãng lãng suýt chút rơi nát xuống nền đất. Hắn dù sao cũng là một nghệ sĩ đàn piano trẻ tuổi, từng phím đàn Dương Tiêu đánh vừa vang lên, hắn liền biết rằng, bản thân đã thua cuộc. Điều quan trọng nhất chính là, Dương Tiêu chỉ vừa đàn khúc dạo đầu, những nốt nhạc đẹp đẽ như đánh mạnh vào sâu thẳm trái tim và tâm hồn con người. Khả năng âm nhạc như vậy, bản thân lãng lãng hắn không có cách nào so sánh được. Ông trời của tôi ơi! Cung Linh Nhi không tin được, lấy đôi tay che lại bờ môi gợi cảm, đôi mắt xinh đẹp toát lên nét kinh ngạc không thôi. Cô thân là thiếu nữ thiên tài trong giới âm nhạc, giây phút Dương Tiêu vừa bắt đầu diễn tấu, cô đã kinh ngạc không thôi. Một hình ảnh mãnh liệt về khung cảnh tươi đẹp thảo nguyên dần hiện ra, mang đến cho cô một cảm giác như được tắm trong gió xuân. Ngay giây phút này, nội tâm Cung Linh Nhi giống như chịu phải chấn động khó lòng tin tưởng hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Người đàn ông Dương Tiêu này không những biết thổi ngọc tiêu, lại còn biết đàn dương cầm, hơn nữa kỹ năng lại cao thâm như vậy, chuyện này cũng quá khiến người khác kinh ngạc rồi. Người đàn ông này thật sự chính là con rễ phế vật đường ra đơn giản như vậy hay sao? Không, tuyệt đối không thể,
người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản là tên phế vật trong lời nói của mọi người như vậy. Cảm giác tuyệt đẹp của âm nhạc khiến tất cả mọi người trên hiện trường đều run rẩy dữ dội, và sự thù địch của mọi người đã biến mất ngay lập tức mà không để lại dấu vết. Cả đám người không ngừng kinh ngạc nói, chuyện này, nghe cũng thật là hay quá đi. Tôi xác định, hai tai của tôi nghe đến mang thai luôn rồi. Đừng nói chuyện, dùng trái tim để cảm nhận, Lưu Sướng không muốn bỏ lỡ bất kỳ nốt nhạc nào. Ông khép hờ đôi mắt, dùng tim cảm nhận giai điệu của bản hòa tấu song óp hớt đinh xíp. Nhiều người với vẻ mặt bàng hoàng từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận bản hòa tấu song óp hớt đinh xíp mang đến một bữa tiệc thính giác thịnh soạn. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh thảo nguyên xanh mướt như đang ùa về trước mắt, đặc biệt chính là cảm giác mãnh liệt từ hình ảnh đàn cừu trên thảo nguyên mang đến. Giai điệu trầm bổng du dương dường như có thể huy động mọi dây thần kinh trong cơ thể, khiến người ta đắm chìm trong bức tranh này và không thể thoát ra được. Hàng nghìn người đã vô cùng sửng sốt, bữa tiệc thính giác như thế này cũng là lần đầu tiên trong đời những người có mặt tại hiện trường này được thưởng thức. Loại ý cảnh này anh ta làm sao có thể diễn tấu ra được chứ? Không thể nào, khung cảnh mãnh liệt như vậy, dù cho đem đặt trong khu vực Âu Mỹ, cũng không có ai có thể làm đến bước nào. Trong lòng Lãng Lãng không ngừng dâng lên từng trận sóng vô. Dương Tiêu lúc này trên sân khấu đàn ra từng âm điệu tinh khiết không gì so sánh được, không một chút sai sót. Đặc biệt trong phương diện dàn dựng ý cảnh, càng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Hiệu quả này quả thật đến sư phụ hắn Lưu Sướng đại sư cũng khó làm đạt được. Lãng Lãng thật sự đã bị chấn động, nhìn Dương Tiêu giống như nhìn thấy yêu quái trong giới nghệ sĩ biểu diễn đàn piano. Giống như Lãng Lãng, tất cả mọi người ở hiện trường đều thất sắc kinh ngạc, khó lòng tin tưởng vào năng lực diễn tấu piano của Dương Tiêu. Nhưng bọn họ không thể không thừa nhận. Bọn họ thật sự bị chinh phục bởi âm thanh tuyệt diệu như thế này. Những người đã từng nghi ngờ Dương Tiêu lúc này toàn bộ đều há hốc kinh ngạc. Một khi ra tay biểu diễn chính là làm kinh ngạc chấn động bốn phương. Có điều, có mặt ở hiện trường cũng có không ít người là người hâm mộ điên cuồng của Lãng Lãng, mặc dù linh hồn của bọn họ đã bị chinh phục, nhưng miệng của bọn họ vẫn chưa bị chinh phục đâu. Vị đại ca này, van xin anh đó, bản nhạc anh đàn là cái gì vậy? So với Lãng Lãng chính là sự khác biệt giữa đom đóm với trăng sáng có được không? Đúng vậy, khó nghe chết đi được, cầu xin anh đừng tiếp tục đàn nữa, bữa cơm sáng này tôi ăn vào hiện tại chỉ muốn nôn ra hết. Cũng vào lúc đó, một số lượng lớn chim bay trên bầu trời giống như phát hiện ra chuyện kinh hãi thế tục liền cất cánh bay về phía địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc. Các loài chim đồng loạt vang lên giọng hót thanh thoát, thu hút ngày càng nhiều đàn chim bay về, chúng kết thành đàn bay về hướng buổi hòa nhạc. Đôi mắt sao động không ngừng bồn chồn nhìn vào bên trong hội trường buổi hòa nhạc, ánh nhìn trang trọng, giống như trong buổi hòa nhạc có vị vua của chúng. Tiết tấu âm nhạc dần dần lên đến khúc cao trào, tiết tấu càng lúc càng tăng nhanh, giống như thảo nguyên rộng lớn yên bình lúc này mang lên từng đọt súng nổ. Một lượng lớn những kẻ săn trộm đã xuất hiện và phá vỡ sự yên tĩnh trên thảo nguyên này. Dưới từng trận súng nổ, hàng đàn linh dương Tây Tạng đã bị những kẻ săn trộm này giết chết không thương tiếc. Máu tươi nhuộm đỏ trên nền đất, vô số linh dương đã chết trong tay những kẻ săn trộm này. Có một tình cảnh còn rung động lòng người hơn chính là một chú linh dương mẹ trước khi chết vẫn cố gắng bảo vệ đàn con của mình, chỉ đáng tiếc kẻ săn trộm quá vô tình, tàn nhẫn ra tay giết hại đàn linh dương con. Đây chính là một cơn ác mộng, chính là cơn ác mộng không cách nào chấm dứt thuộc về đàn linh dương Tây Tạng trên thảo nguyên này. Trong chớp mắt, cả thảo nguyên mất đi dáng vẻ sinh động ngày thường. Trên thảo nguyên lúc này nơi đâu cũng chỉ có xương cốt của đàn dê. Đến cuối cùng, những người du mục bắt tay với nhau, đánh đuổi những kẻ săn trộm, giành lại hòa bình cho thảo nguyên. Mưa rơi tầm tã không ngừng chút xuống rửa sạch máu tươi tràn lan trên nền đất, cỏ xanh lại tiếp tục sinh sôi, đàn linh dương lại tiếp tục cuộc sống không âu lo buồn phiền trên thảo nguyên. Linh hồn trong bản hòa tấu song óp hớt đinh xíp khó nhất chính là tìm cách khống chế được ý cảnh khi những kẻ săn trộm tàn nhẫn ra tay sát hại. Dương Tiêu thiên phú nghịch thiên, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế. Cảm nhận được ý cảnh tuyệt đẹp này, không ít người nước mắt tuôn rơi, trong lòng bọn họ vô cùng căm hận những kẻ săn trộm trên thảo nguyên. Trên đời này làm sao lại có bản hòa tấu cảm động lòng người đến như vậy chứ? Tại buổi nhạc hội có hơn cả ngàn đôi mắt đều nhìn si mê, bọn họ không những linh hồn được gột rửa, đến cả cảm nhận đối với sinh mạng cũng càng thêm kính nể. Không ít người say sưa ngây ngất không nguyện ý thức tỉnh trong làn điệu âm nhạc tuyệt diệu này. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Cung Linh Nhi tràn ngập kinh ngạc, ý cảnh như thế nào, anh ta làm sao có thể mang lại ý cảnh mãnh liệt như thế này. Hơn nữa,
người đàn ông này cảm giác thật tang thương, anh ta rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Bản thân cô chính là thiếu nữ thiên tài âm nhạc, Cung Linh Nhi vô cùng hiểu rõ ý cảnh đối với một nghệ sĩ đánh đàn piano quan trọng đến thế nào. Có những nghệ sĩ, chỉ gấp gáp tập trung tạo dựng ý cảnh mạnh mẽ như thác đỏ, trở thành nghệ sĩ hàng đầu. Có người thì dựa vào những khúc nhạc vui tươi tạo nên một ý cảnh cao sơn lưu thủy trở thành một nhà âm nhạc hàng đầu. Đối với bất kỳ nhà nghệ thuật nào, có thể tạo ra ý cảnh, khiến cho khán giả tại hiện trường đồng cảm chính là tiêu chuẩn của người làm nghệ thuật cấp thế giới. Cung Linh Nhi vốn dĩ cho rằng Dương Tiêu chỉ có năng lực xuất sắc trên lĩnh vực sáo ngọc, nhưng không nghĩ rằng trên phương diện đàn piano cũng vô cùng xuất thần nhập hóa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô lại không cách nào không thừa nhận tài năng đàn piano của Dương Tiêu đủ đá văng cô ra 18.000 dặm. Cô cũng chỉ nắm được nhiều bản hòa tấu, khi diễn tấu nghe vui tai, miễn cưỡng tạo ra được chút ý cảnh, nhưng nếu so sánh với Dương Tiêu, chẳng khác nào so sánh giữa ngọn núi hùng vĩ cùng ngọn đồi nhỏ bé. Hơn nữa khuôn mặt tang thương của Dương Tiêu, càng khiến cho Cung Linh Nhi có một xúc động một tìm hiểu tất cả các bí mật được ẩn sau trong nội tâm hắn. Nhìn thấy Dương Tiêu không chút nao núng, lúc này một đám người hâm mộ lãng lãng liền tiếp tục than phiền. Vị đại ca này, mong anh giơ cao đánh khẽ, nếu không tôi thật sự sẽ nôn ra hết mát. Đây cũng gọi là âm nhạc sao? Thật là tức cười, nếu như đây là âm nhạc, vậy thì tiếng kêu của heo chính là thứ âm thanh hay nhát trên thế giới hay sao? Trong giây phút bọn họ không ngừng nói những điều bình luận ác ý, lúc này một đàn chim đông đúc đột nhiên bay vào hội trường buổi hòa nhạc. Hơn cả hàng ngàn con chim bay vào hội trường, ánh mắt chúng đều tập trung trên người Dương Tiêu, nhanh chóng đập cánh bay đến, bay xung quanh Dương Tiêu, chỉ cha cha hưng phấn kêu lên không ngừng. Sau đó, đàn chim liền đậu lên đàn piano, dừng chân trên nền sân khấu, còn có một chú chim vàng anh đáng yêu đậu lên trên đỉnh đầu Dương Tiêu. Tất cả họ đều có vẻ trang nghiêm và lắng nghe một cách chăm chú, như thể đây là những giọng nói hay nhất trên thế giới. Một đám bảo vệ đều sắc mặt hoảng hốt, xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại có nhiều chim bay vào trong này như vậy? Hiện trường hơn ngàn khán giả đều kinh ngạc thất sắc, khung cảnh trước mặt thật là vượt tầm nhận thức của bọn họ. Chuyện, những chú chim này tại sao lại bay vào trong đây chứ? Đây ít nhất cũng phải có hơn hàng ngàn con chim mồ. Đúng vậy. Chúng ta đang ở trong thành phố, chim bay trên trời cũng không nhiều, như thế nào trong chốc lát lại xuất hiện nhiều như vậy? Khán giả có mặt không cách nào lý giải được, nhưng lại bị một màn trước mắt chấn động không ngừng. Ánh mắt những người vừa rồi nói những lời độc ác cũng lập tức đỏ đẫn, bọn họ như thế nào cũng không ngờ được lại xảy ra tình cảnh trước mặt. Này! Tiếp theo đó, lại có thêm hàng trăm chú chim bay vào hội trường, sau khi lượn bay xung quanh Dương Tiêu liền nhẹ nhàng đậu trên nền sân khấu. Trong nhất thời cũng phải có ít nhất 2.000 chú chim, ánh mắt tập trung không di chuyển nhìn về phía Dương Tiêu, giống như đang đến diện kiến vị vua của chúng. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, các loài chim khắp thành phố Trung Nguyên này gần như đã bị náo động. Một lượng lớn chim chóc đều kêu vang trời, âm thanh cực kỳ chói tai. Khi nghe thấy tiếng kêu của đồng loại, các loài chim chóc khác như nhận được thông tin, lập tức nhanh chóng bay đến, bay thẳng lên bầu trời, cùng nhập bọn cất vang giọng hót. Sau đó nhanh chóng bay về phía buổi hòa nhạc. Phành phạch, ngước mắt nhìn lên trời cao, chỉ thấy bầu trời trên đỉnh buổi hòa nhạc một màu đen kịt, từng đàn chim chóc dần xuất hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám chim chóc này đang tụ tập mở cuộc họp hay sao? Nhìn thấy hình ảnh này, một đám người chứng kiến đều hồ hốc kinh ngạc. Một số lượng lớn chim chóc tập trung đây cũng là tình cảnh hiếm thấy, không ít người dân đã nhanh chóng lấy điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc này. Một phóng viên ở gần đó cũng vô cùng kinh ngạc nói, cô lập tức cầm micro sau đó nhìn vào ống kính nói, hiện tại buổi hòa nhạc của Lãng Lãng diễn ra khung cảnh một số lượng lớn chim chóc đang tập trung, theo mắt thường quan sát, thì cũng ít, nhất trên ngàn, không, ít nhất phải trên 10.000 con. OMGI, hiện trường buổi hòa nhạc rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Hàng ngàn hàng vạn chú chim lúc này không ngừng nghỉ bay về phía buổi hòa nhạc. Không lâu sau đó, hiện trường buổi hòa nhạc đã đông nghẹt hàng ngàn hàng vạn các loài chim chóc khác nhau, thần sắc nghiêm túc đều tự tìm cho mình một chỗ đứng giữa sân khấu buổi hòa nhạc này. Tiếp theo đó, một chú chim ưng giống như nhận được tín hiệu, liền bay lên không trung giữa buổi hòa nhạc sau đó cất tiếng kêu bay lượn vòng. Lúc này, trên không trung hàng ngàn chú chim khác cũng bắt đầu khiêu vũ, giống như cùng âm nhạc hòa làm một, cùng hiến một điệu vũ. Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lãng Lãng lúc này chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối tình cảnh trước mắt. Nghệ sĩ cấp quốc gia lưu sướng toàn thân kích động,
nhìn Dương Tiêu trên sân khấu, đôi mắt già nua lập tức trở nên hưng phấn không ngừng. Dựa theo những ghi chép cổ xưa, tương truyền rằng từ thời thượng cổ, có một nhà âm nhạc đã tiến hành diễn tấu một bản nhạc trên một ngọn núi kia, vô số loài chim đều tập trung tại sơn cốc để lắng nghe, cảnh tượng này được gọi là không sơn điều ngữ, cũng chính là đại diện cho tài năng âm nhạc của một người đã đạt đến đỉnh cao. Tất nhiên chuyện này chỉ được ghi chép lại trong các điển tích cổ, hậu thế căn bản không người nào làm được, không ngờ rằng, hôm nay lại có thể tái hiện tại tình huống kinh diễn không sơn điều ngữ trong truyền thuyết, cho dù hiện tại nhắm mắt xuôi tay, lão phu cả đời này cũng không còn gì hối hận nữa. Nghe những lời này của Lưu Sướng, sắc mặt vô số người xung quanh đều kinh ngạc không thôi, ánh mắt bọn họ khi nhìn Dương Tiêu trên sân khấu càng ngày càng tôn kính. Không sơn điều ngữ, vạn điều xưng thần. Bản hòa tấu song óp hớt đinh xíp vừa vang lên, hỏi thế gian ai cùng ai tranh tài. Sau khi giai điệu cuối cùng kết thúc, hiện trường hơn ngàn người lúc này mới từ từ mở mắt nhìn. Vô số loài chim chóc vẫn chăm chú nhìn Dương Tiêu, tập trung tinh thần, giống như đang tham kiến vị vương của mình. Lúc này, không có bất kỳ ai vỗ tay khen ngợi. Vào khoảnh khắc này, ánh mắt hơn ngàn người đều si mê nhìn về phía trước. Dương Tiêu thở dài, tự lẩm bẩm nói, Ảnh Huyên, anh từ đầu đến cuối đều tin rằng, em vẫn chưa chết, anh tin rằng nhất định có một ngày, em sẽ tuyệt đại phong hoa quay trở về. Tình cảm mà Dương Tiêu dành cho Lăng Ảnh Huyên đến bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng phức tạp, tình cảm trong lòng chiếm đa số chính là tình cảm bạn bè chiến hữu. Hiện tại, hắn đã là người có gia đình, có Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu chỉ đơn thuần hy vọng Lăng Ảnh Huyên có thể bình an vô sự. Chớp mắt, mọi chuyện đã trôi qua được 5 năm. Dương Tiêu trước đây cũng đã có dự tính, đợi đến khi thực lực của bản thân hồi phục lại đỉnh cao, hắn nhất định phải điều tra người thao túng đằng sau kẻ nào đã sắp xếp nhóm sát thủ cấp thế giới để đối phó với hắn cùng các đồng đội khác. Hắn phải báo thù cho những đồng đội đã hy sinh, bản thân dù cho phải đi khắp chân trời góc biển, cũng phải tìm cho ra tung tích của Lăng Ảnh Huyên. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhìn thấy Dương Tiêu đang từ từ nhắc người đứng dậy, Lưu Sướng triệt để hoàn toàn bái phục, đây mới đích thực là âm nhạc gia, đây mới đích thực là bản hòa tấu song óp hớt đinh xíp. Khi âm điệu đầu tiên vang lên, Lưu Sướng liền biết rõ, tài năng của Dương Tiêu cao thâm đến mức bản thân không cách nào với tới được. Vãn bối Lưu Sướng tham kiến Dương Đại Sư, hai mắt Dương Dương nước mắt của Lưu Sướng nhìn sang Dương Tiêu soạt. Tận mắt chứng kiến Lưu Sướng Lưu Đại Sư nghệ sĩ đàn piano cấp quốc gia chủ động bái kiến Dương Tiêu, hiện tại hơn hàng ngàn đôi mắt đều không ngừng rực nầy. Những người yêu thích chơi đàn piano đều biết Lưu Sướng chính là đại nhân vật nghệ sĩ đàn piano cấp quốc gia, cũng là sự tồn tại cấp bậc nguyên lão trong thế giới âm nhạc, đức cao vọng trọng. Cho đến hiện tại, nhìn thấy Lưu Sướng đã cao tuổi như vậy nhưng lại chủ động bước đến tham kiến Dương Tiêu một tên vô danh tiểu tốt, khung cảnh này thật sự khiến người ta cảm thấy kinh động đến tận sâu trong tâm hồn. Nhưng cũng chỉ có Lưu Sướng biết được, nghề đạo có trước sau, học thuật có nghiên cứu, Dương Tiêu có thể đàn ra tinh túy cùng linh hồn thật sự ẩn sau trong bản hòa tấu song óp hớt đinh xíp. Hơn nữa còn cùng chim chóc trên trời sản sinh ra cảnh tượng như vừa rồi, điều này khiến ông hiểu rõ, sự chênh lệch giữa bản thân cùng Dương Tiêu giống như trên trời dưới đất không cách nào vượt qua được. Trong lòng dù cho có bao nhiêu không thoải mái, nhưng Lãng Lãng vẫn bị tài năng của Dương Tiêu chinh phục, hắn ôm quyền nói, vãn bối tham kiến Dương Đại Sư. Sự việc đã đến nước này, Lãng Lãng không thể không thừa nhận, nếu như so sánh bản thân với Dương Tiêu, thì chẳng khác nào ví mình như thằng hề đang làm xiếc. Bản hòa tấu song óp hớt đinh xíp do mình vừa diễn tấu vừa rồi chính là một biểu diễn thương mại hóa. Chúng tôi xin được tham kiến Dương Đại Sư. Những nghệ sĩ chơi đàn piano có mặt ở buổi hòa nhạc lúc này cũng hướng mắt về phía vị thần minh vừa xuất hiện trong giới Dương cầm cung kính nói. Xin được tham kiến Dương Đại Sư. Sau đó, hiện trường hơn ngàn người bừng tỉnh đồng loạt hô hào. Người có thể đem ý cảnh hoàn mỹ như vậy thể hiện trước mắt quần chúng. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên các khán giả có mặt ở khán đài đời này được chứng kiến. Cũng vì, tài năng đàn piano của Dương Tiêu đã đạt đến ngưỡng xuất thần nhập hóa, chỉ có thể cho người khác ngưỡng mộ ngắm nhìn. Trong chớp mắt, thủy triều cuồn cuộn, nhập vào trời xanh. Những người phụ nữ vừa rồi tỏ vẻ khinh thường Dương Tiêu hiện tại xấu hổ không thôi, chính là bọn họ có mắt như mù, không thấy Thái Sơn. Xin được tham kiến Dương Đại Sư. Quần chúng xung quanh lại lần nữa hô hào. Để bộc lộ tình cảm tôn kính sâu tận đáy lòng của mình dành cho Dương Tiêu. Tài năng âm nhạc như vậy, nếu như đặt trong phạm vi trong nước, e rằng chỉ có duy nhất một người. Không sơn điếu ngữ, cùng khiêu vũ, bản hòa tấu song óp hớt đinh xíp, không đường nào xúc phạm được.
Thần sắc Dương Tiêu lúc này vô cùng phức tạp, đột nhiên nhớ đến những chuyện đã chìm trong quá khứ, trong lòng hắn hiện tại như có một bình ngũ vị bị đánh đổ, nếm không ra bất kỳ tư vị nào. Cung Linh Nhi triệt để bị tài năng diễn tấu piano của Dương Tiêu làm chấn động đến. Cô quả thực không ngờ đến rằng Dương Tiêu không những y thuật cao mình, còn biết thổi tiêu chơi đàn, mỗi lĩnh vực đều vô cùng xuất sắc, chuyện này thật sự quá là cun dầu. Từ nhỏ đến lớn, Cung Linh Nhi luôn kiêu ngạo, từ trước đến nay chưa từng để những nhân tài kiệt xuất xem tuổi mình vào mắt. Nhưng khi đứng trước mặt Dương Tiêu, Cung Linh Nhi lần đầu tiên cảm thấy được cảm giác thất bại nặng nề. Không xêu chính là cảm giác thất bại nặng nề. Dương Tiêu không hề cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì anh hiểu rằng bản thân chỉ vừa mới lĩnh hội được một phần nào của bản hòa tấu song óp hớt đinh ship, nếu như do Lăng Ảnh Huyên đích thân diễn tấu, khẳng định chính là một màn thịnh điển. Trước đây khi hai người vẫn còn trong chiến đội, bọn họ thường khổ luyện trong núi sau. Bất cứ khi nào Lăng Ảnh Huyên cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán sẽ chơi đàn piano và các nhạc cụ khác để giảm bớt sự nhạt nhẽo vô vị của cuộc sống này. Mỗi khi một âm điệu được vang lên, có vô số chim chóc trong núi sâu sẽ tề tựu lại lắng nghe bản diễn tấu của cô, ý cảnh vừa rồi mình dựng lên nếu so với Lăng Ảnh Huyên mà nói căn bản không đáng để nhắc đến. Lưu Sướng giống như nhớ đến chuyện gì khác, tốc độ nhanh như tên bắn đến trước mặt Dương Tiêu, tâm trạng kích động hỏi, Dương Đại Sư, không biết bản hòa tấu song óp hớt đinh ship có phải do đích thân ngài sáng tác hay không? Do Dương Đại Sư đích thân sáng tác. Lời này vừa nói ra, không ít ánh mắt mong chờ đều nhìn về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu mang lại cho bọn họ cảm giác quá chấn động, có thể hoàn hảo diễn tấu bản hòa tấu song óp hớt đinh ship, nếu như Dương Tiêu không phải là tác giả sáng tác thì có thể là ai được chứ? Thể trong sự chờ mong của tất cả mọi người, Dương Tiêu lắc đầu nói, bản hòa tấu này không phải do đích thân tôi sáng tôi, là do một người chiến, bạn tốt của tôi sáng tác, hiện tại đoạn thu âm được lưu truyền trên mạng chỉ là bản hòa tấu đầu tiên của song óp hớt đinh ship, cũng là do tôi bất cẩn lưu truyền lên mạng mà thôi. Cái gì? Đoạn thu âm được lưu truyền trên mạng chỉ là bản hòa tấu đầu tiên của song óp hớt đinh ship thôi sao? Không ít người há hốc mồm kinh ngạc, bị lời nói của Dương Tiêu làm chấn động một phen. Phải biết rằng bản demo đầu tiên đã vô cùng dễ nghe như vậy. Tất nhiên, cũng không thể không thừa nhận, bản hòa tấu vừa rồi do Dương Tiêu biểu diễn càng thể hiện được nét đẹp độc tôn của ý cảnh, dẫn dụ chim chóc cùng hòa ca, âm sắc càng thêm hoàn thiện. Không biết người bạn này của Dương Đại Sư hiện đang ở đâu? Khuôn mặt già nua của Lưu Sướng viết đầy nét hỉ vọng. Ông hiện tại đã già, cũng không còn sống được mấy ngày, hiện tại tuổi tác càng cao, đối với những nhà nghệ thuật gia mà nói, chính là muốn có một hai tác phẩm lưu truyền lại, khiến cho hậu nhân luôn ghi nhớ. Bản hòa tấu của song óp hớt đinh ship vừa rồi đã kinh động đến toàn thế giới, được các nhà nghệ sĩ piano xưng tụng thành tác phẩm xuất sắc không có ở chốn trần gian. Điều đáng tiếc chính là, bọn họ luôn không tìm được tác giả sáng tác của bản hòa tấu này. Tề Dương Tiêu lắc đầu trả lời, tôi cũng không rõ cô ấy hiện tại đang ở nơi nào. Nghe những lời này, khuôn mặt Lưu Sướng cùng những người khác dâng lên một tia thất vọng. Có thể sáng tác được một bản hòa tấu của song óp hớt đinh ship xung động lòng người như vậy, thì người nhất định chính là nghệ sĩ xuất sắc kinh thiên động địa trong giới âm nhạc thế giới rồi. Nếu như người này có thể xuất hiện, tuyệt đối chính là một tượng đài biểu tượng tại đất nước này, cũng chính là nhân vật đại diện tiêu biểu của đất nước. Đồng thời, chỉ cần người này xuất hiện, tuyệt đối có thể gây chấn động cho những nghệ sĩ lớn ở khu vực Âu Mỹ, vì thế giới dương cầm của quốc gia giành vinh dự. Thật sự quá đáng tiếc, Lưu Sướng thổn thức không ngừng. Dương Tiêu gật đầu nói, nếu như cô ấy bước vào thế giới âm nhạc, có lẽ âm nhạc của cô ấy sẽ khiến cho các nghệ sĩ lớn trên thế giới phải run rẩy. Lời này mặc dù có chút ngông cuồng, trong mắt không chứa bất kỳ ai, nhưng ở hiện trường lúc này không có ai dám nghi ngờ. Dù sao người có thể sáng tác được bản hòa tấu của song óp hớt đinh ship nhất định có thể đứng vững trên đỉnh cao thế giới âm nhạc. Những năm nay, những bản hòa tấu piano do lớp trẻ sau này sáng tác nhiều không kể xiết, nhưng có thể thật sự gây chấn đến thế giới quả thật chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có thể đạt được đến trình độ hoàn mỹ của bản hòa tấu của song óp hớt đinh ship thì quả thực chính là trăm năm khó tìm, chỉ cần người này xuất hiện, khiến cho toàn bộ thế giới âm nhạc đều run rẩy cũng là chuyện tất nhiên. Dương Tiêu vừa rút lời, cũng không tiếp tục chần chừ, bước về phía cánh cửa phía sau, lập tức rời khỏi buổi hòa nhạc. Hiện tại, hắn đã không còn lý do gì để lưu lại nơi này, hắn vẫn nên tranh thủ thời gian về nhà nấu cơm. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Dương Tiêu, Lưu Sướng thần thái kiên định, giống như vừa ra một quyết định quan trọng. Đỉnh đang. Nhất thời, hai đầu gối Lưu Sướng chạm đất,
nhìn sang Dương Tiêu trịnh trọng nói, Dương đại sư, tôi muốn nhận người làm sư phụ. Cái gì? Nhìn thấy Lưu Sướng đang quỳ trên đất, sắc mặt của hàng ngàn người tại hiện trường lập tức chết lặng, cơ thể đông cứng. Lưu đại sư, ông đây là muốn làm gì? Ông không nghe thấy bản hòa tấu song óp hớt đinh xíp căn bản không phải do anh ta sáng tác sao? Đúng vậy, Lưu đại sư, tên nhóc này có tài đức gì để trở thành sư phụ của ngài chứ? Lưu đại sư, tận mắt chứng kiến đại sư piano cấp quốc gia muốn nhận Dương Tiêu làm thầy, hiện trường rộng lớn lập tức không ngừng vang lên tiếng huyên náo. Nếu như Dương Tiêu là tác giả của bản hòa tấu song óp hớt đinh xíp, có lẽ khán giả có mặt tại hiện trường sẽ chấp nhận Dương Tiêu có đủ tư cách trở thành sư phụ của Lưu Sương. Nhưng tên Dương Tiêu này căn bản không phải là tác giả, mọi người căn bản đều không thừa nhận thực lực của hắn. Chỉ có một mình Lưu Sướng rõ ràng, dù cho bản hòa tấu song óp hớt đinh xíp không phải do một tay Dương Tiêu sáng tác, nhưng có thể dễ dàng nhận ra được Dương Tiêu đã biểu diễn hoàn hảo ý cảnh của tác phẩm, năng lực này tài năng này cũng chính là tồn tại mà ông ngưỡng mộ. Ngoài ra, bản demo đầu tiên của bản hòa tấu song óp hớt đinh xíp do Dương Tiêu bất cần đăng lên mạng, điều này có thể chứng minh được Dương Tiêu cùng tác giả có quen biết nhau. Có thể quen biết được một người bạn nghệ sĩ piano như vậy, cũng có thể chứng tỏ được tài năng của hắn không thấp chút nào. Đối diện với lời cầu xin của Lưu Sướng, Dương Tiêu chỉ cười nhạt một tiếng sau đó từ chối nói, thật ngại quá, tôi không thu, nhận đệ tử. Dứt lời không chút chần chừ, Dương Tiêu lập tức rời khỏi buổi hòa nhạc. Người đàn ông Lưu Sướng này bình thường sinh sống ở Đế Đô cũng chính là thủ đô của đất nước này, hơn nữa bản thân cũng xuất thân ở Đế Đô. Nếu như Lưu Sướng thật sự nhận mình làm thầy, vậy nhất định phải lên tin tức, nói không chừng sẽ gây nên một trận sóng gió, đến lúc đó nhất định sẽ bị người anh trai cùng cha khác mẹ của mình ở Dương gia Đế Đô phát hiện ra hành tung hiện tại, nói không chừng tên điên mát trí ấy nhất định sẽ làm ra những hành động quá đáng. Này, anh đợi tôi với. Cung Linh Nhi đuổi theo phía sau. Khi Cung Linh Nhi sau khi ra khỏi hội trường chỉ kịp nhìn thấy Dương Tiêu đã khởi động xe phóng đi. Nhìn theo đuôi xe Maserati càng ngày càng đi xa, Cung Linh Nhi tức đến ngứa răng, tên hỗn đản này cũng thật quá đáng, vậy mà lại bỏ lại bổn tiểu thư ở nơi này, khi về nhà tôi nhất định phải cáo trạng lại với ông nội, để ông giáo huấn anh một trận. Vừa nãy khi vừa bước vào hội trường buổi hòa nhạc, không hề nhìn thấy bóng dáng của Cung Thiên Tề, Dương Tiêu liền hiểu được bản thân đã dính phải trò lừa của Cung Linh Nhi. Cung Linh Nhi khẳng định muốn kéo dài thời gian, sau đó kéo mình cùng cô ta so tài âm điệu. Dương Tiêu không dễ dàng mắc lừa, hắn hôm nay quả thật có chút cạnh mạnh, nếu như những người tại hiện trường biết được bản thân hắn chính là tiểu hoàng tử thỏi tiêu, đây rõ ràng chính là đổ dầu vào lửa. Thân phận bản thân vô cùng đặc biệt, Cung Linh Nhi không biết, Dương Tiêu hắn cũng không có ý trách tội. Nhưng Dương Tiêu biết rõ chừng mực. Đối diện với tình cảnh như vậy, hắn nhất định phải tự mình rút lui trước. Khi Dương Tiêu vừa rời khỏi, một người con gái đeo khẩu trang, một thân y phục màu đen bó sát cơ thể nhìn sỉ mê theo phương hướng Dương Tiêu vừa rời khỏi. Dương đại ca, thì ra anh vẫn còn nhớ đến tác phẩm bản hòa tấu song óp hớt đinh xíp ban đầu của chúng ta, hôm nay có thể tận tai nghe được, quả thực cảm động. Thì ra anh vẫn chưa quên y mồ vừa nói, nước mắt liền dâng lên nhòe đôi mắt xinh đẹp của người thiếu nữ này. Tỉ mỉ quan sát một phen, thân hình người con gái này thon thả, mặc dù đã dùng khẩu trang để che lại khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đường nét xinh đẹp hoàn hảo của cô, dung mạo khuynh nước khuynh thành, đặc biệt nhất chính là khí chất hào hùng toát ra không cách nào che giấu được. Nhìn theo phương hướng mắt hút của chiếc xe Maserati, người thiếu nữ áo đen cô đơn vắng vẻ nói, chỉ đáng tiếc hiện tại Dương Tiêu anh đã có gia đình của riêng mình, thật xin lỗi anh, em phải rời đi rồi, nếu như đời này không cách nào ở bên nhau. Vậy em tình nguyện trở thành một người xa lạ, cũng không muốn nếm trải cảm giác đau đớn vì yêu mà không có được này. Hát vừa rút lời, từng hàng nước mắt lánh lánh như thủy tinh không ngừng tuôn rơi, người thiếu nữ liền xoay người rời đi, bóng dáng cô độc biến mất trong dòng người. Giống như cô chưa từng ghé qua. Dương Tiêu căn bản không hề phát hiện được vẫn luôn có người âm thầm quan sát hắn, giây phút này hắn vẫn có gấp rút trở về nhà. Vừa đến nhà, Triệu Cầm tức giận bước đến trước mặt Dương Tiêu hung dữ hét lên. Tên phế vật vô dụng này đã làm cái gì rồi? Có biết hiện tại là mấy giờ không? Cậu có tình muốn chúng tôi đói chết hay sao? Hừ, thật là càng ngày càng quá đáng rồi. Đường Kiến Quốc ngồi trên ghế sofa lạnh giọng nói. Bình thường Dương Tiêu chuẩn bị xong bữa cơm đã là 11 giờ rưỡi, nhưng hôm nay vì kẹt xe nên khiến cho hắn khi về đến nhà đã là 11 giờ 20 phút, chỉ còn 10 phút nữa liền bắt đầu đến giờ cơm. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Đường Kiến Quốc,
hai viền mắt đen đậm, Dương Tiêu có chút không nhịn được cảm thấy buồn cười. Nhìn thấy Dương Tiêu bật cười, Đường Kiến Quốc lửa giận bốc lên mắng, tên phế vật nhà cậu còn dám cười ông đây sao? Có tin ông đây hôm nay sẽ đánh cậu ra thịt tách rời hay không? Dương Tiêu sau khi đưa Đường Mộc Tuyết đi làm, Triệu Cầm liền kéo lão ta làm tiếp hai hiệp nữa. Cộng thêm với bốn hiệp tối qua, chỉ trong vòng 10 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Đường Kiến Quốc đã phải làm liên tiếp 6 hiệp, cũng không cần nhắc đến hiện tại ông ta có bao nhiêu tiểu tụy. Dương Tiêu cố gắng kiềm chế nụ cười nói, ba, con không hề có ý cười nhạo ba, con vui vì Mộc Tuyết thành tích tháng này tăng lên rất nhiều so với trước đây. Ồ, Triệu Cầm nghi ngờ liếc mắt nhìn Dương Tiêu, bán tín bán nghỉ hỏi, lời này là thật sao? Hiện tại trong nhà đã nghèo đến mức muốn đập nồi đem đi bán, Triệu Cầm chỉ mong sao Đường Mộc Tuyết hiện tại có thể kiếm thêm nhiều tiền để bù vào khoản chi tiêu cho gia đình. Dương Tiêu nghiêm túc gật đầu, tất nhiên, Mộc Tuyết hiện tại chính là tổng giám đốc của tập đoàn Y Dược Đường Nhân, lại kiêm chức phụ tổng giám phòng thị trường, chỉ cần dựa vào hai công việc này cũng có thể nhận được gấp đôi tiền lương, cộng thêm điểm hiệu quả thành tích trong công việc, nói không nhiều nhưng một tháng ít nhất nhận được 20.000 tuyệt đối không có vấn đề gì. Nghe lời này của Dương Tiêu, trái tim Triệu Cầm vui đến mức nở hoa, bà chính là chỉ mong Đường Mộc Tuyết có thể nhận thêm càng nhiều tiền lương càng tốt. Mặc dù tâm trạng vui mừng, nhưng Triệu Cầm vẫn hung dữ quát vào mặt Dương Tiêu, Mộc Tuyết chính là dựa vào năng lực của bản thân làm được, tên phế vật như cậu chỉ biết ở nhà ăn không ngồi rồi, không biết nhanh chân cút đi nấu cơm mồ. Con hiện tại đi ngay, Dương Tiêu xách túi rau củ cùng thần tươi vào trong nhà bếp. Sau khi xác định được Dương Tiêu đã bước vào trong nhà bếp, Triệu Cầm liền kéo tay Đường Kiến Quốc nói, đi. Tranh thủ lúc này vẫn chưa chuẩn bị xong cơm bữa, chúng ta lại đi làm một hiệp nữa. Phụt, vừa uống một ngụm sữa bò Đường Kiến Quốc hoảng sợ đến mức phun hết toàn bộ sữa tươi trong miệng ra. Vẫn còn làm sao? Hai mắt Đường Kiến Quốc đờ đẫn hỏi. Không lẽ tính biến tôi trở thành một người đàn ông một đêm có thể làm 7 lần sao? Tôi cũng đã từng này tuổi rồi, bà như vậy ai có thể chịu đựng nổi được chứ? Triệu Cầm kéo tay Đường Kiến Quốc hưng phấn nói, đến đây. Làm thêm một hiệp nữa, dù sao thời gian cũng còn nhiều. Đường Kiến Quốc mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không cách nào kháng cự, liền bị Triệu Cầm hành hạ thêm một trận nữa. Sau khi từ phòng ngủ bước ra, Đường Kiến Quốc sắc mặt trắng bệch, hai mắt lõm sâu, so với Khương Thi cũng không có gì khác biệt. Dương Tiêu cũng vô cùng thức thời bắt đầu sửa soạn ít thức ăn, sau đó cầm chén cơm bước vào trong phòng. Bù ỏi chưa nghỉ ngơi một lát, Dương Tiêu liền tiếp tục gọi điện thoại cho Đường Mộc Tuyết. Nhưng lúc này tâm trạng Đường Mộc Tuyết vô cùng rối loạn, căn bản không có ý muốn nhận điện thoại của Dương Tiêu. 5 giờ chiều nay hắn còn phải tham gia buổi họp lớp của Đường Đường, bản thân đã hứa với con bé, cũng không thể hối hận được. Đường Mộc Tuyết không nhận điện thoại, chuyện này khiến cho Dương Tiêu gấp gáp không thôi. Cũng vì vậy, Dương Tiêu còn đặc biệt đến công ty tìm cô. Nhưng điều khiến Dương Tiêu bất lực nhất chính là, Đường Mộc Tuyết cũng trùng hợp đã ra ngoài bàn hợp đồng. Anh dễ, đã đến giờ rồi, anh đang ở đâu vậy? Chính vào giây phút này, Đường Đường liền gọi điện thoại đến. Dương Tiêu chỉ cảm thấy không biết làm cách nào, chỉ có thể gửi cho Đường Mộc Tuyết một tin nhắn nói rõ tình huống. Lập tức đến ngay, lập tức đến. Dương Tiêu chỉ có thể xuất phát đến trường học của Đường Đường. Khi vừa đến trước cổng trường học, Dương Tiêu liền bị dáng vẻ trang điểm đêm nay của Đường Đường làm chấn động. Dõi mắt nhìn ra xa, chỉ thấy Đường Đường lúc này đang mặc một chiếc áo trắng 2 dây, xương quai xanh tinh xảo và cánh tay bạch ngọc để lộ ra bên ngoài, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, phản xạ lên ánh hồng hấp dẫn, đặc biệt là đôi chân dài thon thả đồng đều càng toát ra sức hấp dẫn chết người. Đường Đường xõa tóc dài ngang vai, khuôn mặt mang theo nụ cười, hai chân khép chặt, cầm theo một chiếc túi xách nhỏ màu gạo, nhìn vô cùng thục nữ. Nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Dương Tiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường ửng đỏ, anh dễ, em đêm nay có xinh đẹp không? Xinh đẹp, Dương Tiêu dừng xe lại sau đó thành thật gật đầu thừa nhận. Thật sao, Đường Đường tràn ngập hy vọng nói. Dương Tiêu lại lần nữa thành thật gật đầu, đúng vậy, vô cùng xinh đẹp, giống như trích tiên hạ phàm vậy. Được Dương Tiêu khen ngợi, trong lòng Đường Đường giếng như ăn phải mật vô cùng ngọt ngào. Cô liền ôm lấy cánh tay Dương Tiêu giảo hoạt nở nụ cười, anh rẻ, mặc dù em hiện tại đã trở thành người con gái nghe những lời ái muội đã không còn đỏ mặt nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, vẫn muốn một lần vì anh mà mặc áo đầm trắng. Lời này của cô, khiến cho toàn thân Dương Tiêu lập tức cứng lại. Lời này, rốt cuộc có ý gì? Trong đầu Dương Tiêu bất giác nảy ra một suy nghĩ to gan,
Đường Đường này không phải sẽ thích mình rồi chứ? Nếu không, dựa theo tính cách tùy tiện của cô, tuyệt đối sẽ không trang điểm bản thân thành dạng thục nữ như thế nào. Trong lòng Đường Đường cũng đã dẫn vặt rất lâu, quyết định có nên bước đầu dò thám Dương Tiêu hay không. Chị gái, xin lỗi, em nghĩ em thật sự đã thích anh dễ rồi. Hơn nữa, những năm nay hai người đều không có làm chuyện vợ chồng, cũng đủ chứng minh rằng tình cảm hai người lúc riêng tư có điểm bất hòa. Dù cho trong lòng Đường Đường chịu dày vò không gì sánh bằng, nhưng cô vẫn có xúc động muốn tiến một bước dò thám thử. Không còn cách nào khác, đối với Đường Đường lúc này vẫn còn trong giai đoạn tình đầu e ấp, xúc động khi thích Dương Tiêu đã chiến thắng tất cả lý trí của cô. Nếu như cô không dũng cảm dò thám thử, có lẽ cô sẽ hối hận cả đời này. Dương Tiêu lúc này xoa đầu cô sau đó kỳ quái hỏi, con bé này, không sốt. Như thế nào lại ăn nói bậy bạ rồi? Nhìn thấy phản ứng của Dương Tiêu, trong lòng Đường Đường tràn ngập cô đơn, cô gượng cười nói, anh dễ, anh đang nghĩ gì vậy? Em chỉ đùa giỡn với anh mà thôi. Anh có biết cái gì gọi là trò camera ẩn chỉnh người khác hay không? Trò camera ẩn chỉnh người khác, Dương Tiêu cả khuôn mặt không tin tưởng lặp lại. Nghi Đường Đường không dám nhìn trực tiếp vào mắt hắn, một lần nữa kiên định nói, đúng vậy. Chúng em hiện tại vô cùng phổ biến trò chơi châm chọc nam sinh, nếu không tin anh có thể đến trường học hỏi thăm một chút. Dương Tiêu dở khóc dở cười nói, con bé này, em phải chú ý một chút, nếu như người khác thật sự hiểu lầm em có ý gì với họ thì sao, nếu như em nói đây chỉ là trò camera ẩn, vậy thì ngượng ngùng cho cả hai rồi. Đường Đường cắn nhẹ môi, đột nhiên nhìn Dương Tiêu hỏi, anh dễ, nếu như vừa rồi không phải là camera ẩn thì anh sẽ như thế nào? Nhìn thấy phản ứng của Đường Đường, Dương Tiêu lập tức hoảng hốt không thôi, hắn như thế nào cũng không ngờ được rằng Đường Đường vậy mà lại đặt ra câu hỏi như vậy. Nếu như Đường Đường thật sự thích hắn, vậy thì Dương Tiêu nhức đầu rồi đây. Dù sao, Đường Đường cũng là em gái ruột của Đường Mộc Tuyết, là em vợ của mình, loại tình tiết cầu huyết trong thể loại phim gia đình như thế này tại sao lại xuất hiện ở ngoài đời chứ? Hơn nữa, Dương Tiêu là một người chung thủy trong chuyện tình cảm, hắn nhất định sẽ không chấp nhận tình cảm này. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen, Dương Tiêu cho rằng bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Trong 5 năm nay, Đường Đường đối với bản thân chán ghét cực kỳ, đây nhất định đang muốn chỉnh mình một phen, kiểm tra xem bản thân hắn có chung thủy với Đường Mộc Tuyết hay không đây. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng nói, con bé này, em cứ yên tâm đi, toàn bộ tâm trí của anh đều đặt trên người chị em, tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì có lỗi với Mộc Tuyết. Sau khi nghe được câu trả lời của hắn, Đường Đường càng cảm thấy cô đơn. Cô thật sự không nghĩ rằng Dương Tiêu lại cho rằng bản thân mình nói những lời này chính là đang khảo nghiệm tình cảm của hắn và chị gái. Trong lòng thở dài một hơi, Đường Đường vô cùng bất lực. Không lẽ tình cảnh bản thân mình lúc này giống như câu nói xa xưa kia hay sao? Một bại cho lý tưởng phù phiếm thuở thiếu thời, hai bại cho thời thanh xuân không hiểu chữ tình, ba bại cho hiện thực tàn khốc tang thương, tựa như kẻ niên thiếu không chờ kịp mùa hè quay về. Thiêu thân rõ ràng biết ngọn lửa đỏ đốt nó tan thành cho bụi, nhưng vẫn kiên quyết chọn thiêu thân lao đầu vào lửa. Bản thân yêu thích anh dễ của mình, rốt cuộc là đúng hay sai? Nhằm mục đích không khiến cho Dương Tiêu suy nghĩ quá nhiều, Đường Đường miễn cưỡng nở nụ cười, cô mỉm cười nói, anh dễ, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày gì? Dương Tiêu kinh ngạc hỏi. Đường Đường có chút tức giận nói, hôm nay là sinh nhật của em, không lẽ anh không nhớ hay sao? Sinh nhật, Dương Tiêu có chút sở khóc sở cười, chuyện này cũng đừng nhắc đến, hắn quả thật không nhớ kỹ ngày sinh của Đường Đường, hắn chỉ biết cô đại khái sinh vào tháng mấy, nhưng không biết thời gian cụ là ngày tháng nào. Kết hôn 5 năm nay, Dương Tiêu đến sinh nhật của bản thân cũng suýt đem vào quên lãng. 5 năm nay, Dương Tiêu cũng chưa từng một lần trải qua sinh nhật Đường Mộc Tuyết cũng vậy, ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ cũng không tổ chức, mỗi năm khi đến những ngày đặc biệt, đều bình thường trôi qua, không chút gợn sóng. Đúng vậy, hôm nay chính là sinh nhật của em mấy năm năm nay chưa được tổ chức sinh nhật lần nào. Đường Đường có chút ủ rũ chán trường lên tiếng. Dương Tiêu dùng mắt đánh giá Đường Đường một chút, ánh mắt khóa chặt trên chiếc túi màu gạo của cô, sau đó nói, đi thôi, anh dễ tặng em một món quà. Túi xách tay của Đường Đường cũng đã vô cùng cũ kỹ rồi, phía trên còn có dấu vết phai màu cùng chóc lớp da bên trên. Nếu như Dương Tiêu nhớ không lầm thì chính là do Đường Mộc Tuyết 3 năm trước không sử dụng nữa liền đưa lại cho Đường Đường. Thật không nghĩ đến con bé này có thể sử dụng một chiếc túi sách, có thể dùng đến 3 năm, cũ đến mức này cũng không nỡ vứt đi. Dương Tiêu thốn thức không thôi, đứa trẻ nhà nghèo sớm trưởng thành,
câu nói này quả thật không siêu. Đường Đường vì không muốn tăng thêm áp lực cho gia đình, luôn ở bên ngoài kiếm việc làm thêm, bản thân tự lo lấy học phí cùng tiền sinh hoạt hàng ngày, là một cô gái sống vô cùng độc lập. Thật sao? Đường Đường vô cùng mong chờ. Dương Tiêu trịnh trọng gật đầu, tất nhiên. Tốt quá, Đường Đường kích động suýt chút nữa nhảy lên. Dù sao buổi họp lớp cũng vừa mới bắt đầu, cô cũng không gấp gáp chút giây phút này. Dương Tiêu dẫn Đường Đường đến một trung tâm thương mại đất đỏ nhất tại thành phố Trung Nguyên, sau khi bước vào một cửa hàng liền nói, thích cái thì tặng cho em cái đó, cứ tự nhiên chọn. Cửa hàng này chính là cửa hàng túi sách Hermes nổi tiếng trên thế giới. Bước vào cửa tiệm này Đường Đường há hốc miệng kinh ngạc, anh chấm ans dễ, anh không đến sai nơi chứ. Đường Đường trợn mắt ngạc nhiên nói. Phải biết rằng giá một chiếc túi sách Hermes không phải tầm thường, một chiếc túi sách cũng phải đến vài chục ngàn, cô không thể nào mua nổi đâu. Dương Tiêu sủng nịch nói, tất nhiên là không đến sai nơi rồi, cứ tự nhiên chọn, đừng khách sáo. Anh dễ có tiền. Anh dễ trúng vé số sao? Đường Đường có chút không tin được lên tiếng hỏi. Dương Tiêu biết rằng Đường Đường nhất thời không cách nào tiếp nhận được chuyện này, nên hắn chỉ có thể trịnh trọng gật đầu nói. Không sai, anh dễ trúng vé số, nên mua cho em một chiếc túi sách cũng không có vấn đề gì. Nếu như không nói như vậy, e rằng con bé tự lập như Đường Đường khẳng định sẽ kéo hắn nhanh chóng chạy khỏi đây. Đường Đường nghi ngờ nhìn sang Dương Tiêu, hắn chỉ mỉm cười nói, đừng quên rằng trước đây anh cũng đã mua tặng chị gái em một chiếc váy, anh dễ không thiếu tiền. Nên em cứ tùy tiện chọn cho mình một chiếc túi sách. Sau khi xác định được Dương Tiêu không giống như đang nói đùa, Đường Đường lúc này kích động gật đầu. Phụ nữ đối với túi sách hàng hiệu, mỹ phẩm căn bản không có khả năng kháng cự, giống như đàn ông thích quần áo hàng hiệu vậy. Người có tiền thì thích Armani, Versace, kẻ không tiền thì thích Nike, Adidas. Đường Đường sớm đã muốn đổi một chiếc túi khác, nhưng không muốn xài tiền lung tung cho nên chỉ đành nhẫn nhịn xúc động muốn mua sắm lại. Đến hôm nay, Dương Tiêu lại muốn tặng cho mình làm quà sinh nhật, Đường Đường thật sự vui mừng không thôi. Liếc mắt nhìn giá tiền, Đường Đường kinh ngạc thốt lên, như vậy mà đến vài chục ngàn, có kiểu túi sách giá lên đến vài trăm ngàn, như vậy cũng mắc quá đi. So với việc đi cướp ngân hàng thì có gì khác biệt? Nghe câu nói này của Đường Đường, một nữ nhân viên bán ẻ không sai, anh dễ trúng vé số, nên mua cho em một chiếc túi sách cũng không có vấn đề gì. Nếu như không nói như vậy, e rằng con bé tự lập như Đường Đường khẳng định sẽ kéo hắn nhanh chóng chạy khỏi đây. Đường Đường nghi ngờ nhìn sang Dương Tiêu, hắn chỉ mỉm cười nói, đừng quên rằng trước đây anh cũng đã mua tặng chị gái em một chiếc váy, anh dễ không thiếu tiền, nên em cứ tùy tiện chọn cho mình một chiếc túi sách. Sau khi xác định được Dương Tiêu không giống như đang nói đùa, Đường Đường lúc này kích động gật đầu. Phụ nữ đối với túi sách hàng hiệu, mỹ phẩm căn bản không có khả năng kháng cự, giống như đàn ông thích quần áo hàng hiệu vậy. Người có tiền thì thích Armani, Versace, kẻ không tiền thì thích Nike, Adidas. Đường Đường sớm đã muốn đổi một chiếc túi khác, nhưng không muốn xài tiền lung tung cho nên chỉ đành nhẫn nhịn xúc động muốn mua sắm lại. Đến hôm nay, Dương Tiêu lại muốn tặng cho mình làm quà sinh nhật, Đường Đường thật sự vui mừng không thôi. Liếc mắt nhìn giá tiền, Đường Đường kinh ngạc thốt lên, như vậy mà đến vài chục ngàn, có kiểu túi sách giá lên đến vài trăm ngàn, như vậy cũng mắc quá đi. So với việc đi cướp ngân hàng thì có gì khác biệt? Nghe câu nói này của Đường Đường, một nữ nhân viên bán ỉ hàng liền kinh thường nhìn cô, lập tức gắn mác kẻ nghèo hèn lên người cô. Đam mỹ hài. Lại tiếp tục liếc mắt nhìn chiếc váy trắng trên người Đường Đường, đây là kiểu lỗi mốt của mấy năm trước, lại nhìn sang chiếc túi sách cô đang đeo, trên mặt túi cũng đã sờn cả da. Lúc này lại nhìn sang Dương Tiêu, trên người hắn từ trên xuống dưới tuyệt đối không vượt quá 200 đồng. Nội tâm của nữ nhân viên bán hàng này khinh thường vô cùng. Hai tên nghèo khổ vậy mà cũng dám bước vào tiệm túi sách cao cấp như vậy, thật là tức cười chết đi được. Âu âu chiếc túi sách này em thích, đôi mắt xinh đẹp của Đường Đường giống như phát hiện ra đại lục mới, cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên một chiếc túi sách màu hồng nhạt. Ngay khi Đường Đường chuẩn bị lấy xuống để thử xem, thì một giọng nói khinh thường vang lên, mau dừng tay cho tôi. Có biết đây là mẫu hot nhất trên thị trường hiện nay hay không? Một chiếc túi trị giá đến mấy trăm ngàn, nếu làm dơ rồi cô có đền nổi không? Hả, bị nhân viên bán hàng giáo huấn một trận, Đường Đường hoa dung thất sắc, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp có chút hoảng hốt. Chiếc túi sách này vậy mà lại trị giá đến vài trăm ngàn, nếu thật sự do bản thân làm dơ, vậy thì cô đúng là không đủ tiền đền. Mấy trăm ngàn đối với Đường Đường mà nói, không khác gì một dãy số thiên văn.
Nữ nhân viên bán hàng liếc mắt nhìn cô nhếch mép cười lạnh nói, cô bé này, nơi này không phải là nơi cô nên đến đâu, có biết nơi này chính là cửa hàng túi sách chính hãng của nhãn hiệu túi sách Hermes, tùy tiện lấy ra một chiếc túi cũng phải đến vài chục ngàn, quần áo trên người cô cộng lại cũng không quá 100 đồng đi. Bị nữ nhân viên bán hàng sỉ nhục, nước mắt ủy khuất của Đường Đường như muốn chảy xuống. Chiếc váy này của cô quả thực là nhặt lại từ chỗ chị gái Đường Mộc Tuyết, còn đôi giày này là do cô mua hàng giảm giá 19.9 tệ, từ trên xuống dưới quần áo cộng lại quả thật chưa vượt quá 100 đồng. Cũng vì trong nhà nghèo khổ, nên từ nhỏ Đường Đường đã vô cùng tự ti. Hiện tại lại bị người khác lấy ra châm chọc, trong lòng cô vô cùng thương tâm. Hôm nay rõ ràng là sinh nhật của mình, vậy mà lại bị người khác xem thường, nước mắt rất nhanh liền tuôn rơi. Nữ nhân viên bán hàng tiếp tục cười lạnh nói, là ai cho cô dũng khí để bước vào đây? Là Lương Tịnh Như sao? Đường Đường bị giáo huấn, sắc mặt Dương Tiêu trong chốc lát liền trở nên khó coi, cô làm sao biết chúng tôi không mua nồi? Không lẽ mặc quần áo đơn giản một chút liền bị người khác xem thường sao? Cô phục vụ khách hàng như vậy sao? Mau xin lỗi, nhất định phải xin lỗi. Liếc mắt nhìn sang Dương Tiêu, nữ nhân viên sắc mặt kiêu ngạo nói, xin lỗi. Dựa vào cái gì mà muốn tôi xin lỗi? Không lẽ những lời tôi nói có gì sai hay sao? Còn có anh nữa, vừa rồi là do anh dẫn cô bé này vào đây đúng không? Là ai cho anh tự tin bước vào nơi này chứ? Lừa gạt nữ sinh đến nơi cao cấp như vậy, có mắt mặt hay không? Trong mắt cô, Dương Tiêu chính là đang lừa gạt nữ sinh lên giường, nên đặc biệt dẫn đến nơi này để tiện lừa gạt. Trên thực tế, cô có thể nhận ra, Dương Tiêu chỉ mang Đường Đường đến đây dạo chơi mà thôi, không hề có ý định mua túi sách, dạng người chuyên dẫn dắt các nữ sinh đến xem nhưng tuyệt không mua hàng cô cũng đã gặp nhiều rồi. Hơn nữa, bản thân cô là nhân viên bán hàng của cửa hàng này, bọn họ từ trước đến nay luôn mắt để trên đỉnh đầu. Có những người quả thật là người có tiền, nhưng có những kẻ chính là kẻ nghèo hèn. Bọn họ chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra được. Dương Tiêu cũng hiểu rõ, nhưng nhân viên bán hàng ở các cửa hàng nổi tiếng này, kẻ nào cũng mắt để trên đầu, không để người khác vào mắt. Nếu như bạn có tiền có quyền, thì bọn họ sẽ xem bạn như đại gia, còn nếu như bạn thứ gì cũng không có, vậy thì bọn họ hận không thể hung hăng đạp bạn xuống dưới chân. Trên thực tế, tiền lương của những nhân viên bán hàng ở các cửa hàng cao cấp này cũng không được bao nhiêu. Nếu bản thân họ muốn mua một chiếc túi cao cấp thì ít nhất cũng phải bỏ ra nửa năm cho đến một năm tiền lương. Nhưng cũng vì bọn họ đều làm việc ở nơi này, lâu ngày hình thành nên bệnh mắt chó nhìn người, giống như bản thân bọn họ cũng vô cùng cao quý vậy. Sắc mặt Dương Tiêu dần tối sầm lại, nhân viên nữ này tiếp tục châm chọc nói, cô bé này, tôi xem ra cô đã bị người đàn ông này lừa gạt rồi. Đối với loại người nghèo nàn như thế này làm sao có thể mua được cho cô túi sách hàng hiệu chứ? Mau tỉnh lại đi, đừng nằm mơ nữa ồ. Anh chấm ANSZ, cả khuôn mặt Đường Đường bi phẫn nắm chặt lấy cánh tay của Dương Tiêu. Khi nghe lời này của Đường Đường, nữ nhân viên bán hàng lập tức châm chọc nói, yo. Tên lừa gạt này, thì ra cô bé này chính là em vợ của cậu, sau lưng vợ mình lại cùng em vợ ra ngoài làm bậy bạ, không lẽ cậu không sợ vợ mình phát hiện sẽ đánh chết cậu hay sao? Sau đó cô ta nhìn sang Đường Đường nói, chậc chậc. Còn nhỏ tuổi như vậy không chăm chỉ học hành, vậy mà lại ở bên ngoài cùng anh rể làm chuyện bậy bạ, có biết xấu hổ hay không? Thật sự là vứt sạch mặt mũi nữ giới của chúng ta mà. Cô ăn nói bậy bạ. Đường Đường tức đến mức muốn bật khóc. Chị Lưu, có chuyện gì sao? Chính ngay lúc này, một cô gái trang điểm lộng lẫy bước vào bên trong cửa tiệm. Cô gái này nhìn như thế nào cũng chỉ khoảng 24, 25 tuổi mà thôi, trang điểm tinh xảo, nếu như dạo bước trên đường cũng được xem như một mỹ nữ tiêu chuẩn. Có điều, nhan sắc này nếu so với Đường Đường thiên sinh lệ chất, trong nhất thời liền bị nhan sắc Đường Đường đánh bại. Nữ nhân viên bán hàng cười nhạt sau đó nhìn sang người con gái đó giải thích, chính là hai kẻ nghèo nát mồng tơi này, vậy mà lại dám đến đây giả vờ đại gia, thật sự là nực cười chết mắt. Người con gái đó lúc này cũng liếc mắt nhìn sang Dương Tiêu và Đường Đường, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét khinh thường nồng đậm. Quần áo khoác trên người cô ta chính là những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, mỹ phẩm dùng trên mặt cũng là sản phẩm xa xỉ nổi tiếng thế giới. Người con gái ấy cười khinh thường, sau đó quay sang nhìn nữ nhân viên bán hàng nói, chị Lưu, tôi nhờ chị giữ lại chiếc túi sách đó vẫn còn chứ. Nữ nhân viên bán hàng cười nịnh nọt nói, Vương Tiểu Thư xem cô nói kìa, chỉ cần là sản phẩm cô muốn nhất định sẽ có. Đây cũng là sản phẩm cuối cùng, tôi lập tức gói lại cho cô.
vậy thì tốt, người con gái ấy lại lần nữa liếc mắt nhìn sang Dương Tiêu, cả khuôn mặt đầy vẻ châm chọc. Hơn nữa chiếc túi sách mà cô gái này nhìn chúng chính là chiếc túi sách màu hồng mà Đường Đường thích. Dương Tiêu trầm giọng nói, chiếc túi sách này là do chúng tôi nhìn thấy trước. Tôi muốn chiếc túi sách này rồi. Lời này khiến cho nữ nhân viên bán hàng cùng cô gái kia đều quay lại ngước nhìn Dương Tiêu, trên mặt tràn ngập sự khinh thường. Nữ nhân viên bán hàng vênh váo hống hách nói, thả dám. Chiếc túi sách này rõ ràng là đã được Vương Tiểu Thư đặt hàng trước, như thế nào lại trở thành thứ mà anh nhìn chúng? Dương Tiêu cười châm chọc nói, nếu như đã là sản phẩm đặt trước, vậy tại sao cô còn sắp xếp lên kệ hàng? Nếu như đã xếp lên kệ hàng, tất nhiên chính là muốn bán cho người khác, lời tôi nói có đạo lý hay không? Bị Dương Tiêu chất vấn, nữ nhân viên bán hàng nhất thời không còn lời nào để nói. Vương Tiểu Thư này quả thực đã đặt trước, nhưng vị Vương Tiểu Thư này thật ra chỉ là tiểu tam của người khác, nữ nhân viên bán hàng cũng sợ cô ta sẽ không đến mua hàng, nên đã đem chiếc túi này đặt lên trên kệ hàng cho các khách hàng khác có cơ hội mua, cũng chính là phòng trường hợp Vương Tiểu Thư này không đến dẫn đến chiếc túi này bỏ lỡ thời cơ tiêu thụ tốt nhất. Hiện tại, Vương Tiểu Thư đã đến, cô ta tất nhiên sẽ đứng về phía Vương Tiểu Thư, căn bản sẽ không hướng về Dương Tiêu. Nữ nhân viên bán hàng cười lạnh nói, đây là cửa hàng của tôi muốn đặt ở đâu thì cứ đặt ở đó, liên quan gì đến anh? Dương Tiêu làm sao có thể dễ dàng nhường nhịn cho nữ nhân viên bán hàng này tiếp tục kiêu ngạo hồng hách được chứ? Coi thường hắn thì cũng bỏ qua đi, vậy mà lại ngay trong sinh nhật của Đường Đường sỉ nhục con bé, chuyện này Dương Tiêu không cách nào nhẫn nhịn được. Hơn nữa Đường Đường vô cùng thích chiếc túi này cho nên hôm nay hắn nhất định phải đoạt được nó. Dương Tiêu lạnh lùng nói, vậy sao? Thì ra còn có cách nói như vậy sao? Nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi gọi điện thoại khiếu nại, xem thử rốt cuộc có phải giống như những gì cô vừa nói hay không. Lời này của Dương Tiêu, khiến cho nữ nhân viên bán hàng tức điên lên, nếu như tên nghèo nàn này khiếu nại lên trên, thì cô không tránh được việc bị chủ quản mắng cho một trận. Nữ nhân viên bán hàng lập tức nổi giận tại chỗ nói, được lắm tên nghèo hèn này, cậu dám uy hiếp tôi. Đường Đường không muốn khiến chuyện này càng náo loạn càng lớn, cô liền kéo Dương Tiêu sợ sệt nói. Anh dễ bỏ đi, chúng ta đi thôi. Có nghe thấy không, còn không nhanh chóng biến đi. Nữ nhân viên bán hàng cho rằng Đường Đường sợ hãi, nên liền giễu võ Dương Oai nói. Dương Tiêu dịu dàng nói, không sao, có anh dễ ở đây, không có ai có thể ức hiếp được y mồ. Nghe câu nói này của hắn, trái tim Đường Đường như dâng lên một dòng nước ấm, ánh mắt khi nhìn Dương Tiêu tràn ngập tình yêu cùng sự hâm mộ. Những năm nay, cô đều một mình ở bên ngoài tự lực cánh sinh. Cũng là lần đầu tiên có người bảo vệ, cảm giác này thật sự rất tốt. Dương Tiêu nhìn nữ nhân viên bán hàng nghiêm túc nói, tôi nói lại lần cuối cùng, chiếc túi sách này chúng tôi nhất định muốn lấy, ngoài ra cô cũng phải xin lỗi chúng tôi, nếu không tôi cũng không để ý đến việc khiếu nại cô đâu, để cô mất công việc này. Bị Dương Tiêu uy hiếp, nữ nhân viên bán hàng tức đến mức lỗ mũi muốn xì khói nói, cậu dám uy hiếp bà đây. Bà đây chính là phó cửa hàng, cậu dám đuổi việc tôi. Cậu như thế nào lại lợi hại như vậy? Phó cửa hàng, tôi còn cho rằng cả cửa hàng này đều là của cô chứ? Dương Tiêu khinh bỉ nói. Vương Tiểu Thư lúc này khinh thường nhìn Dương Tiêu nói anh muốn chiếc túi sách này, vậy anh có đủ tiền mua không? Cảm nhận được ý khinh thường từ vị Vương Tiểu Thư này, Dương Tiêu lạnh lùng nói, đừng nói là một chiếc túi sách, cho dù cả cửa hàng này tôi cũng có thể mua được. Cái gì, mua cả cửa hàng? Lời này vừa thốt ra. Nữ nhân viên bán hàng cùng vị Vương Tiểu Thư kia đều kinh ngạc không thôi. Sau khi khôi phục tinh thần, nữ nhân viên bán hàng liền khinh thường nói, được. Có bản lĩnh thì cậu cứ mua lại, đừng giống như kẻ vô dụng khiến tôi coi thường cậu. Ngay giây phút này, cả khuôn mặt nữ nhân viên bán hàng dần trở nên lạnh lùng, giống như Dương Tiêu chính là một thằng hề chỉ chuyên nói khoác lác, còn những lời vừa rồi chỉ là bốc phét mà thôi. Đường Đường trừng mắt kinh ngạc. Cô không thể ngờ rằng Dương Tiêu như vậy lại có thể nói ra những lời như vậy. Mua cả cửa hàng, như vậy thì phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Đây dù sao cũng là cửa hàng túi sách Hermes, nếu không nể mặt mà nói, toàn bộ túi sách ở cửa hàng này cộng lại cũng ít nhất phải vài triệu không lệch đi đâu được. Vương Tiểu Thư châm chọc nói, khẩu khí cũng lớn lắm, anh có biết toàn bộ sản phẩm của cửa hàng này trị giá bao nhiêu tiền không? Nếu anh lợi hại như vậy, sao không lên trời sánh vai cùng mặt trời đi? Trong mắt của Vương Tiểu Thư, Dương Tiêu không những là một tên quỷ nghèo nàn còn là một tên quỷ nghèo nàn thích bốc phét. Dương Tiêu lạnh nhạt nói, được, tôi nói sẽ mua toàn bộ cửa hàng chính là mua toàn bộ.
các người có thể kiểm đếm hàng hóa kết toán được rồi. Dương Tiêu tức giận, hắn thật sự đã bị đám người nhìn thấy lợi ích liền mờ mắt này chọc tức giận. Hôm nay hắn nhất định phải mua lại toàn bộ túi sách trong cửa hàng này để cho đám nịnh hót này sáng mắt ra. Anh Dễ, đừng làm chuyện bậy bạ. Đường Đường vội vàng kéo tay Dương Tiêu ngăn cản. Nếu như Dương Tiêu thật sự không có cách nào thanh toán, vậy thì đợi lát nữa sẽ mắt mặt cho mà xem, có khả năng bọn họ sẽ bị buộc tội cố ý gây sự tại trung tâm thương mại, sau đó bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Đường Đường, nữ nhân viên liền biết rằng Dương Tiêu chính là đang ra vẻ phô trương thanh thế. Nếu đã như vậy thì cô cũng dự định cho Dương Tiêu chút sắc mặt. Rất nhanh, tất cả các túi sách trong cửa hàng đã hoàn tất việc kiểm đếm, nữ nhân viên bán hàng liền cười khinh thường nói, tổng cộng 5.640.000. 5.640.000. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Đường Đường lập tức hiện lên nét kinh ngạc. Vài trăm ngàn đối với Đường Đường mà nói đã là một dãy số thiên văn rồi chứ đừng nói đến 5 triệu mấy trăm ngàn. Nhìn khuôn mặt nghi ngờ của Dương Tiêu, nữ nhân viên bán hàng liền châm chọc vài câu, như thế nào? Bốc phét khắp trời không cách nào thu xếp tàn cục được đúng không? Nếu như hôm nay cậu không thanh toán được, vậy thì lát nữa tôi sẽ kêu bảo vệ khu thương mại đem hai người các người vứt ra ngoài. Chậc chậc, không có tiền còn giả vò làm đại gia cái gì chứ? Nghèo nàn chính là nghèo nàn, khiêm tốn một chút có được không? Vương Tiểu Thư châm chọc nói. Giống như trong mắt bọn họ Dương Tiêu chính là một người đàn ông vô dụng, chỉ có thể đi ra ngoài gây chuyện mất mặt mà thôi. Dương Tiêu không chút chần chừ, sờ vào trong túi áo lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nói, quẹt thẻ. Được, quẹt thẻ thì cứ quẹt thẻ. Nữ nhân viên bán hàng đã cho rằng Dương Tiêu chính là chết đến nơi vẫn cứng miệng. Đợi lát nữa khi không thanh toán được, cô nhất định khiến cho Dương Tiêu khó coi. Điều khiến nữ nhân viên bán hàng không cách nào bình tĩnh được chính là Dương Tiêu vậy mà lại không chút biến sắc, giống như không chút hoảng hốt, hơn nữa vô cùng phối hợp. Vui lòng nhập mật mã, nữ nhân viên bán hàng châm chọc nói. Nhìn Dương Tiêu chỉ khiến cô khinh thường cực kỳ, giả vờ cái gì chứ, đợi lát nữa sau khi nhập mật mã giao dịch không thành công thì tôi xem anh sẽ làm như thế nào. Khuôn mặt Vương Tiểu Thư tràn ngập ý xem trò vui, giống như đang chờ giây phút Dương Tiêu xấu mặt vậy. Tí chi sau đó, khung cảnh khiến cho hai người bọn họ trừng mắt nhìn chính là, vậy mà lại là giao dịch thành công, biên lai từ từ xuất hiện. Bùm! Trừng mắt nhìn biên lai đang được in ra, nữ nhân viên bán hàng cùng Vương Tiểu Thư đang chờ xem trò vui như sét đánh giữa trời quang, cả hai lập tức chết sững. Giao dịch thành công rồi sao? Người đàn ông vô dụng này vậy mà lại thật sự có hơn 5 triệu trong tay sao? Chuyện này làm sao có thể? Trong nhất thời, cả hai người phụ nữ đều hoảng loạn, phải nói là hoảng loạn vô cùng. Đường Đường cũng ngây người, cô khó lòng tin Đường mà nhìn Dương Tiêu, không nghĩ rằng hắn vậy mà không tiếc tiền mua toàn bộ túi sách có trong cửa hàng này. Vương Tiểu Thư nghẹn họng nhìn chân chối nói, tên nghèo nàn này thật sự đã của toàn bộ cửa hàng sao? Tên nghèo nàn, Tú Tú. Em đang nói ai là tên nghèo nàn. Vào giây phút kế tiếp, một người đàn ông trung niên mặc áo vest bước vào trong cửa hàng, nhìn thoáng qua liền biết được đây chính là nhân sĩ có sự nghiệp thành công tiêu chuẩn. Người đàn ông này vừa bước vào cửa hàng, mi mắt liền điên cuồng giật nảy, ánh mắt nhìn Dương Tiêu giống như nhìn thấy quỷ. Người đến quả thực là người quen, chính là người sáng này Dương Tiêu vì nể mặt Kim Bàng Tử mà không gây phiền phức cho ông ta. Lưu Chính Lâm trừng mắt nhìn Dương Tiêu. Sau đó nhìn sang Vương Tiểu Thư, Vương Tú Tú, em dám nói Dương tiên sinh đây là tên nghèo nàn hay sao? Vương Tiểu Thư này tên đầy đủ là Vương Tú Tú, là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, cô đã làm vợ bé cho Lưu Chính Lâm cũng gần được một năm. Trong một năm được bao nuôi, Lưu Chính Lâm đã tiêu tốn rất nhiều tiền cho cô ta, đồ dùng đều là những sản phẩm xa xỉ trên thế giới, nuôi dưỡng ra tính cách không để bất cứ ai vào trong mắt. Bị Lưu Chính Lâm chất vấn, Vương Tú Tú kỳ quái lên tiếng, Chính Lâm. Không lẽ tên nhóc này không phải một kẻ nghèo nàn hay sao? Nghe thấy chính miệng Vương Tú Tú sỉ nhục Vương Tiêu là tên nghèo hàn, Lưu Chính Lâm lúc này có chút xúc động muốn giết chết cô ngay lập tức. Mẹ nó, cô mẹ nó sỉ nhục ai không được, tại sao cứ phải là Dương Tiêu, cô chính là muốn hại chết tôi hay sao? Chỉ vừa mới vào buổi sáng hôm nay, ông đã triệt để biết được Dương Tiêu rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cổ soái nhân vật đứng đầu ở vùng đất xám Trung Nguyên cung kính lễ phép với Dương Tiêu. Đến cả ông chủ của ông Kim Đại Trung cũng xưng huynh gọi đệ với hắn ta. Loại người này làm sao có thể là kẻ nghèo nàn được chứ? Cô cũng đừng có kể chuyện cười quốc tế cho hắn nghe chứ.
Dương Tiêu ngược lại có hứng thú nói, Lưu tiên sinh này, xem ra ông gừng càng già càng cay, không biết Lưu phu nhân sau khi biết chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào đây? Lưu Chính Lâm toát mồ hôi lạnh, nếu như vợ của ông ta biết được ông ở bên ngoài nuôi người tính, nhất định sẽ giết ông ta, chuyện này quả thật có thể xảy ra. Chuyện này người không biết không có tội, Dương tiên sinh ngài tuyệt đối đừng để ý đến, Tú Tú còn không mau đến xin lỗi Dương tiên sinh đây. Lưu Chính Lâm gấp gáp hối thúc. Vương Tú Tú có mặt lập tức chết sững, Dương tiên sinh sao? Tên này không phải là kẻ nghèo nàn vừa rồi sao? Muốn em xin lỗi hắn hay sao? Nghĩ đến việc phải xin lỗi một tên nghèo nàn, Vương Tú Tú vô cùng không tình nguyện. Nhìn thấy động tác lề mề của Vương Tú Tú, Lưu Chính Lâm lập tức hung hăng tát thẳng lên mặt cô ta. Chát! Một âm thanh thanh thúy chói tai vang lên, Vương Tú Tú không kịp phản ứng, cả người liền lập tức té ngã trên nền đất, một bên mặt nhanh chóng ửng đỏ. Ôm chặt một bên má, Vương Tú Tú không tin được nhìn Lưu Chính Lâm, Chính Lâm, tên tiểu tử này không phải là một tên nghèo nàn sao? Anh vậy mà vì một tên nghèo rách nát đánh em, không lẽ tên tiểu tử này chính là con riêng của anh hay sao? Con riêng, lời này lập tức chọc giận đến Lưu Chính Lâm. Đây rõ ràng không phải là đang sỉ nhục Dương Tiêu hay sao? Nếu như Dương Tiêu cố tình làm khó, vậy thì ông cũng không có cách nào chống đỡ được. Cô cái đồ tiện nhân này đang ăn nói bậy bạ gì vậy chứ? Dám khinh thường Dương tiên sinh, tôi mẹ nó phải đá chết cô. Lưu Chính Lâm sắc mặt nghiêm trọng, liên tiếp tung ra từng cú đá, đá thẳng lên thân thể của Vương Tú Tú. Vương Tú Tú chỗ nào dám phản kháng chứ, liền bị Lưu Chính Lâm đá đến mức toàn thân đầy vết thương. Lưu Chính Lâm khó khăn nuốt một ngụm nước miếng sau đó đến trước mặt Dương Tiêu nịnh nọt nói, Dương tiên sinh, chuyện này không hề liên quan đến tôi, tất cả đều do tiện nhân này có mắt không tròng, hơn nữa tôi cùng tiện nhân này không hề có chút quan hệ nào với nhau, ngài muốn xử lý cô ta như thế nào cũng không thành vấn đề. Cái gì, không hề chút quan hệ nào với mình? Chính Lâm, anh chấm ANS không cần em nữa rồi sao? Vương Tú Tú triệt để hoảng hốt không biết nên làm như thế nào. Vương Chính Lâm hiện tại hận không thể lập tức đánh chết đồ ngu ngốc Vương Tú Tú này, ông tuyệt tình lên tiếng, tôi con bà nó có quen biết với cô sao? Cút, sau này cút khỏi tầm mắt của tôi, đừng để tôi phải nhìn thấy cô, nếu không gặp một lần đánh một lần. Lời này vừa nói ra, Vương Tú Tú triệt để ngây người rồi, ruột gan cũng bầm tím cả lên. Khi nhìn sang Dương Tiêu, trên khuôn mặt cô hiện lên nét hoảng sợ cùng hồi hận, sớm biết như vậy, bản thân tuyệt đối sẽ không dùng mắt chó để xem thường người khác nữa. Nữ nhân viên bán hàng cũng ngây người, ánh mắt nhìn Dương Tiêu cũng tràn ngập sự kiêng kỵ rõ rệt. Tên tiểu tử này có lai lịch như thế nào chứ, vậy mà có thể khiến cho Lưu Chính Lâm giá trị cả chục triệu phải kiêng kỵ như vậy. Không lẽ đây chính là con cháu của gia tộc lớn nào, hôm nay đặc biệt cố ý ăn mặc bình thường ra ngoài giả heo ăn thịt hổ hay sao? Nghĩ đến đây, một cỗ khí lạnh từ dưới gót chân xông thẳng lên trên tận não. Ồ, Dương tiên sinh, tại sao cậu lại có mặt ở đây? Tiếp theo đó, gia chủ của cung gia tộc lớn mạnh nhất Trung Nguyên, cung danh tình cỏ đi ngang thì phát hiện thấy bóng dáng của Dương Tiêu liền bước chân vào trong cửa hàng. Cung tiên sinh, sau khi nhìn rõ người đến là ai, vốn dĩ còn đang khinh thường người khác thì nữ nhân viên bán hàng triệt để chết lặng rồi. Phải biết rằng cửa hàng túi sách Hermes này chính là do cung gia quản lý. Cả tòa thương mại rộng lớn này đều là sản nghiệp của cung gia, nữ nhân viên bán hàng này đương nhiên hiểu rõ chuyện này. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là cung danh gia chủ cung gia vậy mà lại có quen biết với tên nghèo nàn trước mặt này, điều này khiến cho nhất thời không rét mà run. Ông trời của tôi ơi, bản thân không phải đã đụng phải tắm thép nóng rồi chứ? Nữ nhân viên bán hàng nghĩ thầm. Khi nhìn thấy người đến là cung danh, Dương Tiêu cười nhạt nói, thật trùng hợp, cung tiên sinh như thế nào lại đến đây? Cung danh giây phút này vô cùng cung kính khi nhìn thấy Dương Tiêu, căn bản không hề có dáng vẻ người trên kẻ cả. Bản thân ông là gia chủ của gia tộc lớn mạnh nhất Trung Nguyên, cung danh cũng là người vô cùng có tầm nhìn xa trông rộng, chỉ cần liên quan đến Dương Tiêu, ông đều cho người đi điều tra rõ ràng. Không những y thuật xuất thần nhập hóa, còn có sở trường âm nhạc, chiều hôm nay trong buổi hòa nhạc của Lãng Lãng còn diễn tấu bản hòa tấu song óp hớt đinh xíp, kinh động bốn phương. Ngoài những điều này, Dương Tiêu còn có quan hệ không tệ với Lý Minh Hiên, thiếu chủ của Đông Hải đệ nhất thế gia. Có quen biết với một trong những người cầm đầu của vùng đất xám Trung Nguyên, những điều này đã phá vỡ hoàn toàn nhận định của ông về Dương Tiêu. Cho đến hiện tại, nếu có bất kỳ ai dám nói Dương Tiêu là một tên phế vật vậy thì cung danh ông sẽ là người đầu tiên đứng ra dè bỉu khinh thường.
Cung Danh cười nói, trung tâm thương mại này là sản nghiệp của cung gia, tôi mỗi tháng đều sẽ dành chút thời gian để đến đây kiểm tra, không biết Dương tiên sinh có gặp phải vấn đề phiền phức gì hay không. Một chút việc nhỏ nhặt mà thôi, Dương Tiêu cũng không muốn vì chuyện này mà làm phiền đến Cung Danh. Đường Đường tức giận không thôi, cô nhìn sang Cung Danh nổi giận phừng phừng nói, chú Cung à, hôm nay là ngày sinh nhật của cháu, anh Dễ vốn muốn tặng quà mừng, nhưng lại bị cô ta khinh thường, còn sỉ nhục cháu cùng anh Dễ là kẻ nghèo hèn, quá đáng hơn khi muốn hai người chúng cháu phải biến đi. Vừa nói, Đường Đường liền chỉ tay về phía nữ nhân viên bán hàng kia. Ồ, còn có chuyện này sao? Sắc mặt Cung Danh lập tức trở nên khó coi. Dương Tiêu dù sao cũng là ân nhân của Cung gia, trước đây đã từng cứu mạng cho ba ruột của ông, hiện tại con gái bảo bối Cung Linh Nhi hiện tại càng có hứng thú với Dương Tiêu, dù cho trên phương diện nào thì ông cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Lại nói, trong ngày sinh nhật của người ta lại buông lời sỉ nhục, chuyện này dù như thế nào cũng là chuyện cực kỳ không tôn trọng người khác. Nhận thấy khí lạnh tỏa ra từ người Cung Danh, nữ nhân viên bán hàng cả người run rẩy. Vội vàng bước đến trước mặt Cung Danh sợ ỏn tóc gáy nói, Cung tiên sinh, tôi sai rồi, tôi sẽ xin lỗi hai người bọn họ. Thật sự xin lỗi, vừa nói, nữ nhân viên bán hàng liền hướng về phía Dương Tiêu cùng Đường Đường, hoảng sợ nói. Cũng vì giữ lại được công việc của mình, cô ta không thể không lựa chọn khom lưng khuất phục. Nhưng đáng tiếc Dương Tiêu căn bản không dễ bị qua mặt như vậy. Nếu như bản thân không tiền không quyền thế, không biết hôm nay sẽ bị người khác đối xử như thế nào. Hơn nữa, bản thân vừa rồi cũng đã thanh toán hơn 5 triệu, không lẽ 5 triệu này thanh toán cũng uổng phí rồi hay sao? Hừ, Đường Đường ghét ác như thù, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho loại người này. Cung Danh hiểu rõ ý của Dương Tiêu, ông liền cầm lên điện thoại gọi đến một số điện thoại. Không lâu sau đó, một người đàn ông trung niên liền vội vàng gấp gáp chạy đến hiện trường. Cung tiên sinh, thật ngại quá, tôi là Trương Minh, là tổng giám phụ trách cửa hàng Hermes tại thành phố Trung Nguyên. Tôi nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích hoàn hảo nhất. Cung Danh trầm giọng nói, không phải giải thích với tôi, mà là giải thích với Dương tiên sinh kìa.